Bí thư trùng sinh, vương tử quân. chương 286, một có phúc cùng hưởng. Đến khi bà chủ quán tính cách hào sảng chạy từ trong phòng bếp bưng món ăn ra như gió cuốn, vương tử quân muốn gắp một miếng, mạc tiểu bắc lúc này mới giống như dùng giọng trả thù nói. Bại hoại, hôm nay anh ăn món mình gọi, em ăn món thịt thôi. Vương tử quân cầm chiếc đũa chọc vào dĩa của mạc tiểu bắc rồi tùy tiện nói. Nhà đầu, em có biết vì sao có câu có phúc cùng hưởng có nạn cùng chịu không? Nói đúng là có thịt cùng ăn, khụ khụ, tất nhiên, có mì ăn mì có canh ăn canh. Mạc Tiểu Bắc bị những lời của Vương Tử Quân chọc cười, thế là dùng ánh mắt dịu dàng có chút thương yêu nhìn Vương Tử Quân, sau đó để mặc hắn muốn làm gì thì làm. Dĩa thịt rất có hương vị, Mạc Tiểu Bắc cũng không tỏ ra khách sáo, nàng rất thoải mái, ánh mắt nhìn dĩa thịt có màu hổ phách giống hệt như mắt mèo, chăm chú đến mức làm cho Vương Tử Quân cảm thấy xấu hổ vì sao mình không ăn miếng lớn chẳng lẽ sợ cô gái người ta xem thường tướng ăn khó coi của mình thế là hắn nhanh chóng thả lỏng cùng mặc tiểu bắc ăn uống thoải mái chỉ sau chốc lát đã vã đầy mồ hôi ha 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 này cậu em có câu tứ hải giai huynh đệ cậu không ngại cho anh ngồi đây một chút chứ anh quyền đang xỉa răng đi đến ngồi xuống chiếc ghế ở bên cạnh vương tử quân sau đó cười ha hả hỏi thăm vương tử quân khẽ nhíu mày hắn còn chưa kịp lên tiếng thì anh quyền đã cao giọng nói. Bà chủ, bàn này tính cho tôi, đồng thời đưa đến đây một bình trà ngon. Đám thanh niên đi theo anh quyền đến quán dùng cơm thấy mặc tiểu bắc với một bộ quân trang thì thầm hiểu, xem ra bệnh cũ của anh quyền lại tái phát. Cả đám người liên tục cười hì hì, đúng lúc này chợt nghe thấy tiểu lục tử mở miệng nói. Cậu em, anh quyền của chúng ta là người trượng nghĩa, cũng thích kết giao bằng hiếu, cậu chỉ cần làm bạn với anh quyền, đảm bảo có thể ăn no uống say, đi khắp thiên hạ, làm gì cũng được. Hai mắt mặc tiểu bắc chợt xoay qua chuyển lại, bên trong lóe lên hào quang chán ghét. Phương tử quân cũng không muốn đánh nhau ở chỗ này, thế là dùng giọng uyển chuyển từ chối. Ý tốt của các anh tôi xin nhận, nhưng không công không muốn nhận lộc, con người của tôi không thích ăn cơm của người khác một cách vô duyên vô cớ. Hừ, biết rõ anh quyền của chúng ta là ai không? Anh nói cho cậu biết, Tiểu tử cậu không uống rượu mời cũng đừng uống rượu phạt. Nếu như không nể mặt, cậu thật sự không thể nào chịu nổi đâu. Tiểu Lục Tử trượt vỗ bàn rồi đứng lên. Audio điện tử võ tấn bền. Tiểu Lục Tử, cậu làm gì vậy? Ngồi xuống cho tôi. Anh Quyền quát lên một tiếng với Tiểu Lục Tử, sau đó trầm giọng nói: Tôi là Lý Quốc Quyền, là giám đốc của công ty hàng đại. Cậu sau này nếu có việc gì cứ đến tìm tôi lý quốc quyền vừa nói vừa đưa đến một cái danh thiếp cho vương tử quân vương tử quân nhìn danh thiếp màu đen chữ trắng hắn cười nhạt một tiếng rồi thuận tay tiếp nhận chào đồng chí quân nhân nếu có chuyện gì cứ đến tìm tôi lý quốc quyền lại lấy ra một tờ danh thiếp đưa đến cho mạc tiểu bắc lúc này mạc tiểu bắc vốn dĩ đang muốn ăn uống no say chợt mất hết hứng thú đúng lúc người đàn ông lạ lẫm đưa đến cho nàng một danh thiếp nàng dùng ánh mắt kỳ quái nhìn đối phương lại dùng giọng không thèm quan tâm nói thật xin lỗi, tôi có chuyện cũng không tìm đến anh, bản thân tôi không có thói quen nhận sự trợ giúp của người xa lạ. Vẻ mặt Lý Quốc Quyền chợt biến đổi, vẻ mặt đám người đi theo hắn cũng chợt biến thành màu đen. Đám người đang định tiến lên can thiệp thì bị Lý Quốc Quyền vung tay cản lại. Ha ha, trên đời này người và việc là những thứ khó thể nào cân nhắc được, có câu nói thế này, 10 năm Hà Đông 10 năm Hà Tây, phong thủy thay đổi, sang năm ai sẽ lên ngôi, điều này cũng khó thể nào nói cho vẹn toàn, Cậu em, tôi thấy cậu thế này thì không phải công tác ở cơ quan thì cũng là trường học, không biết tôi nói có đúng không? Lý Quốc Quyền vừa vuốt ve danh thiếp trong tay mình vừa cười nói. Vương Tử Quân cũng không có hứng thú với ruồi bỏ bay đến không hiểu nguyên nhân như thế này, hắn đã sớm nhận ra ý nghĩ của đối phương, rõ ràng là muốn đến đây khoe khoang và tạo ấn tượng, thế nhưng đối phương rõ ràng đã tìm sai đối tượng. Đúng vậy, Vương Tử Quân cũng không quản những lời của Mạc Tiểu Bắc vừa rồi, Hắn vươn đũa gắp một miếng thịt trong dĩa thức ăn trước mặt nàng cho vào trong miệng mình. Mạc Tiểu Bắc cũng đang ăn, lúc này thấy Vương Tử Quân cướp món thịt của mình, thế là gương mặt lộ ra nụ cười. Lý Quốc Quyền nhìn hai người dùng cơm rất chuyên chú, vẻ mặt chợt trở nên có chút khó coi. Nhưng hắn là một người ẩn giấu, tuy trong lòng cực kỳ tức giận thế nhưng chỉ lộ ra tảng băng ngầm mà thôi, vui buồn cũng không để lộ ra bên ngoài. Cậu em, cậu công tác ở đơn vị nào? nói không chừng tôi có quen biết với lãnh đạo của cậu sẽ có thể cất nhắc để bạt cậu lý quốc quyền thấy mạc tiểu bắc không nói lời nào thế là quyết định tìm điểm đột phá trên người vương tử quân anh hẳn là không biết lãnh đạo của tôi vương tử quân mỉm cười nhìn lý quốc quyền sau đó khẽ nói điều này cũng không nhất định tôi cho cậu biết anh quyền của chúng tôi cũng không phải là người thường có biết bí thư dương vừa mới đến nhận chức không đó là người có quen biết với anh quyền cậu có chuyện cứ nói ra biết đâu sẽ thành. Tiểu Lục Tử rất có ánh mắt tinh đời, chỉ vài câu nịnh hót đã làm cho vẻ mặt của anh quyền trở nên sáng lạn như mặt trời. Bí thư Dương mới đến, tất nhiên Vương Tử Quân sẽ biết người đến là ai, nhưng hắn không mở miệng, chỉ cười nhìn Lý Quốc Quyền. Nụ cười của Vương Tử Quân rất nhạt, nhưng Lý Quốc Quyền nhìn lại thấy giống như Vương Tử Quân đang xem thường mình, cho là mình đang khoác lác đối với đám trộm gà trộm chó thế này thì vấn đề căn bản cần quan tâm nhất chính là mặt mũi thế là lý quốc quyền đặt danh thiếp xuống bản rồi nói cậu không tin sao cậu biết rõ chuyện tu sửa đường cho khu quy hoạch không anh nói cho cậu biết công trình này chính là chuẩn cho anh đây nếu như lúc đầu vương tử quân còn tưởng rằng lý quốc quyền này đang khoác lác thế nhưng lúc này vẻ mặt hắn lại biến đổi tất nhiên hắn biết chuyện tu sửa đường ở khu quy hoạch đây là tài chính hắn vay mượn từ ngân hàng nông nghiệp con đường ở khu quy hoạch là hạng mục quan trọng nhất, tuy còn chưa đấu thầu nhưng đã khiến cho khắp nơi chú ý. Nhưng bây giờ Lý Quốc Quyền dám dùng giọng điệu chắc chắn để nói hạng mục con đường quan trọng này là chuẩn bị cho mình. Vương Tử Quân là lãnh đạo khối chính quyền huyện Lô Bắc, lần đầu tiên hắn nghe có người dám mở miệng nói như vậy. Tôi không tin. Vương Tử Quân nhắc đúa lên rồi thản nhiên nói. Con bà nó mày muốn gì? Đám người tiểu lục tử lúc này đều đã đứng lên, nhưng Lý Quốc Quyền chợt khẽ khua tay nói. Loại chuyện này tất nhiên chờ có kết quả rồi nói sau là hay hơn, cậu em, lúc này còn có cô em xinh đẹp này, hai ngày sau chính là ngày tốt lành để cho Lý Quốc Quyền anh đây chúc mừng mình trúng thầu, các người phải đến để anh đây hân hạnh đón tiếp, thế nào? chương 286, hai có phúc cùng hưởng. Lý Quốc Quyền dùng ánh mắt mèo vờn chuột nhìn Vương Tử Quân, đối với hắn thì tên thanh niên trước mặt có là gì hay không cũng chẳng quan trọng, chủ yếu là nữ quân nhân trước mắt. Hắn sở dĩ muốn đánh cuộc với tên kia, chẳng qua chỉ muốn nữ quân nhân này giật mình chú ý đến mình mà thôi. Là một người đã rửa tay sạch sẽ và rất thành công, Lý Quốc Quyền bây giờ thích chơi những trò có tình có ý, thích những thứ cao nhã, hắn cũng không tỏ ra thô lỗ giống như đám côn đồ lâu la dưới tay mình, hoàn toàn là một ông chủ phong độ. Làm người đứng đầu thường thích nói xuông, động vào chút chuyện thì thích hô hào kêu gào, đánh đánh cướp cướp. Hắn là một người thành công, Hắn cảm thấy mình muốn đánh bại một nữ quân nhân là chuyện căn bản không có gì gọi là khó khăn. Mạc Tiểu Bắc giống như vẫn chú ý đến thức ăn trên bàn hơn cả, tốc độ ăn của nàng không chậm, thế nhưng cặp môi đỏ mọng của nàng vẫn dính rất dầu mỡ. Trong ánh mắt của nàng giống như những dĩa thức ăn trên bàn là một thứ gì đó quan trọng hơn thứ khác rất nhiều. Nếu có thì tôi nhất định sẽ đến." Vương Tử Quân khẽ đặt đũa xuống rồi dùng giọng thản nhiên nói. "Được, tôi sẽ chờ cậu." rất hân hạnh được đón tiếp cậu. À, còn chưa biết tên cậu, cậu đang công tác ở đâu? Lý Quốc Quyền xem ra không hỏi được lai lịch của Vương Tử Quân thì thật sự không cam lòng. Vương Tử Quân cười cười. Tôi họ Vương, tên là Vương Tiểu Bắc, kính xin giám đốc Lý quan tâm nhiều hơn. Vương Tử Quân vừa nói dứt lời thì dùng ánh mắt rất nghiêm túc nhìn thoáng qua Mạc Tiểu Bắc. Mạc Tiểu Bắc đang ăn thịt, vừa nghe thấy vương tử quân tự giới thiệu thì hai môi khẽ hé mở nhưng lại không nói một lời. Nhưng vương tử quân vẫn có thể nhìn thấy chút căm tức từ ánh mắt của Mạc Tiểu Bắc, nhìn vào khóe miệng của nàng, hắn cảm thấy nàng giống như đang mắng mình bại hoại. Vì có người hò hét ở bên cạnh nên hai người vương tử quân nhanh chóng mất đi hào hứng, bọn họ vội vàng ăn uống, sau đó tranh thủ thanh toán tiền rời khỏi quán cơm. Anh Quyền, vì sao để bọn họ ra đi dễ dàng như vậy? Người phụ nữ kia thật sự xinh đẹp, chật chật, nếu như có thể kéo nàng vào trong vòng tay, thật sự là giảm đi 10 năm tuổi thọ cũng đáng. Tiểu lục tử nở nụ cười dùng giọng tục tiểu và không che đậy miệng nói với Lý Quốc Quyền. Bốp! Một bà tay đánh lên mặt tiểu lục tử, Lý Quốc Quyền vốn đang mỉm cười chợt tỏ ra dữ tợn. Cô gái kia là thứ có thể cho mày sỉ nhục sao? Nếu còn dám nói bậy bạ, cẩn thận tao chặt chân tay của mày. Đám người khác đang định nói thêm vài lời, lúc này ai cũng câm như hến nhìn Lý Quốc Quyền, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ đại ca định ra tay thật. Các người lo chuẩn bị một chút, lễ chúc mừng vào ngày mốt phải làm sao cho long trọng, biết không? Lý Quốc Quyền trầm ngâm một lát, sau đó khẽ nói với đám người sau lưng. Tên kia thật đáng ghét, cứ tưởng mình là đại ca của cả thế giới. Mạc Tiểu Bắc ngồi trên xe máy chạy đi như bay, nàng dùng giọng tùy ý nói. Nàng nói rất tùy tiện, rất tự nhiên, cũng không thèm quan tâm đến bộ dạng uy phong tám hướng của Lý Quốc Quyền vào lúc vừa rồi, giống như đối phương chỉ là hạng rồi bọ mà thôi. Vương Tử Quân cũng chỉ cười nhạt với lời nói của Mạc Tiểu Bắc, căn bản không nói thêm điều gì. Anh nói xem mình có nên chuẩn bị tham gia lễ hội chúc mừng chúng thầu của bọn họ hay không? Mạc Tiểu Bắc thấy Vương Tử Quân không trả lời thì lại nghiêng đầu hỏi. Không có lễ chúc mừng đâu. Vương Tử Quân nhìn vào đôi mắt đầy xảo quyệt của Mạc Tiểu Bắc, hắn khẽ vỗ lên trán của nàng rồi nói. À, Mạc Tiểu Bắc cũng không nói thêm điều gì, hai bánh xe vẫn chạy đi như bay, một làn khói đen bùng lên phía sau. Phòng làm việc của Vương Tử Quân, lúc này Tôn Hạ Châu đã sắp xếp các văn kiện công tác, đồng thời cũng chia ra các cấp độ nặng nhẹ để đặt chỉnh tề lên bàn làm việc của Vương Tử Quân. Trên sắp văn kiện còn có một bản thảo, trên đó chính là những ý kiến xử lý về vài hạng mục cấp bách. Dù hắn đã là phó chủ nhiệm văn phòng huyện ủy, Thế nhưng công tác chủ yếu nhất của hắn vẫn là thư ký cho Vương Tử Quân. Tuy trong phòng làm việc không có ai nhưng nhìn chiếc ghế sofa hơi cũ thì Tôn Hạ Châu vẫn có một cảm giác giống như chủ tịch Vương đang ngồi bên trên, nhìn chiếc ghế đại biểu cho vị trí chủ tịch huyện, hắn cảm thấy có chút chờ mong, cũng có chút lo lắng. Bí thư Dương không phải là một người dễ ở chung, tuy Tôn Hạ Châu tiếp xúc khá ít với vị bí thư vừa đến nhận chức không lâu, thế nhưng hắn cũng cho ra một lời bình về vị lãnh đạo này đó chính là một vị bí thư huyện ủy được phó bí thư thị ủy và trưởng phòng tổ chức thị ủy cùng đưa đến nhận chức thì chắc chắn không phải là một nhân vật đơn giản bí thư huyện ủy không dễ ở chung không dễ chọc vào đây chính là một chuyện cực kỳ phức tạp với chủ nhân của chiếc ghế chủ tịch huyện kia tôn hạ châu nghĩ đến hình tượng một vị lãnh đạo có thể biến việc nặng thành nhẹ là một người ung dung bình tĩnh hắn chợt bình tĩnh trở lại chủ tịch vương anh đã về tiếng đẩy cửa đánh thức tôn hạ châu đang đứng ngây cả người khi thấy vương tử quân đi đến thì hắn vội vàng tiến lên nghênh đón. Vương tử quân cười gật đầu với tôn hạ châu, sau đó hắn cầm lấy ly trà ngon uống một ngụm, cuối cùng cười nói. Ngày hôm nay có sắp xếp gì không? Chủ tịch vương, hôm nay chủ yếu là vấn đề sửa chữa đường xá trong khu quy hoạch, hạng mục này sẽ được đưa lên hội nghị thường ủy, còn có một tổ công tác kiểm soát sẽ đến huyện chúng ta kiểm tra nghiên cứu. Vương tử quân nghe lời báo cáo của tôn hạ châu mà vẻ mặt cực kỳ bình tĩnh, Tôn Hạ Châu dùng ánh mắt cực kỳ chú ý nhìn vẻ mặt không bao giờ bận tâm của Vương Tử Quân, sau đó khẽ nói: "Chủ tịch Vương, những ngày này bí thư Trần thường xuyên đến báo cáo công tác với bí thư Dương, trưởng phòng Tôn cũng thường xuyên đến phòng bí thư Dương." Báo cáo công tác cho lãnh đạo là chuyện bình thường. Vương Tử Quân khẽ gật đầu rồi thản nhiên nói: "Tôn Hạ Châu cũng không vì sự bình thản của Vương Tử Quân mà dừng lời, hắn tiếp tục lên tiếng: Ngày hôm qua Bí thư Dương đến kiểm tra công tác của cục tư pháp, anh ấy đã phê bình nghiêm khắc với tác phong công tác lôi thôi của cục tư pháp, đồng thời cũng nói lời phê bình với các vị lãnh đạo cục tư pháp. Nhìn vào bộ dạng của Bí thư Dương giống như chuyện bé xé ra to, coi cục tư pháp là một điển hình tụt hậu. Tôn Hạ Châu nghĩ rằng nói ra tin tức này thì Chủ tịch Vương sẽ có biểu cảm gì đó, phải biết rằng trước khi là Chủ tịch huyện thì Vương Tử Quân là Bí thư Ủy ban Tư pháp, cũng là Phó Bí thư huyện ủy nắm khối tư pháp. Tuy vương tử quân không thừa nhận, thế nhưng hầu như cả huyện Lô Bắc đều đem hệ thống công an kiểm soát tư pháp là địa bàn của chủ tịch vương. Bây giờ bí thư dương lại phê bình khối cục tư pháp, đây không phải là đang chĩa mũi rùi về phía chủ tịch vương sao? chương 286, ba có phúc cùng hưởng. Cục tư pháp cũng nên sửa trị lại một chút, anh nhâm dù là một nhân tài có tri thức pháp luật, thế nhưng lại thiếu kinh nghiệm quản lý đơn vị vương tử quân khẽ chấp mắt rồi dùng giọng tùy ý nói vương tử quân tỏ ra cực kỳ bình tĩnh ung dung làm cho tôn hạ châu nghĩ rằng lãnh đạo có uống lộn thuốc hay không nhưng lúc này lãnh đạo đã lên tiếng hắn cũng không còn gì để nói thêm chỉ sợ bí thư dương sẽ không chỉ muốn sửa đổi một chút mà thôi tôn hạ châu trầm ngâm một lát rồi dùng giọng chú ý để nhắc nhở vương tử quân tất nhiên sẽ hiểu ý của tôn hạ châu hắn cũng ý thức được như vậy nhưng hắn không nói ra mà thôi hắn khẽ nâng ly lên, uống một ngụm trà, sau đó tiện tay lật ra một văn kiện. Dương Quân Tài là một cán bộ đến từ các bộ và ủy ban trung ương, hắn muốn làm chuyện lớn, có quyết tâm làm đại sự, hắn cảm thấy đây là một cơ hội khó có được. Hắn chỉ có thể nắm bắt cơ hội này mới có thể được gia tộc tán thành, mới có thể bay lên 9 tầng trời. Dương Quân Tài lần này xuống tuyến dưới rèn luyện, không, phải nói là bố của hắn đã làm ra rất nhiều thao tác, không những dùng trăm phương ngàn kế để đưa hắn xuống một huyện đang phát triển kinh tế cực mạnh, còn cố gắng đưa hắn xuống một huyện trực thuộc một thành phố cấp phó tỉnh. Dù lúc này huyện Lô Bắc chỉ là cấp xứ, thế nhưng khi địa vị của thành phố cấp phó tỉnh càng thêm vững chắc thì thăng cấp làm phó phòng cũng là chuyện đương nhiên. Chiến tích và thăng chức chính là những thứ mà trước mắt Dương Quân Tài cần có nhất, những huyện phù hợp với hai điều kiện hắn cần cũng không nhiều, vì thế mà bố của hắn đã thao tác rất nhiều xem xét rất nhiều, cuối cùng mới quyết định đưa con mình đến nơi này. Năm xưa bố của Dương Quân Tài cũng từ tỉnh Sơn Nam đi ra, cũng xem như có một ổ hùng mạnh ở tỉnh Sơn Nam, tuy lão đã đến thủ đô, thế nhưng Dương gia vẫn là một thực lực cực kỳ hùng mạnh ở tỉnh Sơn Nam. Kiệu hoa phải có nhiều người cùng nâng lên, dưới điều kiện có nhiều người nâng đỡ thì Dương Quân Tài mới có thể tính là quật khởi. Đến bây giờ Dương Quân Tài vẫn không đặt nặng một huyện nhỏ nhoi như Lô Bắc vào trong lòng, trong ấn tượng của hắn thì đám quan viên tuyến huyện đều khúm núm, cả đám đều phải đón chào mình với gương mặt tươi cười như hoa, ai cũng phải vây quanh mình, xoay quanh mình. Sau đó hắn nhìn vào tư liệu của huyện Lô Bắc, hắn càng cảm thấy vui mừng vì mình được đưa đến nơi này. Vương Tử Quân là chủ tịch huyện trong địa phương Dương Quân Tài làm chủ, đây chính là chuyện làm cho người ta cực kỳ mừng rỡ. Hắn thật sự rất tức giận và khó thể nào xóa nhòa được với tên khốn nhà quê đã cướp đi Mạc Tiểu Bắc trong vòng tay mình, bây giờ thì hay quá đối phương là hạ cấp của mình dương quân tài đem theo tâm tình có thù sẽ báo có oán sẽ trả mà đi đến huyện lô bắc nhận chức nhưng hắn nhanh chóng phát hiện tất cả lý tưởng của mình thật sự chỉ là cảm giác tốt đẹp nằm trong đầu khi hắn đang lợi dụng hai vị lãnh đạo thị ủy để ép phương tử quân phải cúi đầu thì chính mình phải nhận lấy một sự kiện mất hết mặt mũi một cái tát rất nặng làm cho dương quân tài mất hai ngày mới dần hồi phục trở lại dương quân tài tỉnh táo lại và ý thức được chính mình đến một nơi cũng không dễ dàng gì nhưng điều này cũng không thể nào ảnh hưởng đến quyết tâm của dương đại công tử hắn cảm thấy dựa vào thủ đoạn của mình dựa vào địa vị của mình vấn đề áp đảo một tên chủ tịch huyện nhỏ nhoi là quá dư sức bí thư dương anh có bận không khi dương quân tài đang suy nghĩ vẩn vơ thì trần lộ giao đi đến với gương mặt tràn đầy nụ cười trần lộ giao là một người bị vương tử quân áp chế đến mức gần như cho ra rìa bây giờ dương quân tài đến hắn nhanh chóng chạy đến bên cạnh của bí thư Dương. Anh Trần, mời ngồi. Dương quân tài cũng nhanh chóng nở nụ cười vui vẻ. Trần lộ giao ngồi xuống không chút khách khí, sau đó hắn mỉm cười nói. Bí thư Dương, một tháng kiểm tra nghiên cứu, anh cảm thấy thế nào? Rất không thoải mái. Dương quân tài cũng không có ý nghĩ che giấu đối với vị phó bí thư đang cố gắng nịnh bợ mình, hắn cười hì hì nói. Dấu vết của người kia quá nặng, dù là đi đến nơi nào cũng được nghe người ta nói về hắn thật sự không tính là chuyện gì tốt trần lộ giao cảm thấy rất thoải mái từ sau khi hầu thiên đông rời khỏi huyện lô bắc thì cuộc sống của hắn cực kỳ cực khổ tuy hắn cũng coi như là một người thâm căn cố đế ở huyện lô bắc thế nhưng đối mặt với sự cường thế của vương tử quân hắn chỉ còn là một thành viên của thường ủy huyện ủy không phải là phó bí thư quyền cao chức trọng nắm khối tổ chức tuy hầu thiên đông đã nói rõ ràng với trần lộ giao hy vọng Trần Lộ Giao có thể hợp tác chân thành với Vương Tử Quân, thế nhưng Trần Lộ Giao thật sự khó thể nào nghe lọt tai. Hắn thấy Vương Tử Quân rõ ràng đã chiếm mất vị trí chủ tịch huyện của mình, hợp tác với Vương Tử Quân sao? Rõ ràng là điều không thể. Dương quân tài đến thật sự giống như ngọn gió đưa đến hy vọng cho Trần Lộ Giao, hy vọng có thể chèn ép được Vương Tử Quân. Những hành vi mờ ám của bí thư Dương quân tài, một cái tát cực mạnh của Vương Tử Quân dành cho bí thư Dương, điều này làm cho hắn cực kỳ mừng rỡ, Kinh nghiệm tham chính nhiều năm cho hắn biết rõ một vấn đề, đó chính là cơ hội của mình đang đến. Bí thư, nói cho cùng thì thời gian người kia đến huyện Lô Bắc cũng không quá lâu, nhưng thật sự có quá nhiều chuyện có dấu ấn của đối phương. Nếu như Bí thư Dương không ra tay, chỉ sợ quyền lợi của ngài cũng sẽ rơi vào tay của người ta, như thế trong mắt đám cán bộ tuyến dưới chỉ có Vương Tử Quân căn bản không biết đến ngài. Khi Trần Lộ giao lên tiếng thì thư ký của Dương Quân tài cũng nhiệt tình dâng trà hắn nâng ly trà lên uống một ngụm hương thơm nồng nàn sau đó cười hì hì nói bí thư dương anh cần phải thay đổi vấn đề này như vậy cũng chỉ có một con đường để đi đó là không cho đám cán bộ bị vương hóa vương tử quân có lực ảnh hưởng quá sâu ở huyện lô bắc bây giờ hầu như cực kỳ có tư cách điều này khó thể làm được là lãnh đạo đứng đầu một huyện lô bắc này phải là sân khấu của anh nếu để cho vương tử quân tiếp tục tiến lên hùng mạnh tạo ra thành tích như vậy sẽ thành tích của hắn nhưng nếu như có vấn đề gì xảy ra, tuyến trên chỉ có thể trách cứ anh, hơn nữa mỗi vị bí thư đều có sách lược chính trị của mình, còn ngài hẳn là phải càng quan tâm đến vấn đề này hơn. Vẻ mặt Dương Quân Tài chợt biến đổi, nụ cười của hắn càng thêm sáng lạn. "Bí thư Trần, anh làm phó bí thư thật sự là uất ức, nếu anh có thể nhập gánh công tác với tôi thì quá tốt." Dương Quân Tài thật sự là nói một lời nhiều ý nghĩa, lời này tất nhiên sẽ là thứ mà Trần Lộ giao cực kỳ muốn nghe. Trần Lộ Giao nhìn gương mặt của Bí thư Dương Quân Tài, trong lòng trở nên càng thêm vui mừng. Tôi đây cũng muốn làm ngọn đèn nhỏ soi sáng con đường phát triển lên tận chín tầng trời của Bí thư Dương, cũng muốn được phát triển nhờ ngọn gió đông của Bí thư. Nhưng bản thân tôi thật sự không có phúc như vậy. Trần Lộ Giao nói rồi đứng lên. Tốt, anh Trần, anh yên tâm, Dương Quân Tài tôi có ăn thì sẽ tuyệt đối không thiếu phần của anh. Huyện Lô Bắc này sẽ là nơi chứng kiến sự nghiệp chúng ta phát triển như diều gặp gió. Dương quân tài đẩy cửa sổ ra, lúc này mặt trời đỏ đang bừng lên ở phương đông, dưới ánh nắng đỏ rực vào buổi sáng sớm, hắn càng cảm thấy lòng giả của mình rộng rãi thanh thang. chương 287 một đấm vào bông. Mặt trời lên cao, bao quát mặt đất. Trong phòng họp huyện ủy Lô Bắc, đây là hội nghị đầu tiên từ khi Dương quân tài đến huyện Lô Bắc nhận chức, hắn ngồi ở vị trí cũ của Hầu Thiên Đông, vẻ mặt tràn đầy lạnh lùng. Đám thường ủy huyện ủy Lô Bắc ngồi ở hai bên bí thư và chủ tịch huyện, đám người ai cũng nghiêm chỉnh chờ đợi Dương Quân Tài lên tiếng. Tuy trước kia Dương Quân Tài bị mất mặt mũi trước Phương Tử Quân, nhưng lúc này Dương Quân Tài là người được trình vạn thọ và các trường lễ tự mình đưa đến nhận chức cũng cảm nhận được thế lực hùng mạnh của vị trí lãnh đạo huyện. Các đồng chí, đây là hội nghị thường ủy đầu tiên kể từ sau khi tôi đến nhận chức ở huyện Lô Bắc, tôi chủ yếu nói về những cảm nhận của mình. Thứ nhất tôi chỉ nói về những gì mình được thấy, thứ hai là những gì tôi đang nghĩ, thứ ba chính là dự toán nên làm thế nào. Dương quân tài đưa mắt nhìn đám thường ủy huyện ủy ngồi quanh bàn, sau đó dùng giọng cực kỳ có lực và khí phách nói. Dương quân tài mới mở miệng thì vương tử quân đã cảm nhận đối phương không phải một kẻ ngồi không, chỉ cần nhìn vào trình tự lên tiếng rõ ràng thì biết rõ ý nghĩ của bí thư Dương. Vương tử quân nghe thấy những lời có ý ca ngợi từ trong miệng của Dương quân tài, Hắn tuy cảm thấy đối phương nói một đằng làm một nẻo, thế nhưng biểu hiện của hắn lại là cung kính lắng nghe. Đấu tranh là khó thể tránh, thế nhưng biểu hiện bên ngoài lại không thể thiếu được. Các đồng chí, huyện Lô Bắc của chúng ta thật sự là một cơ sở tốt, tôi rất vui mừng vì điều này. Những cơ sở này sẽ là điều kiện cần và đủ để cho kinh tế xã hội của huyện Lô Bắc chúng ta nhanh chóng bay lên, mở đầu đã tốt thì những bước đi tiếp theo sẽ càng ngày càng tốt. Vì vậy tôi cảm thấy việc cần làm đầu tiên là nói lời cảm tạ. Cảm tạ lãnh đạo đã cho tôi cơ hội lãnh đạo ban ngành, cảm tạ bí thư Hầu và chủ tịch Lưu đã rời chức vụ, vì bọn họ vất vả cần cù công tác mà huyện Lô Bắc chúng ta có được những tích lũy tốt đẹp ngày hôm nay. Những lời nói của Dương Quân Tài nghe qua giống như không có ý ích, thế nhưng nếu nghe lại cho cẩn thận thì cảm nhận được hương vị rõ ràng. Cái gì gọi là cảm tạ ban ngành thượng cấp, cảm tạ bí thư Hầu và chủ tịch Lưu, căn bản coi tất cả thành tích là của bí thư Hầu và chủ tịch Lưu để lại thật sự không liên quan gì đến một người khai sáng như Vương Tử Quân. Bí thư Dương, tôi cũng có hai câu cần lên tiếng. Dương Quân Tài buông ly trà xuống, chủ nhiệm văn phòng huyện ủy Lưu Truyền Pháp vừa mới đến cũng gãi đầu mình cười tủm tỉm nói. Lưu Truyền Pháp này chính là vị cán bộ đến sau Dương Quân Tài một tuần, vốn L1 trưởng khoa của của phòng tổ chức thị ủy. Lưu Truyền Pháp xuống huyện Lô Bắc cũng không tính là thăng chức, nhưng hắn lại tỏ ra cực kỳ vui mừng. Những ngày bí thư Dương xuống tuyến dưới kiểm tra giám sát thì tôi đều đi theo. Tôi cảm thấy những lời bí thư Dương nói là rất đúng đắn. Tiền nhân trồng cây thì hậu nhân thừa hưởng. Bí thư hầu và chủ tịch Lưu là những người đã khai sáng cho huyện Lô Bắc. Bọn họ đã lưu lại cho chúng ta cơ sở quý giá. Điều này hoàn toàn là thật. Tôi tin tưởng lịch sử huyện Lô Bắc sẽ ghi khắc công lao. Nhân dân đều nhớ kỹ công lao của hai vị lãnh đạo này. Lưu Truyền Pháp nói và ánh mắt lơ đãng nhìn thoáng qua Vương Tử Quân đang bình tĩnh ghi chép vài thứ gì đó. Chủ tịch Vương, anh nói xem huyện Lô Bắc chúng ta nên làm thế nào để khen ngợi công tích của hai vị lãnh đạo này. Lúc này bầu không khí trong phòng họp yên ắng đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi, ánh mắt đám thường ủy thân cận với Vương Tử Quân đều không vui vẻ gì cho lắm. Lưu truyền pháp thật sự quá cay độc, hầu như là chối bỏ tất cả chiến tích của Vương Tử Quân, sau đó còn ép Vương Tử Quân tỏ thái độ, nhưng loại chuyện này thật sự là khó khăn không thể nói ra bằng lời. Tiếu tử đông là minh hữu của Vương Tử Quân, vẻ mặt hắn khe động, hắn định lên tiếng, nhưng hắn còn chưa mở miệng thì Vương Tử Quân đã cười nói: có một câu thế này, quả cân giữa thiên địa chính là nhân dân. Tôi tin tưởng Bí thư hầu và Chủ tịch Lưu chỉ coi trọng nhân dân, mà không mong muốn chúng ta cứ mãi đi theo con đường hình thức, chú trọng đi ngang sân khấu. Chỉ là một câu nói ngắn ngủi nhưng Vương Tử Quân không những hóa giải mũi rùi của Lưu Truyền Pháp, hơn nữa còn cho Lưu Truyền Pháp một bà tai không em mờ một tiếng động. Con đường hình thức, đi qua sân khấu. Rõ ràng là đánh vào mặt Lưu Truyền Pháp. Vẻ mặt Lưu Truyền Pháp trở nên cứng đờ, ngón tay lại đưa lên đầu mình, nhưng lúc này những ngón tay lại run rẩy dữ dội. Lưu Truyền Pháp cũng không ý thức được tất cả chỉ là bắt đầu, khi hắn cho rằng mình sẽ có thể đi đường vòng tránh qua chuyện này, đúng lúc Tiếu Tử Đông nói tiếp. Chủ tịch Vương nói rất hay, trong lòng nhân dân đều có một quả cân, tôi đã cộng sự nhiều năm với bí thư Hầu, biết rõ tính tình của bí thư Hầu anh ấy xem nhẹ ly bạc cúp vàng mà chỉ chú ý đến danh tiếng của mình trong nhân dân. Khi đó tôi là chủ nhiệm văn phòng huyện ủy, anh ấy thường xuyên nói các đồng chí văn phòng huyện ủy cần phải chú tâm công tác, cần phải làm tốt công tác phục vụ nhân dân. Bây giờ tôi dù xa cách văn phòng huyện ủy, thế nhưng tôi hy vọng chủ nhiệm Lưu cũng không nên buông lỏng yêu cầu chú trọng tư tưởng, cần phải quát triệt tinh thần này xuống bên dưới. Tiếu tử đông mở miệng thì vương tử quân thầm vui mừng, thầm nghĩ, tử đông đúng là tử đông, anh là người có tính cách ngay thẳng, vừa nói ra khỏi miệng thì đã ép cho lưu truyền pháp khó thể lên tiếng. Tiếu tử đông rõ ràng là bậc tiền bối, xe của tiền nhân thì hậu nhân chỉ có thể sử dụng một cách cẩn thận, lưu truyền pháp vẫn còn non lắm. Tất nhiên đám người ngồi trong phòng họp này đều có thể nghe rõ ý nghĩ lời nói của Vương Tử Quân và Tiếu Tử Đông, nhưng Vương Tử Quân và Tiếu Tử Đông nói rất đường hoàng, dù lưu truyền pháp có bất ức thế nào thì cũng không tìm đâu ra lý do phản bác ai bảo bọn họ trước đó đã lấy Hầu Thiên Đông ra làm cái cớ. Với thân phận chủ nhiệm văn phòng huyện ủy của Tiếu Tử Đông, rõ ràng có thân phận phục vụ cho bí thư Hầu Thiên Đông, thế cho nên bí thư Hầu Thiên Đông có ý nghĩ thế nào, có đến lượt lưu truyền pháp lên tiếng nói này nọ không? Dương quân tài dùng ánh mắt không chút biểu cảm nhìn Trần Lộ Giao, ý nghĩ thế nào không cần nói cũng biết. Trần Lộ Giao thấy bí thư Dương đưa mắt nhìn mình, thế là lập tức cúi đầu, căn bản có chút hối hận và cấp bách, ai bảo mình là người cho ra ý kiến này. Không những không thể làm cho bí thư dương phát tiết cơn giận, hơn nữa còn bị những lời không cứng không mềm của chủ tịch vương làm cho cứng họng. Khổ khổ, tôi cảm thấy ưu khuyết điểm của bí thư hầu và chủ tịch lưu như thế nào thì mọi người ở đây đều hiểu rõ ràng. Tổ chức phái bí thư dương đến huyện Lô Bắc chúng ta nhận chức thì nhất định đã có suy xét rất sáng suốt. Tôi thấy hay là chúng ta nên nghe theo những sắp xếp của bí thư dương thì hay hơn. Trần Lộ Giao tuy không muốn lên tiếng vào đúng thời điểm quan trọng thế này, thế nhưng dù thế nào cũng cảm giác được ánh mắt của Dương Quân Tài nhìn về phía mình như kim đâm, căn bản không thể không mở miệng. Tiếu tử đông còn muốn mở miệng thì vương tử quân đã lắc đầu cản lại, tiếu tử đông thầm hiểu vấn đề, cũng không tiếp tục lên tiếng. Chủ tịch vương nói rất đúng, ưu khuyết điểm và thị phi như thế nào thì cứ để nhân dân tự do bình luận. Bí thư hầu và chủ tịch lưu làm quan đứng đầu huyện Lô Bắc đã tạo phúc cho một phương, để lại danh tiếng tốt, ban ngành chúng ta cần chú ý người sau tiếp nối người trước, mở lối cho người sau, cố gắng công tác, cố gắng phát huy những cơ sở mà tiền nhân để lại. Lần này tôi đi nghiên cứu kiểm tra, tôi cảm thấy tổng thể thì các đồng chí tuyến dưới là rất tốt, nhưng cũng có vài vấn đề, vẫn còn tồn tại những vấn đề làm cho người ta phải suy ngẫm. Âm thanh của Dương Quân Tài vẫn vang dội như trước, thế nhưng đã có vẻ cẩn thận hơn rất nhiều. Vương Tử Quân lặng lặng lắng nghe, bút trong tay được giữ lại rất nghiêm giống như rất quan tâm và lắng nghe những lời vàng ngọc của bí thư Dương Quân Tài. Huyện Lô Bắc chúng ta vừa nhập vào thành phố An Dịch, phần lớn vấn đề là nhân tâm không ổn. Lúc này điều chúng ta cần làm chính là cố gắng triển khai mở rộng công tác bảo trì tính nhất quán và tư tưởng của đảng viên, tái tạo hoạt động giáo dục, ổn định nhân tâm, nắm thật tốt tất cả công tác, không cho xuất hiện tư tưởng buông lòng. Dù mới đánh trận đầu đã rơi xuống thế hạ phong thế nhưng lời nói của Dương Quân Tài vào lúc này đã quá rõ ràng. Ai cũng hiểu, bây giờ thế tấn công thứ hai của Bí Thư Dương chính là một hoạt động thi hành biện pháp chính trị ở huyện Lô Bắc. Dương quân tài nói xong và thở dài một hơi, đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy mình lên tiếng và mệt mỏi như vậy. Tuy hắn quyết định ném ra quan điểm của mình, thế nhưng mới câu đầu tiên đã bị vương tử quân bắt lỗi, chính mình lại ôm lấy đau đớn mà không dám phản kích, vì vậy mà lời nói tiếp theo thật sự cảm thấy bó chân bó tay, sợ mình mở miệng nói bậy. Dương quân tài khẽ nhấc một ngụm nước, ánh mắt của hắn nhìn thoáng qua các vị thường ủy ở khắp bốn phía, tâm tư biến đổi vùn vụt. Hắn nghĩ vương tử quân sẽ nói ra những lời phản kích, sẽ muốn hóa giải những lời của mình, nhưng hắn đã có sẵn những tư liệu nghiên cứu kiểm tra, vì vậy đã chuẩn bị và thí dụ điển hình, đã dự phòng sẵn những lời dị nghị và phản kích của vương tử quân. Dương quân tài chờ đợi đòn phản kích của mình, như vậy sẽ làm cho hắn lấy lại mặt mũi, sẽ làm cho đám thường ủy huyện ủy kia thấy mình không là một bí thư bao cỏ. Không biết vì sao mà trong lòng Dương Quân Tài chợt sinh ra cảm giác bức thiết, kích động, hắn muốn phản kích, muốn đứng trên thế dẫn đầu trận chiến. Vương Tử Quân cuối cùng cũng lên tiếng, Dương Quân Tài nhìn Vương Tử Quân mấp máy môi, trái tim hắn giống như muốn bay lên, những lời phản kích liên tiếp đã đến sẵn bên miệng. Tôi hoàn toàn đồng ý với lời đề nghị của Bí thư Dương, triển khai mở rộng công tác là một hoạt động cực kỳ cần thiết. Gần đây tôi cũng nhận được những phản ánh giống như vậy, dù là phòng ban hay xã thị trấn đều có tồn tại loại vấn đề này, chúng ta cần nên tổ chức một hoạt động giáo dục tư tưởng cho cán bộ trong huyện. Vương tử quân khẽ đặt bút xuống rồi thản nhiên nói. Dương quân tài lúc này giống như một cây cung dương hết cỡ, hắn nói theo bản năng. Chủ tịch Vương, lời nói phản đối sắp cho ra khỏi miệng thì Dương quân tài mới chợt phản ứng, hắn thở gấp ra một hơi, lúc này mới nuốt được những lời từ trong họng về bụng. Tôi hoàn toàn đồng ý, Hai vị lãnh đạo đứng đầu huyện đã tỏ rõ thái độ, tất nhiên đám người bên dưới sẽ không còn dị nghị gì khác, nhưng lúc này vẻ mặt của Dương Quân Tài đã trở nên cực kỳ khó coi, cực kỳ khó hiểu. Hắn cảm thấy mình rất ngột ngạt, hắn vốn đã nắm chặt bàn tay, siết chặt nắm đấm, thế nhưng lại đánh vào bông, điều này làm hắn rất khó hiểu. Đỗ Tử Cường nãy giờ không lên tiếng nhưng khóe miệng lại treo nụ cười nhạt vui vẻ như có như không, lão là một lão quan trường chìm nổi thể chế nhiều năm lão có thể nhìn rõ những tính toán của Dương Quân Tài, cũng hiểu vì sao đối phương lại tỏ ra bức bối như thế. Chưa nói đến những vấn đề liên quan đến cá nhân, đây chính là một trong những sức quyến rũ tuyệt đối của Chủ tịch phương. Những hạng mục và đề tài của Dương Quân Tài đã được chuẩn bị đầy đủ phần lớn đều được thông qua rất dễ dàng ở hội nghị thường ủy lần này, thế cho nên một hội nghị thường ủy thật sự không có con sóng nào làm sống động. Hội nghị này xem như Dương Quân Tài thật sự thành công, nhưng hắn là một vị bí thư huyện ủy, hắn thật sự cảm thấy rất không hài lòng. Dương quân tài cảm thấy mình căn bản không dựng lên chút quyền uy nào có hình tượng ở hội nghị thường ủy lần này, ngược lại hắn còn bị mất mặt, điều này làm hắn cảm thấy không chút vui vẻ. Dương quân tài nhìn vào bản thảo của hội nghị thường ủy, hắn lại đưa mắt nhìn vẻ mặt mệt mỏi của đám thường ủy huyện ủy, trong lòng không khỏi bùng phát cảm giác không cam lòng. Không ưa, không thể để cho hội nghị thường ủy lần đầu tiên của mình ở huyện Lô Bắc thất bại thảm hại thế này, nếu như kết thúc như vậy, chỉ sợ sau này mình đừng hòng tiếp tục lăn lộn ở huyện Lô Bắc. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu, một ý niệm vốn đã được Dương Quân Tài vứt bỏ lại tiếp tục tái hiện. Bây giờ cũng chỉ có thể như thế mà thôi, Dương Quân Tài cắn răng, hắn chuẩn bị vớt phát một thế bài cuối cùng. "Chủ tịch Vương, các đồng chí, trong quá trình nghiên cứu kiểm tra, tôi phát hiện đại bộ phận các đồng chí đều là tốt, thế nhưng cũng có vài đơn vị nhiều người ít việc, hiện tượng này nếu như không được giải thích một cách rõ ràng, chỉ sợ sẽ là một vật cản làm cho công tác của chúng ta thêm bị động. Ý kiến của tôi đối với những đơn vị thế này chính là thay đổi tư tưởng trước khi thay người, không thay đổi tư tưởng mới thay người, phải đưa đi những người không phù hợp với cương vị, lại đưa đến những nhân tài phù hợp hơn. Cục tư pháp của huyện Lô Bắc gánh chịu công tác của cả huyện, có thể nói là trách nhiệm nặng nề trên vai, nhưng trong quá trình nghiên cứu kiểm tra, tôi phát hiện đại bộ phận tình huống ở cục tư pháp là người nhiều hơn việc, dân chúng đến rất khó khăn. Điển hình là cửa khó vào, mặt khó coi, lời nói nghe, việc khó làm. Nguyên nhân tạo thành hiện tượng này là thế nào? Có lẽ không cần tôi nói thì mọi người cũng đã rõ ràng rồi. Một ban ngành có vấn đề, trách nhiệm chủ yếu là ở lãnh đạo đứng đầu, xe lửa chạy không nhanh thì đều do đầu tàu phía trước, không tạo ra một đội ngũ có tố chất cao, điều này là trách nhiệm chủ yếu của lãnh đạo cao nhất. Vì thế theo tôi thấy, lúc này cục tư pháp xuất hiện tình huống không tốt, đồng chí cục trưởng nhâm khó thể tránh khỏi trách nhiệm và đồng chí này đã không còn thích hợp để đảm nhiệm chức vụ cục trưởng cục tư pháp. Bầu không khí trong phòng họp lại trở nên cực kỳ yên tĩnh, tất cả các vị thường ủy đều thu vẻ mệt mỏi của mình lại, bọn họ bắt đầu cảm thấy một xu thế xung đột chính diện sắp xảy ra. Chức vụ cục trưởng cục tư pháp thật sự không tính là vị trí nóng bỏng tổng huyện, thế nhưng đây dù sao cũng là cấp bậc chính khoa, hơn nữa cục tư pháp chính là một bộ phận trong hệ thống công an kiểm sát tư pháp của ủy ban tư pháp. Trong huyện Lô Bắc có ai mà không biết hệ thống công an kiểm sát tư pháp chính là địa bàn chủ yếu nằm dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Vương. Hơn nữa ủy ban tư pháp còn khăng khăng theo sát Chủ tịch Vương. Bây giờ Dương Quân Tài muốn khai đao với cục tư pháp, rõ ràng là muốn kiếm cơ chĩa mũi rùi về phía Vương Tử Quân. Vương Tử Quân khẽ uống một hớp trà, trong lòng thầm nghĩ đến những lời Tôn Hạ Châu đã báo cáo với mình trước đó. Dương Quân Tài tuy công khai nói rằng mình đến cục tư pháp kiểm tra nghiên cứu, Thế nhưng không bằng nói rằng đó là một hành vi kiểm tra đột ngột. Dương quân tài đều có thông báo sẽ đến kiểm tra công tác đối với từng đơn vị, nhìn qua tất nhiên là chuẩn bị sắp xếp ổn thỏa, thế nhưng đối với cục tư pháp thì Dương quân tài lại trực tiếp đưa người đi xuống kiểm tra mà không thông báo. Vương Tử Quân biết rõ cảnh tượng như vậy đối với một cơ quan trong huyện, đây là tình huống chặt chân chặt tay, thế nào cũng có vấn đề ngoài ý muốn. Vương Tử Quân đưa mắt nhìn từng ánh mắt nhìn về phía mình, hắn có chút trầm ngâm rồi thản nhiên nói. Tôi đồng ý. Tôi đồng ý. Ba chữ này thật sự là âm điệu không cao, thế nhưng lại làm cho đám người trong phòng trở nên sững sốt. Tiếu tử Đông và Đỗ Tự Cường trước đó đã chuẩn bị tư tưởng, sẽ cứng nhắc bảo vệ vị trí của Cục trưởng Cục Tư Pháp. Bây giờ bọn họ cũng lắp bắp kinh ngạc, đều dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Vương Tử Quân. Cách chức, Vương Tử Quân lựa chọn phương pháp cách chức một vị trí Cục trưởng Cục Tư Pháp không quá quan trọng. Nhưng hệ thống công an kiểm soát tư pháp chính là dòng chính và địa bàn của Vương Tử Quân, nếu cứ như vậy mà để cho đối phương nắm bắt một vị trí cục trưởng như vậy không phải là quá uất ức sao vô tình dương quân tài cũng cảm thấy cực kỳ bức bối và khó hiểu hắn cũng không rõ vương tử quân tỏ ra an phận đến mức độ như vậy làm gì dương quân tài nhìn gương mặt yên tĩnh như nước giếng của vương tử quân hắn chợt cảm thấy lần này mình đã đi đúng hướng hắn tất nhiên sẽ không chịu thu tay lại trước mắt hắn cần thừa thắng xông lên phải kiếm được thành tích thật lớn cho chính mình trong lòng lóe lên ý nghĩ như vậy Dương Quân Tài cảm thấy bước tiếp theo là khả năng nắm bắt vị trí cục trưởng cục Tư pháp, khả năng rất lớn. Nhưng nếu muốn bổ nhiệm vào vị trí cục trưởng cục Tư pháp, khả năng sẽ lớn thế nào? Nếu hắn có thể nắm bắt được nó, như vậy sẽ tiến vào trung tâm khống chế nhân sự của huyện Lô Bắc. Khống chế nhân sự chính là một phương diện cực kỳ quan trọng và bước thiết đối với tất cả các cán bộ lãnh đạo đứng đầu một phương, cũng chính là điều kiện cần và đủ cho quyền uy và địa vị. Dương Quân Tài tuy đã coi như đi đúng hướng đúng kế hoạch nhưng lúc này thật sự cũng có vài ý nghĩ trái chiều, hắn là một trong những người thừa kế của gia tộc có tiếng ở thủ đô, hắn nhất định phải đặt tất cả tâm tư của mình lên vấn đề chiến tích, đấu với loại tiểu nhân như Vương Tử Quân chỉ có thể là lãng phí thời gian mà thôi. Các vị, nếu như không có ý kiến gì khác, sau khi tan họp sẽ cho phòng tổ chức gửi công văn lên thị ủy. Trưởng phòng Tôn, vị trí cục trưởng tư pháp rất quan trọng, không thể cho loại người không ra gì tiến lên giữ chức phòng tổ chức các anh đã có người thích hợp chưa? Dương quân tài nói ra những lời này thật sự sinh ra cảm giác giống như nắm được tất cả vạn vật trong lòng bàn tay, loại cảm giác này làm cho tâm tình của hắn có chút kích động, khống chế được vận mệnh của người khác là rất tuyệt, còn có thứ gì tốt hơn chuyện này? Tôn Quốc Lương nãy giờ nắm thái độ lạnh nhạt đối với những đấu tranh đang diễn ra trước mắt, Hầu Thiên Đông ra đi làm cho lòng hắn có chút bằng hoàng, tuy hắn và Trần Lộ Giao có quan hệ rất tốt, nhưng dù thế nào thì chỗ dựa vững chắc nhất của hắn trước kia vẫn chính là Hầu Thiên Đông. Nhưng người về phía Vương Tử Quân hay là Bí thư Dương Quân Tài, điều này thật sự là suy nghĩ khó khăn với Tôn Quốc Lương. Bí thư Dương mới đến chính là một đối tượng cực kỳ thích hợp và vừa ý đối với Tôn Quốc Lương vào lúc này, người này không những có hậu trường cứng, còn ngồi trên vị trí lãnh đạo đứng đầu, hoàn toàn có thể nhất ngôn cửu đỉnh, một câu định càn khôn. Nếu như hắn có thể tiến vào lòng của Bí thư Dương như vậy là lựa chọn không gì tốt hơn nếu như là lúc khác đối mặt với lựa chọn như vậy thì tôn quốc lương sẽ không chút do dự mà nhanh chóng cho ra quyết đoán nhưng lần này hắn lại có nhiều điều cố kỵ hắn biết rõ ràng vì sao chính mình đang tỏ ra do dự không quyết đoán nguyên nhân của nó chính là vương tử quân người thanh niên chỉ mất chưa đến một năm từ vị trí phó chủ tịch huyện tạm giữ trước tiên lên chủ tịch huyện mới chính là điều làm hắn cố kỵ nhất tôn quốc lương nhìn ánh mắt bén nhọn của bí thư dương quân tài lại nhìn về phía vẻ mặt bình thản của chủ tịch vương tử quân, hắn thật sự cảm thấy khó xử. Lựa chọn, tôn quốc lương lúc này cần phải lựa chọn, chỉ cần hắn có chút sơ sẩy thì sẽ vì lựa chọn sai lầm lần này mà để lại một núi tiếc cả đời. Làm sao bây giờ, nên chọn thế nào, tôn quốc lương trầm ngâm một lát, ú uối cùng hắn quyết định bày ra một tư thế trung lập. Bí thư dương, chủ tịch vương, nguồn dự chữ cán bộ huyện Lô Bắc chúng ta cực kỳ tốt và vượt qua thử thách. Các đồng chí có thể đảm đương vị trí cục trưởng cục tư pháp là không thiếu. Nhưng tôi cảm thấy chúng ta không thể nóng đầu, không thể cho ra quyết sách chóng vánh như vậy, tôi cảm thấy chúng ta nên có xem xét lại vài vấn đề, sau đó sàng lọc đối tượng. Bí thư Dương, chủ tịch Vương, hai anh thấy thế nào? Đã không đồng ý, cũng không từ chối, xem như không đắc tội cả hai bên, một câu nói như vậy thật sự làm cho Tôn Quốc Lương muốn tán dương sự đa mưu túc trí chí của chính mình nhưng tôn quốc lương xem như vui mừng quá sớm, dương quân tài căn bản không muốn bỏ qua cơ hội này, chỉ thấy hắn trầm ngâm một lát, sau đó nhanh chóng ép sát nói. Nếu phòng tổ chức đã cảm thấy khó xử, như vậy tôi dứt khoát đề nghị một nhân tuyển, thế nào? chương 288, một thay đổi là linh hồn của người cầu tiến. Dương quân tài đặt cây bút trong tay xuống bàn, sau đó dùng ánh mắt do dự nhìn đám người chung quanh, lại dùng giọng khí phách nói. Từ sau khi tôi đến huyện Lô Bắc thì đã tiếp xúc với đủ mọi người, có thể nói là muôn hình muôn vẻ, nói từ phương diện cá nhân, tôi cảm thấy phó khu trưởng thường trực của khu quy hoạch là một đồng chí tốt, không những an tâm chịu khó công tác, quan trọng là có ý nghĩ khoáng đạt, ý thức đổi mới là rất tốt. Đổi mới là gì? Là linh hồn của người cầu tiến, sẽ mở đầu cho sự tỏa sáng sức sống của một đơn vị. Các đồng chí, điều này thật sự là khó có được, tôi cảm thấy nếu chúng ta cho đồng chí này đi lên như vậy công tác tư pháp của huyện Lô Bắc chắc chắn sẽ khởi sắc. Dương Quân Tài nói đến đây thì chợt nghĩ đến vị phó khu trưởng thương trực khu quy hoạch được Lý Quốc Quyền dẫn đến gặp mình, trong lòng không khỏi nở nụ cười. Hắn thầm nghĩ đối phương dù có chút láo cá, thế nhưng rõ ràng là ngàn vàng mua xương ngựa, chỉ dần dựa vào mình thì có thể tăng lên một cấp bậc, như vậy sau này người dựa vào mình sẽ ngày càng nhiều. Những bí thư cường thế thì trực tiếp quyết định rồi xem như đã xong, đó chính là nhất ngôn cửu đỉnh, nhưng tình huống này phải đợi sau khi bí thư ngồi vững vàng trên vị trí cái đã. Trần Lộ Giao nhìn vẻ mặt cương quyết của Dương Quân Tài, thế là trong lòng không khỏi cảm thấy không ổn. Vương Tử Quân uống trà, hắn trầm ngâm một lát, toàn bộ hội nghị rơi vào một bầu không khí làm cho người ta khó thể hít thở. Ánh mắt Hàn Minh Khải nhìn về phía Vương Tử Quân, hơn nữa còn liên tục chớp mắt, rõ ràng là muốn làm theo ý của Chủ tịch Vương. Sau khi được Vương Tử Quân đẩy lên vị trí trưởng phòng tuyên truyền, Hàn Minh khải xem như đã có dấu ấn của chủ tịch Vương, dù hắn có phản bội chủ tịch Vương thì cũng không ai dám tiếp nhận. Thế là lúc này hắn đơn giản buông thả, mở rộng bước chân, quyết định đi theo bước tiến của Vương Tử Quân. Vị này chủ quản công tác gì ở khu quy hoạch? Vương Tử Quân đặt ly nước xuống rồi thản nhiên hỏi. Kêu gọi đầu tư và xây dựng cơ sở. Không đợi Dương Quân tài lên tiếng, Lưu Truyền Pháp đã mở miệng và nói tiếp. Đồng chí này có ý nghĩ, có năng lực khi đồng chí Phó Chủ tịch Lý Cẩm Hồ giới thiệu về khu quy hoạch cũng đã cho ra những lời khen ngợi. Lưu truyền Pháp nói ra những lời này có ý nghĩ rất sâu, dù Lý Cẩm Hồ không nhập vào thường ủy huyện ủy, thế nhưng lời khẳng định của lãnh đạo chủ quản thật sự rất quan trọng với bước tiến của một cán bộ. Người trà trộn trong quan trường có nhiều quy củ không cần nói cũng hiểu, ví dụ như lãnh đạo chủ quản tự mình đến giới thiệu thuộc hạ cho lãnh đạo thượng cấp thường khen ngợi biến đó thành một đóa hoa cực kỳ rực rỡ, dù trong lòng thật sự không thích thú và không ưng đối với thuộc hạ thế nhưng cũng không thể nào nói thẳng ra với lãnh đạo nếu không thì chẳng phải đang tự đánh vào mặt mình sao anh không có năng lực dẫn dắt thuộc hạ như vậy chẳng phải đã nói rõ năng lực khống chế toàn cục của mình căn cứ vào suy nghĩ này lưu truyền pháp rõ ràng đã nắm bắt một lời nói đánh giá không hề có tính thực chất để coi như là một điểm suy luận thật sự là không hay vương tử quân nhìn nụ cười tủm tỉm trên gương mặt của lưu truyền pháp Hắn khẽ lắc đầu, sau đó thản nhiên nói: "Nếu đã như vậy thì tôi cũng không có ý kiến gì." Sau khi thuận lợi hoàn thành công tác miễn chức một cán bộ cấp chính khoa, sau đó chỉ mất chút thời gian đã đẩy một vị cán bộ cấp phó khoa lên chính khoa, điều này càng làm cho Dương Quân Tài cảm thấy khoái chí cực độ, phải biết rằng đây là thành tựu lớn nhất của hắn sau khi vào huyện Lô Bắc. Quyền uy lớn nhất của lãnh đạo nằm ở chỗ nào? Đó chính là quyền lực ở phương diện nhân sự nếu một khi đã xây dựng quyền uy tuyệt đối của mình ở phương diện sắp đặt nhân sự, cho dù vương tử quân có thâm căn cố đế đến mức độ như thế nào, sau một thời gian sẽ có thể thay máu hàng loạt cán bộ, như thế vương tử quân không thể nào tiếp tục tranh chấp với Dương Quân Tài được nữa. Nụ cười nhàn nhạt xuất hiện trên gương mặt của bí thư Dương Quân Tài, khoảnh khắc khi hắn sắp nói lời tan họp, hắn dùng giọng rất có phong độ nói. Chủ tịch tử quân, tôi nghe nói anh rất có năng lực ở phương diện phát triển kinh tế, tôi đến nhiều ngày mà cũng chưa có thời gian cùng bàn luận với anh, khi nào anh có rảnh thì đến phòng làm việc của tôi ngồi chơi một chút. Vương Tử Quân khẽ gật dầu, giống như không nghe ra những lời nói hai nghĩa của bí thư Dương Quân Tài, hắn dùng giọng biết thời thế nói. Tôi chẳng qua chỉ là biết một chút mà thôi, có thời gian nhất định sẽ đến quấy rầy bí thư Dương, kính xin bí thư Dương không khó chịu vì sự làm phiền của tôi. Hai người Vương Tử Quân và Dương Quân Tài nói chuyện với nhau rồi cười lên ha hả, trong tiếng cười còn chưa tan, hai người Vương Tử Quân và Dương Quân Tài cùng cất bước ra khỏi phòng họp. Bí thư Dương, vừa vặn tôi có chuyện cần nói với ngài. Trần Lộ Giao cất bước đi qua Vương Tử Quân, sau đó lên tiếng xin chỉ thị với Dương Quân Tài. Tốt! Dương Quân Tài khẽ gật đầu, hắn đi về phía phòng làm việc của mình như sao băng. Trong lúc cất bước hắn cảm thấy có rất nhiều ánh mắt chuyển đến sau lưng mình, nhưng những ánh mắt như vậy càng làm cho bước tiến của hắn ổn định hơn, đầu cũng ngẩng lên cao hơn. Các vị thường ủy khác tham gia hội nghị cũng dần tản đi, chỉ còn lại Vương Tử Quân và Tiếu Tử Đông, hai người cùng đi về phía phòng làm việc của Vương Tử Quân. Tiếu Tử Đông dựa người lên ghế sa lông trong phòng làm việc của Vương Tử Quân, hắn dùng giọng có chút không cam lòng nói: "Chủ tịch Vương, sự việc hôm nay tôi đã chuẩn bị rõ ràng, cũng sẵn sàng phản kích, thế sao anh không cho tôi lên tiếng?" Đây là hội nghị thường ủy đầu tiên của Bí thư Dương nếu như những lời đề nghị sắp xếp nhân sự của Bí thư Dương không được chúng ta thông qua, như vậy là quá tuyệt tình, nên cho anh ấy chút mặt mũi." Vương tử quân cũng không quan tâm đến lời phàn nàn của Tiếu Tử Đông, hắn khẽ ném cho đối phương một điếu thuốc rồi cười một tiếng nói. Tiếu Tử Đông nhận lấy điếu thuốc, ngọn lửa màu xanh bùng lên đốt cháy đầu thuốc, hắn nhìn xuyên qua làn khói trắng thấy gương mặt hầu như vô hại của Vương tử quân trong lòng thật sự không thể tin được một câu nói có vẻ như có chút uất ức như thế lại được nói ra từ miệng của Chủ tịch Vương. Chủ tịch Vương trở nên tốt đẹp như vậy từ khi nào? Tiếu tử đông nghĩ đến thủ đoạn của Vương tử quân, thế là không khỏi cảm thấy có chút hoài nghi. Chuyện tranh chấp nhân sự trước nay luôn được người ta quan tâm nhất, Bí Thư Dương chỉ nói một lời mà cách trước một người, lại đưa một người đi lên, điều này thật sự giống như mọc cánh, còn chưa đến trời tối đã nhanh chóng truyền khắp huyện thành Lô Bắc giống như một cơn dịch bệnh nặng nề. Tất cả lãnh đạo phòng ban và xã thị trấn, tất cả các cán bộ trên cấp phó khoa đều nhận được thông tin, thế là những cuộc thảo luận khó có hồi kết bắt đầu được tái hiện. Chương 288 2 thay đổi là linh hồn của người cầu tiến. Nếu so với trước khi đến thì đám cán bộ đến phòng làm việc của bí thư Dương Quân tài càng nhiều thêm hơn nữa bây giờ đến phòng làm việc của Bí Thư Dương để chờ đợi phần lớn là lãnh đạo xã thị trấn và phòng ban quan trọng trong huyện. Tuy bọn họ biết mình khó có được phúc khí giống như tên cán bộ kia, thế nhưng cũng muốn xuất hiện trước mặt Bí Thư để hai bên quen mặt nhau. Anh Triệu, anh đến đó à? Tôi còn nghĩ rằng Bí Thư Dương sẽ rất khó khăn khi đối diện với Chủ tịch Vương, không ngờ cây kim giấu trong bọc thật sự quá sắc bén, không ngờ Bí Thư Dương lại có thể ra tay mạnh mẽ như vậy một vị cán bộ hơn 40 nhìn người đồng bạn của mình ở bên cạnh, không khỏi dùng giọng cảm khái khẽ nói. Tên cán bộ đồng bạn kẹp lấy cặp công văn ở trong nách, sau đó gật đầu xương vâng nói. Còn không phải sao, Lô Tân Phúc ở bên kia thật sự quá may mắn, một bước đã tiến lên vị trí cục trưởng cục tư pháp, thật sự là quá may mắn. Nếu vận may như vậy phát sinh trên người anh em chúng ta thì tốt, nhưng Lô Tân Phúc chỉ có chút tài năng đã được lãnh đạo khen ngợi và đề bạt như vậy, anh em chúng ta có ai không mạnh hơn hắn. Vì vậy tôi chỉ sợ không để lại ấn tượng tốt cho bí thư Dương mà thôi. Những phiên bản nghị luận to nhỏ thật sự giống như một cơn cuồng phong làm cho một huyện thành nho nhỏ của huyện Lô Bắc trở nên cực kỳ linh hoạt và sống động, dưới lực ảnh hưởng của những cơn cuồng phong như vậy thì sinh ra tình huống vài nhà vui vài nhà buồn. Nếu so sánh với đám cán bộ khác, lưu truyền pháp rõ ràng là người vui sướng nhất hắn tuyệt đối không ngờ mình sẽ tiến lên làm cục trưởng cục tư pháp. Lúc này hắn đang chuyên tâm và cực kỳ kích động xem xét lại những tin nhắn trên máy nhắn tin, vẻ mặt thật sự vui sướng khó thể che giấu được. Nhưng sự thật nói rõ cho Lô Tân Phúc biết đó chính là sự thật, từ sau ngày hôm nay thì hắn sẽ là một thành viên trong nhóm cán bộ chính khoa của huyện Lô Bắc. Từ phó khoa lên chính khoa có bao nhiêu tranh lệch thì Lô Tân Phúc biết rất rõ ràng, vì muốn bỏ lên vị trí chính khoa mà hắn đã mất không ít sức lực, cũng có khá nhiều mưu đồ, cũng mất công sức biếu xén này nọ, thế nhưng cũng không được đề bạt trọng dụng. Không phải hắn không nhìn chuẩn bậc thang, chủ yếu là nhìn lầm người, không ngờ lần này hắn chỉ bỏ ra chút công sức để đi đến gặp mặt đã được lãnh đạo cho mình một miếng bánh thơm ngon như vậy. Đã có người nói rõ tất cả những gì xảy ra ở hội nghị thường ủy huyện Lô Bắc cho Lô Tân Phúc, hắn nghĩ đến nội dung của hội nghị thường ủy, thế là không khỏi cảm thấy máu huyết sôi trào. Trong lòng hắn càng hiểu rõ ràng, bí thư Dương coi trọng mình như vậy cũng không phải là mình làm tốt công tác, mà chính là vì mình đã vượt lên tất cả mọi người để bày tỏ thái độ cho Bí Thư Dương, đó chính là sau này sẽ là một thất ngựa đi đầu cho Bí Thư Dương, đi theo con đường của Bí Thư Dương. Lô Tân Phúc lật qua lật lại tờ giấy viết số điện thoại của Dương Quân Tài, sau đó hắn lại đặt xuống, hắn trầm ngâm một lát, sau đó bấm một số điện thoại khác. Ha ha ha, anh Quyền, anh có bận rộn gì không? Gương mặt của Lô Tân Phúc vốn có hơi béo, bây giờ lại nở nụ cười sáng lạn như Phật di Lặc. Một tiếng cười cởi mở chợt vang lên ở phía điện thoại đối diện, sau đó là một âm thanh truyền đến trong tiếng cười. Chủ nhiệm Lô, à không, phải gọi là cục trưởng Lô, chúc mừng, chúc mừng anh, anh vừa tiến ra một bước đã đi được một vạn tám ngàn dặm. Tuy hôm nay Lô Tân Phúc đã nhận được không ít những cuộc điện thoại như vậy, thế nhưng sau khi nghe được âm thanh chúc mừng thế này thì hắn vẫn cảm thấy trong lòng ngọt như mật. Nhưng dù thế nào thì hắn cũng là cán bộ lãnh đạo, hắn chỉ cười nhạt một tiếng nói. "Giám đốc Lý quá khách khí rồi, nếu không có phúc khí của anh thì tôi làm gì có ngày hôm nay." "Giám đốc Lý, tôi muốn tiếp đón bí thư Dương để báo cáo công tác cho lãnh đạo, anh xem có thể sắp xếp một chút được không?" "Điều này là rất tốt, nhưng này cục trưởng lô, anh cần phải nhớ kỹ, ai cho anh vị trí này?" Âm thanh của Lý Quốc Quyền chợt được đề cao lên vài phần ân tình nặng như vậy làm sao tôi có thể quên được. Ngài yên tâm, anh Quyền, từ hôm nay trở đi, Bí Thư Dương nói tôi đi hướng đông thì sẽ tuyệt đối không đi hướng tây, nói tôi đánh cho thì tuyệt đối sẽ không đuổi gà. Đúng rồi, Giám đốc Lý, chuyện kia của anh đã thành công, chiều hôm nay tôi sẽ đưa hợp đồng cho anh. Lô Tân Phúc nở nụ cười sáng lạn nói với Lý Quốc Quyền. Tôi cũng không dám làm phiền cục trưởng Lô, cứ như thế này đi, tối hôm nay chúng ta sẽ tổ chức một bữa tiệc chúc mừng, anh Lô cũng đến chung vui, như vậy chúng ta cùng nhau vui vẻ một phen. Lý Quốc Quyền dù đang nói lời thương lượng, thế nhưng giọng điệu của hắn lại không cho Lô Tân Phúc cơ hội từ chối. Lô Tân Phúc cũng không muốn từ chối, hắn thân mật với một Lý Quốc Quyền đi theo bí thư Dương từ thủ đô đến huyện Lô Bắc, như vậy sẽ càng làm cho con đường làm quan của mình thêm thuận lợi, nói không chừng vài năm sau lại có thể tăng lên vài bậc. Dục vọng của con người là vô cùng vô tận. Khi còn chưa chính thức ngồi lên chiếc ghế trước mắt thì Lô Tân Phúc đã nghĩ đến tương lai mình nên đi như thế nào cho tốt. Khi Lô Tân Phúc còn đang cực kỳ đắc ý thì Vương Tử Quân đang trầm ngâm xem xét những tài liệu báo cáo ở trước mặt mình, bốn chữ công ty hàng đại thật sự hiện lên rất trướng mắt. Lý Cẩm Hồ ngồi bên cạnh Vương Tử Quân, vẻ mặt nhàn nhã đã không còn, lúc này có thể nói là hắn rất bối rối. Chủ tịch Vương gần đây đều có biểu hiện làm cho người ta giống như tắm trong gió xuân nhưng lúc này vì sao vẻ mặt của chủ tịch vương lại khó coi như vậy lý cẩm hồ trầm ngâm một lát và nghĩ đến những lời đồn đãi gần đây trong lòng tuy không cho rằng chủ tịch vương tử quân bị một chút ngăn trở thì đã nổi nóng thế nhưng hắn là một phó chủ tịch huyện hắn cũng không muốn mình làm cho chủ tịch cảm thấy bức bối cẩm hồ anh đã xem qua tài liệu của công ty hàng đại này chưa vương tử quân lật qua tài liệu về công ty hàng đại sau đó thản nhiên nói nhìn rồi Lý Cẩm Hồ cũng không e sợ về phương diện này, vì hắn đã làm tốt công tác của mình, hắn đã xem xét tài liệu của các công ty tham gia đấu thầu, trong số những tài liệu như vậy thì hắn cảm thấy điều kiện mà công ty hàng đại đưa ra thật sự rất phù hợp với lợi ích thực tế. Vương Tử Quân cười cười, ngón tay khẽ gõ lên mặt bàn, lúc này hắn mới chậm rãi nói. Có bao nhiêu công ty tham gia đấu giá? 13 công ty. Lý Cẩm Hồ nói và chợt cảm thấy có chút gì đó không đúng, trong lòng chợt lóe lên một ý nghĩ, hắn lập tức hiểu vấn đề nằm ở chỗ nào. Hắn là lãnh đạo khu quy hoạch, hắn chỉ xem xét bốn phần tài liệu của bốn công ty ở giai đoạn 2, cũng không quan tâm đến giai đoạn sàng lọc trước đó như thế nào. Nên về kiểm tra thêm, đồng thời tôi cảm thấy anh nên liên hệ với công ty Thông đạt, xem điều kiện của bọn họ là như thế nào. Vương Tử Quân khẽ cầm lấy ly nước uống một ngụm rồi nói. Chương 288: Thay đổi là linh hồn của người cầu tiến. Lý Cẩm Hồ khẽ gật đầu, nhưng một cảm giác tức giận chợt bùng lên trong lòng. Hắn là lãnh đạo khu quy hoạch, nếu như bị người ta dùng chút thủ đoạn treo đầu dê bán thịt chó để che mắt, thật sự sẽ tạo ra một trò cười lớn cho thiên hạ. Vương Tử Quân tiến chân lý Cẩm Hồ và khẽ ngồi xuống chiếc ghế của mình, trong tay vuốt ve danh thiếp của công ty Hàng Đại Được Lý Quốc Quyền đưa cho trước đó, sau đó nhìn sắc trời dần tối, thế là chậm rãi rời khỏi khu văn phòng huyện. Vương tử quân ngồi trên xe hơi của Thái Thần Bân rồi về đến khu nhà huyện ủy, hắn cởi bỏ tây trang của mình, cởi bỏ cà vạt, thay đôi trang phục, hắn trực tiếp biến thành một tên thanh niên tràn đầy sức sống. Vương tử quân nhìn bộ dạng của mình sau khi thay đổi trang phục mà khóe miệng khẽ lộ ra một nụ cười thản nhiên, nhưng sau khi nghĩ đến người mà mình cần gặp mặt vào hôm nay, nụ cười vui vẻ thật sự trở nên có chút khổ sở. Một tuần lễ phải gặp mặt ba lần, đây là quyết định của mạc lão gia tử và ông cụ nhà mình hơn nữa quyết định này còn được thực hành dưới sự giám sát của người người ta. Hắn nghĩ đến gương mặt tươi cười của vị đoàn trưởng lưng hùm vai gấu mà không khỏi khẽ lắc đầu. Đối phương sẽ là hôn thê của mình, hai bên cần phải gia tăng tình cảm với nhau, hai bên cũng ở không quá xa, nếu như một tuần không gặp mặt ba bốn lần thì không được. Đây chính là những lời gian dạy mà vương lão ra tử đích thân gọi điện thoại đến nói với vương tử quân. Tuy lời nói của vương lão có xu hướng đi đường vòng, thế nhưng thật sự là quá rõ ràng, không cần nói cũng hiểu. Sáng tạo ra những sung sướng trong cuộc sống khổ cực chính là vở kịch mà vương tử quân thích nhất, lúc đầu hắn còn tỏ ra kháng cự với mệnh lệnh của vương lão gia tử, thế nhưng sau một thời gian lại tự mình tạo ra thói quen muốn trêu chọc mạc tiểu bắc. Mỗi khi nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của nàng đỏ lên, hắn cảm thấy có một thành tựu lớn xuất hiện trong lòng. Trời sinh con người đã xấu sẵn. Vương tử quân thầm cảm khái một chút, hắn thầm nghĩ may mà mình không lớn tuổi, nếu không thì đã bị các cô gái gọi bằng chú mất rồi chủ tịch vương tôi có cần đến đón anh không thái thần bân dừng xe lại rất vững vàng hắn khẽ hỏi không cần phải xen vào cậu cứ bận rộn việc của mình hôm nay cho cậu nghỉ đúng rồi đưa đến một phần tài liệu mà hôm qua tôi yêu cầu cậu điều tra cho chủ tịch lý nó sẽ rất hữu dụng vương tử quân nhìn thái thần bân bằng ánh mắt sáng như điện sau đó hắn chậm rãi đi ra ngoài Huyện thành vào thu với thời tiết rất ôn hòa, hôm nay là một buổi tối náo nhiệt, đủ mọi loại ánh đèn bừng sáng, dưới ánh đèn sáng có hàng loạt những lời mời chào mua hàng vô cùng náo nhiệt. Ánh mắt Phương Tử Quân liên tục lướt qua những quầy hàng, nhưng dù hắn nhìn đến chỗ nào cũng không thấy hình bóng một cô gái xinh đẹp với bộ quân phục màu xanh xuất hiện trong tầm mắt. Chẳng lẽ nha đầu kia không đến? Vương Tử Quân thầm nói với mình như vậy, tuy trong lòng cảm thấy như vậy thì mình sẽ không cần phải tiếp tục đi đến địa phương kia thế nhưng từ sâu trong đáy lòng lại không phải đang nghĩ như vậy em không đến muộn đấy chứ một âm thanh nhàn nhạt chợt vang lên mặc tiểu bắc mới một bộ quần áo màu xanh nhạt xuất hiện giống như tinh linh trong đêm tối chợt xuất hiện bên cạnh vương tử quân dù cô gái này vẫn trong trẻo lạnh lùng như cũ thế nhưng trong hai mắt có chút nụ cười thản nhiên dù thế nào cũng khó thể che giấu được là cô ấy cố ý vương tử quân chợt có ý nghĩ như vậy thế là hắn chợt sinh ra cảm giác rất muốn cười một ý nghĩ vui đùa chợt lóe lên trong lòng. Hắn tiến lên phía trước một bước, sau đó trầm giọng nói: "Đến muộn rồi, phải bị phạt." Vương Tử Quân vừa nói vừa vươn tay về phía lưng của Mạc Tiểu Bắc. Mạc Tiểu Bắc chợt sững người, tốc độ phản ứng nhanh chóng của nàng thật sự không phát huy được tác dụng vào lúc này, mà bàn tay của Vương Tử Quân đã nhanh chóng rơi xuống vòng eo mảnh khảnh của nàng. Mạc Tiểu Bắc giống như một con thỏ nhỏ bị người ta làm cho hoảng sợ, nàng khẽ lách mình ra. Thế nhưng chút sư vị vừa rồi cũng làm cho Vương Tử Quân cảm thấy thích thú. Cặp nam nữ có tâm tình nhưng không biết cách nào biểu đạt ra bên ngoài, cả hai đều không nói, thế nhưng bầu không khí đã trở nên ấm áp hơn rất nhiều. Nhà đầu, em có muốn ăn không, anh mời khách. Vương Tử Quân đưa mắt nhìn bộ dạng đã khôi phục lại như thường của Mạc Tiểu Bắc, sau đó hắn thở dài một hơi rồi vừa cười vừa nói. Không phải một thiếu gia coi tiền như giác muốn mời chúng ta đến tham gia tiệc chúc mừng sao mạc tiểu bắc ngước gương mặt nhỏ nhắn lên một âm thanh trong trẻo từ trong miệng của nàng truyền ra ngoài vương tử quân không ngờ mạc tiểu bắc lại có tính tình như vậy vẫn còn nhớ chuyện kia nhưng hắn cũng không muốn có chút liên quan gì đến lý quốc quyền thế là chỉ cười nhạt một tiếng nói anh không phải đã nói rồi sao chuyện của anh ta không thể nào thành công được nhưng em thấy anh ta đang đón khách rất đắc ý mạc tiểu bắc nói rồi hai mắt chợt chớp chớp em thật sự không ưa cứ coi hắn như một con chó là được vương tử quân nói ra những lời này vốn muốn nói thêm vài lời nữa thế nhưng nhìn gương mặt xinh đẹp trắng ngần của mạc tiểu bắc hắn đành cố gắng nuốt những lời không hay vào bụng mạc tiểu bắc không nói lời nào mà chỉ nhìn chằm chằm vào vương tử quân dưới ánh mắt của mạc tiểu bắc vương tử quân thật sự khó thể chống đỡ nổi hắn đành phải gật đầu đồng ý vậy chúng ta phải đi ăn một bữa vương tử quân nhìn bộ dạng bốc đồng của mạc tiểu bắc trong lòng chợt sinh ra cảm xúc muốn đưa tay sờ vào gương mặt xinh đẹp kia. Không phải là hai chúng ta, mà là đi cùng bọn họ. Mạc Tiểu Bắc nói rồi khẽ đưa tay chỉ về khắp bốn phía, Vương Tử Quân nhìn theo ngón tay của nàng, cũng đưa mắt nhìn khắp bốn phía. Lúc này bầu trời đã tối nhưng dưới ánh sáng đèn thì tất cả vẫn hiện rõ mồn một, Vương Tử Quân chậm rãi há hốc miệng, đi ăn cơm như thế này xem ra quá ức hiếp người ta. Em không thích bộ dạng ức hiếp người của anh ta cũng không thích bộ dạng hắn ước hiếp anh. Lời nói nhẹ nhàng của Mạc Tiểu Bắc chợt vang lên bên tai của Vương Tử Quân. Lý Quốc Quyền toi cười đứng ở cổng quán giáp ngư thôn, hắn liên tục chắp tay với đám khách đang ùn ùn kéo đến từ mọi hướng, lúc này hắn thật sự khó thể nào che giấu được vẻ mặt đắc ý. Một công trình cực kỳ có lợi nhuận rơi vào trong tay hắn, điều này không khỏi làm cho hắn cảm thấy cực kỳ vui mừng. Lý Quốc Quyền ở thủ đô cũng chỉ là một tiểu tử đi theo dương công tử làm việc vặt mà thôi, dù được Dương Công Tử bao phủ không ai dám ước hiếp, thế nhưng lại có rất ít cơ hội kiếm được chút tiền phi nghĩa. Bây giờ Dương Công Tử đến huyện Lô Bắc nhận chức được vài ngày đã ném cho mình một món hời như vậy, đây không phải là một tên tay sai tay trắng. con bà nó, cảm giác thật sự không tệ, cảm giác thật sự rất tốt, những năm nay thật sự lưu hành một loại giao dịch giữa quyền và tiền. Tuy Lý Quốc Quyền không làm được công trình kia, thế nhưng hắn chỉ cần đánh tiếng là có kẻ nhào vào và lợi nhuận rơi thẳng xuống đầu, còn chuyện chất lượng công trình, Lý Quốc Quyền cũng không cần hiểu rõ, chỉ cần có người bao phủ là được. Lần này xem như Lý Quốc Quyền chính thức nổi bật ở huyện Lô Bắc, chỉ sau vài năm nữa thì nơi đây xem như là cơ sở để hắn thực hiện kế hoạch lớn của mình. Lý Quốc Quyền càng nghĩ càng cảm thấy vui sướng, hắn vừa chắp tay hoan nghênh những người đến chúc mừng, vừa nghĩ đến tình huống mình gặp mặt nữ quân nhân khó quên kia. Chương 289: Một ức hiếp người thật sự rất khoái cảm những năm qua lý quốc quyền đã nắm trong tay rất nhiều phụ nữ gái đẹp qua tay rất nhiều nhưng cô gái kia vẫn làm cho hắn cảm thấy giật mình quan trọng là khi hắn đưa danh thiếp thì cô gái kia lại thẳng thừng từ chối một cách không khách khí sau khi từ chối còn thản nhiên đón ánh mắt của hắn bộ dạng vừa xinh đẹp vừa cực kỳ bình tĩnh không coi ai ra gì cực kỳ có cá tính dựa vào kinh nghiệm của hắn những phụ nữ càng có cá tính thì càng có hương vị lý quốc quyền khẽ liếm môi hắn thầm nghĩ nếu có thể đưa nữ quân nhân xinh đẹp thoát tục kia đến cho Bí thư Dương, như vậy nhất định sẽ càng làm cho Bí thư Dương tán thưởng mình. Nếu để cho một cô gái xinh đẹp như vậy rơi vào trong miệng người khác, hắn thật sự cảm thấy rất đau lòng. Bí thư Dương gần đây không biết có vấn đề gì mà rất hăng hái với những cô gái mặc đồng phục, người khác thích những cô gái mặc đồng phục thường sẽ là tiếp viên hàng không, cảnh sát và đám y tá hộ lý. Nhưng Bí thư Dương thì lại khác người, có khẩu vị rất đặc biệt, không có hứng thú với những thứ kia lại đi theo một con đường khác hẳn chỉ thích thú với các nữ quân nhân điều này thật sự làm cho người ta sinh ra cảm giác khó hiểu nhưng không đoán ra được cũng không nên tiếp tục xem xét đây chính là quy tắc làm việc của lý quốc quyền hắn nghĩ đến tình huống lần đầu tiên mình gặp mặt mạc tiểu bắc mà cảm thấy mình chỉ cần thu phục đối phương và đưa đến cho bí thư dương như vậy quan hệ giữa mình và bí thư dương sẽ chắc chắn gia tốc còn nhanh hơn máy bay chỗ tốt tất nhiên sẽ đến dồn dật không cần nói cũng biết nếu liên hệ mật thiết với lãnh đạo, như vậy sẽ là một mối quan hệ kết hợp tiền tài, Lý Quốc Quyền nghĩ đến những lời nói thấm thía của một lão tiền bối cho mình, hắn cảm thấy nó thật sự rất đúng đắn, nhưng hắn phải làm sao để kéo cô gái quân nhân kia vào trong lòng bàn tay đây? Tiểu Lục Tử, đến đây một chút. Lý Quốc Quyền nhìn sắc trời dần tối, hắn nói hai câu hoan nghênh với một vị khách đến dự tiệc, sau đó vẫy vẫy tay với Tiểu Lục Tử đang đứng cách đó không xa. Tiểu Lục Tử này tất nhiên sẽ là một kẻ theo lệnh Lý Quốc Quyền mà làm, vừa thấy Lý Quốc Quyền gọi mình thì hắn chạy đến như điên, sau đó lại cung kính nói: "Giám đốc, ngài có gì cần phân phó? Có gặp một nữ quân nhân đến đây không?" Lý Quốc Quyền cúi đầu nhìn Tiểu Lục Tử đang cúi đầu, hắn cảm thấy mình cực kỳ có khí thế, thế là không khỏi dùng giọng nói khí thế hơn để lên tiếng. Tiểu Lục Tử có thể nói là một kẻ thông minh, vừa thấy bộ dạng nôn nóng như khỉ ăn ớt của Lý Quốc Quyền thì hiểu rõ vấn đề. Hắn lập tức nhớ đến nữ quân nhân trong lời nói của giám đốc Lý. Hắn thầm nghĩ cô gái kia không đến thì tốt, như vậy đỡ phải gây họa cho một cô gái tốt đẹp, thế nhưng trong miệng lại cẩn thận nói. "Giám đốc, đến bây giờ còn chưa thấy mặt hai bọn họ, anh xem, có phải để tôi tiến lên xem xét một chút không?" Vẻ mặt Lý Quốc Quyền chợt biến đổi, tuy hắn thầm nghĩ khả năng hai người kia đến là không lớn, thế nhưng lúc này hắn vẫn thật sự mất hứng. Nếu như hai người kia không đến, như vậy kế hoạch của hắn căn bản sẽ bị hớ. Một tên thanh niên không phải là cán bộ nhỏ thì cũng chỉ là một giáo viên bình thường, một nữ quân nhân xinh đẹp trong doanh trại, Lý Quốc Quyền thật sự không thèm quan tâm đến hai loại người nhỏ nhặt này, hắn cũng không cần thăm dò, bây giờ cũng không cần. Nếu như hôm nay hai người kia không đến, cậu dùng trăm phương ngàn kế cũng phải điều tra cho rõ ràng, xem hai người kia công tác ở nơi nào, càng nhanh càng tốt, ngàn vạn lần đừng tạo ra vấn đề. Lý Quốc Quyền nói rồi thấy có hai vị khách đi đến, khi thấy khách đến thì nụ cười trên mặt hắn càng thêm sáng lạn. "Ôi, cục trưởng Lô, ngài đại giá Quang Lâm, điều này thật sự là vinh hạnh cho Lý Quốc Quyền tôi đây." Lý Quốc Quyền chắp tay với Lô Tân Phúc đang mặc một bộ tây phục khá đẹp, sau đó mỉm cười nói. Lý Quốc Quyền lúc này xem như đã có nhiều nhận thức với đám quan viên, một người làm quan dù có quan hệ thân thiết với anh như thế nào, đứng trước mặt người ngoài cũng rất thích được đối phương gọi mình bằng danh hiệu đây là quy củ quan trường tất nhiên lý quốc quyền hiểu rõ ràng lô tân phúc cũng tỏ ra rất hài lòng với thái độ của lý quốc quyền hắn đột nhiên vung tay lên nói giám đốc lý anh cũng không nên khách khí với quan hệ giữa chúng ta thì cũng không nên như vậy lô tân phúc vừa nói vừa chỉ sang người đàn ông trung niên ở bên cạnh mình rồi nói giới thiệu cho anh một người bạn vị này chính là trưởng phòng hoàng phòng vũ trang của huyện lô bắc chúng tôi trưởng phòng hoàng cũng không mặc quân phục, nhìn dáng người thật sự rất có phong thái của quân nhân, cặp mắt sáng như điện, nhưng nhìn qua có vẻ hơi lỗi thời. Trưởng phòng hoàng nghe thấy Lô Tân Phúc giới thiệu thì cười ha hả nói. Giám đốc Lý, chúc mừng anh. Lý Quốc Quyền vừa nghe nói người đến là trưởng phòng vũ trang thì trong lòng càng thêm vui sướng, thầm nghĩ thật sự ngủ gật có người đến đưa gối, nếu có sự trợ giúp của vị trưởng phòng vũ trang này, chưa nói đến những thứ gì khác, nữ quân nhân kia rơi vào lòng bàn tay của mình là chuyện đương nhiên rồi. Mượn lời của ngài, trưởng phòng hoàng có thể đến đây thật sự là nể mặt tôi, sau này hy vọng trưởng phòng hoàng có thời gian rảnh thì đến công ty thăm thú, quan tâm nhiều hơn, chỉ đạo công tác nhiều hơn. Lô Tân Phúc vì giới thiệu người đàn ông trung niên bên cạnh mình là trưởng phòng hoàng, thế nhưng thực tế thì cách xưng hô với người này còn thiếu một chữ phó, dù chỉ hơn kém một chữ thế nhưng lại có một sự khác biệt trời vực trưởng phòng vũ trang của huyện chính là thường ủy huyện ủy, còn phó phòng. Ban ngành nào chẳng có vài người cấp phó trợ thủ, nếu so sánh với lãnh đạo đứng đầu thì thua kém rất nhiều. Nhưng càng là cấp phó thì càng muốn được người ta tôn trọng mình giống như cấp chính, lúc này trưởng phòng hoàng thấy Lý Quốc quyền khách khí và nhiệt tình với mình như vậy, hắn nhanh chóng nở nụ cười nói. Giám đốc Lý thật sự quá khách khí rồi, bây giờ cả nước cao thấp đều coi việc phát triển kinh tế là trung tâm, chính sách tốt, tình thế tốt, đây chính là thời điểm để giám đốc lý thi triển tài năng, mọi người phát tài cũng đừng quên đến lực lượng quân nhân là được. Trưởng phòng hoàng rõ ràng là nói giọng quan, Lý Quốc Quyền không khỏi nhíu mày, nhưng hắn nghĩ đến tình huống mình còn phải nhờ vả đối phương để đối phó với nữ quân nhân xinh đẹp kia, thế là hắn càng thêm nhiệt tình với trưởng phòng hoàng. Hắn tranh thủ thời gian phái ra hai người trực tiếp đưa hai vị lãnh đạo vào trong một gian phòng trang nhã. Trưởng phòng hoàng cũng không nhìn ra chút mất vui của Lý Quốc Quyền, Hắn đi theo hai cô tiếp tân cực kỳ nhiệt tình đi vào cổng Giáp Ngư thôn, nhưng Lô Tân Phúc lại khẽ dừng lại đúng lúc đi qua cửa. "Anh Lý, hôm nay bí thư Dương có đến không?" Lô Tân Phúc khẽ nói vào trong tai Lý Quốc Quyền, hai mắt hắn thật sự tràn đầy chờ mong. Lý Quốc Quyền nhìn Lô Tân Phúc, hắn cũng hiểu rõ tâm tư của Lô Tân Phúc, thầm nghĩ người này thật sự rất biết cách đầu cơ luồn cúi, ngay cả một bữa cơm cũng xem xét mình có cơ hội để nịnh hót hay không. Thật sự không bỏ qua bất kỳ cơ hội tiếp xúc nào với thượng cấp, có thể nói là một kẻ lòng dạ sắt son. Bí thư Dương nói không xác định, nhưng khả năng đến đây là rất lớn, anh ấy nói sẽ cố gắng bỏ chút thời gian đi đến. Anh cứ yên tâm, chỉ cần Bí thư Dương đến, tôi nhất định sẽ cho anh cơ hội đến mời rượu lãnh đạo. Lô Tân Phúc nhìn bộ dạng vỗ ngực làm tin của Lý Quốc Quyền, trên mặt lại lộ ra nụ cười vui sướng, hắn vui vẻ nói hai câu, sau này có việc gì cứ tìm đến mình hai anh em nên giúp đỡ lẫn nhau, sau đó mới hào hứng bừng bừng đi vào trong giáp ngư thôn. chương 289, hai ức hiếp người thật sự rất khoái cảm. Khách lần lượt kéo vào trong quán giáp ngư thôn, vẻ mặt Lý Quốc Quyền dần trở nên có chút cứng nhắc, nhưng lúc này trong lòng hắn lại rất vui sướng. Chưa nói đến những thứ gì khác, đó chính là những vị khách đến đây không có vị nào không lên tiếng dặn dò hắn, nói rằng nếu bí thư dương đến thì thông báo một tiếng để mình đi mời rượu, điều này đã thật sự nói rõ vấn đề, đó chính là đám quan lại ở huyện Lô Bắc xem lý quốc quyền hắn là gì. Dù đám quan viên đến đây dự tiệc phần lớn chỉ là cấp phó ở các đơn vị, thế nhưng điều này đã nói rõ lãnh đạo của mình đang mở ra cục diện màu mở ở huyện Lô Bắc, nếu không cũng sẽ chẳng có tình huống đám người này chạy đến như vịt, đồng thời bọn họ cũng vì một cơ hội nói chuyện với lãnh đạo để hạ thấp chính mình và xưng hô anh em với lý quốc quyền. Dương Quân Tài nghĩ đến tình huống mình và Dương Quân Tài vừa đến huyện Lô Bắc thì đã có người lên tiếng nhắc nhở, nói rằng Vương tử quân ở huyện Lô Bắc này rất khó dây vào, khó thể nào mở ra cục diện ở nơi này. Lý Quốc Quyền thầm cười lạnh, trong lòng thầm nghĩ bây giờ cái gì là mạnh nhất? Đó chính là quyền lực, Vương tử quân chó má kia dù có ngang ngược thế nào, dưới sự lãnh đạo của bí thư Dương thì chẳng phải cũng cúi đầu đi vào khuôn khổ sao? Lý Quốc Quyền đang rất vui vẻ, hắn đưa mắt nhìn ra ngoài cổng giáp ngư thôn hắn biết rõ công tác của mình hôm nay đã rất tốt, đám khách cần nghênh đón cũng đã phần lớn đến đông đủ. Giám đốc Lý, chúng ta có nên đi vào hay không, đã đến giờ mở tiệc rồi. Tiểu lục tử khẽ đi đến bên cạnh Lý Quốc Quyền rồi khẽ nhắc nhở. Ừ, nhìn ánh mắt sùng bái của tiểu lục tử, Lý Quốc Quyền chợt cảm thấy cực kỳ thoải mái, hắn cất bước đi về phía bậc thang, đột nhiên hắn lại nghĩ đến hai người còn chưa lộ diện. Chẳng lẽ hai người kia thật sự không đến? lý quốc quyền dừng bước hắn quay đầu nhìn về phía cổng giáp ngư thôn mặt đường vẫn như trước đèn đường hơi mờ ảo người qua đường thưa thớt ai cũng chạy về phương xa lúc này không có người nào đi về phía cổng giáp ngư thôn đáng tiếc lý quốc quyền nghiêng đầu đi chỗ khác hắn khẽ lẩm bẩm một câu đúng lúc này hắn chợt nghe thấy tiếng xe máy sau đó một chiếc xe từ phương xa chạy đến hắn thấy có hai người ngồi trên xe phía trước có phải là giám đốc lý không một âm thanh nhàn nhạt, nhạt vang lên sau xe, chiếc xe dừng lại sau lưng của Lý Quốc Quyền, mà Lý Quốc Quyền cũng nhờ vào ánh đèn hơi mờ ảo để thấy rõ bộ dạng hai người đi xe máy. Đến rồi. Lý Quốc Quyền nhìn thấy hai người kia, trong lòng không khỏi cảm thấy vui sướng. Lý Quốc Quyền nhìn cô gái quân nhân bước xuống xe giống như một nữ thần bóng đêm, thế là trong lòng khẽ run lên, một vưu vật thượng đẳng như vậy nếu đưa cho Dương Quân Tài thì thật sự cũng xem là lãng phí tài nguyên. Lý Quốc Quyền thầm cảm khái, Ánh mắt của hắn lại rơi lên người Vương Tử Quân ở sau lưng Mạc Tiểu Bắc, hắn thầm cảm thán vận may chó má của tên này, sao nữ quân nhân có thể đi theo một loại người thế này. Một cảm giác ganh tị chợt bùng lên trong lòng hắn. "Ha ha ha, Tiểu Vương, hôm nay cậu em đến cũng không quá sớm, anh đây đã sớm mời cậu, thế nào, có phải sợ anh chiêu đãi không chu toàn không?" Lý Quốc Quyền tươi cười rồi đi về phía Vương Tử Quân nói. Tuy tuổi tác không tính là quá lớn nhưng Lý Quốc Quyền thật sự có nhiều nghiên cứu về phụ nữ. Hắn biết rõ những cô gái trẻ thường thích những người hào sảng, ra tay hào phóng, nguyên tắc tán gái thế này lúc nào cũng đúng. Bản thân Lý Quốc Quyền rất dựa vào nguyên tắc này, thế là gần đây luôn sống trong rừng hoa sung túc, nhưng bây giờ lại rất chán nản, không có cô gái nào tốt để ra tay, bây giờ thấy cơ hội quá tốt, nào có thể bỏ qua. Vương tử quân cười cười không nói gì, mà Mạc Tiểu Bắc đứng bên cạnh hắn lại thản nhiên nói anh ấy mộ ốn đến từ sớm, thế nhưng có vài người bạn đến gặp mặt, thế là không thoát được, bây giờ cũng chỉ có thể đến chào hỏi giám đốc Lý, sau đó còn phải đi tiếp rượu bọn họ. Mạc Tiểu Bắc lúc này vẫn giữ vẻ mặt bình thản, thế nhưng giọng điệu lại cực kỳ uyển chuyển, làm cho người ta không khỏi sinh ra cảm giác say mê. Lý Quốc Quyền vốn rất có hứng thú với nàng, lúc này càng nghe càng cảm thấy không phân biệt được Đông Tây Nam Bắc. Lý Quốc Quyền đã sớm có kế hoạch, nào có thể để cho con cá vào trong tay rồi chạy mất. Hắn vung tay lên dùng giọng cực kỳ hào sảng nói: "Nói gì vậy chứ, anh đây đã mở tiệc ở chỗ này, nào có thể để cho anh em đến chỗ khác dùng cơm. Tiểu Vương, không nói thời điểm khác, nhưng lúc này nếu cậu không gọi bạn mình đến, như vậy là xem thường anh đây. Cậu cứ gọi bọn họ đến, chỗ này của anh rất rộng rãi." Tiểu Lục Tử đứng bên cạnh Lý Quốc Quyền, trong mắt lóe lên vẻ sùng bái, không khỏi cúi thấp người thêm vài phần. "Hèn gì anh Quyền phát triển đến mức độ tốt đẹp như hiện tại." không những công thành danh toại hơn nữa đi đến đâu cũng có những cô gái đẹp đến bên cạnh sau này mình nên học hỏi anh quyền học làm người hào sảng và thủ đoạn tán gái tuyệt đỉnh này như vậy thì dù đối mặt với bất kỳ loại phụ nữ nào cũng là bách chiến bách thắng tấn công không thể hoàn thủ chỉ cần thi triển vài chiêu thức nhỏ thì đã liên tục có các cô gái nhào vào trong lòng mình nhất định sẽ làm một người đàn ông giống như anh quyền đây có lẽ đã trở thành ý nghĩ vĩ đại của tiểu lục tử nhưng khi hắn đang âm thầm quyết định chợt nghe thấy người phụ nữ mà hắn nghĩ rằng sắp rơi vào trong tay anh quê cười một tiếng, sau đó nàng nghiêng đầu về phía bóng tối có hơi u ám rồi lớn tiếng nói. Hôm nay giám đốc Lý mời khách, các anh sao chưa qua đây cảm ơn. Giọng điệu của Mạc Tiểu Bắc thật sự truyền đi rất xa trong đêm, Lý Quốc Quyền nghe được âm thanh của nàng mà cảm thấy rất bùi tai, nhưng khi hắn đang chậm rãi thưởng thức thì một cảm giác khác lạ chợt bùng lên trong lòng. Chẳng lẽ bây giờ mình càng là đại ca thì lá gan càng nhỏ sao? Lý Quốc Quyền nghĩ đến đây mà không khỏi nở nụ cười tự chế giễu chính mình, nhưng nụ cười trên khóe miệng còn chưa kịp mở rộng thì hắn chợt nghe thấy những tiếng chân đều đặn vang lên từ phương xa. Âm thanh giống như một luồng nước lũ nhưng lại cực kỳ chỉnh thể, chính là tiếng động của những chiếc dép nhựa đạp xuống mặt đường phát ra những âm thanh lẹt xẹt chỉnh tề. Âm thanh này không cao, thế nhưng lại có một sức rung chuyển khá mạnh, giống như bốn phía đang run lên. Từng cặp từng cặp đàn ông với quân phục màu xanh ngẩng đầu ưỡn ngực từ trong hẻm đi ra. Bọn họ đi ra trong đêm tối thật sự làm người ta sinh ra cảm giác giống như núi lớn ép lên đầu. Tiểu Lục Tử chợt ngây người, Lý Quốc Quyền cũng ngây cả người, dù là đám nhân viên của quán giáp ngư thôn được phái ra cổng nghênh đón cũng trở nên đần độn u mê. Bọn họ nhìn tình cảnh đang diễn ra trước mắt, bọn họ thật sự không thể tin được, vì sao lúc này y lại xuất hiện nhiều quân nhân như thế? Không thể nào, như thế thì còn gì nữa? Khi một đội ngũ quân nhân nghiêm chỉnh xuất hiện sau lưng Mạc Tiểu Bắc thì Lý Quốc Quyền biết rõ mình lần này đã vấp vào một tấm ván thép mà cô gái quân nhân đang tươi cười như hoa ở trước mặt hắn giống như biến thành hiện thân của ác quỷ. Hôm nay Giám Đốc Lý mời cơm, chúng ta là những quân nhân nên cảm tạ tình cảm chân thành của Giám Đốc Lý. Mạc Tiểu Bắc trừng mắt với người đàn ông quân nhân dẫn đầu, sau đó trầm giọng nói. Cảm ơn Giám Đốc Lý âm thanh của hơn 300 người lính đồng thời vang lên giống như rời núi lấp biển làm cho cả giáp ngư thôn phải chấn động, không ít cặp mắt hiếu kỳ từ trong những căn phòng của quán giáp ngư thôn nhìn ra ngoài, nhìn tình cảnh khí thế bên ngoài. Tuy ánh đèn u ám nhưng vương tử quân vẫn có thể thấy được vẻ mặt tái nhợt của Lý Quốc Quyền, nếu 300 quân nhân vào đây dùng cơm, như vậy Lý Quốc Quyền sẽ bỏ ra một mớ tiền, phải biết rằng đây là quán giáp ngư thôn vẻ mặt Lý Quốc Quyền cũng không thể quá hấp dẫn Vương Tử Quân, ánh mắt của Vương Tử Quân chủ yếu rơi lên người Mạc Tiểu Bắc ở bên cạnh. Nhà đầu này thật sự quá ức hiếp người, hắn vốn tưởng rằng nàng đặt tất cả tinh lực lên máy tính, không ngờ lại có biện pháp hay như vậy, ngược lại còn rất có phong cách. Nhưng Vương Tử Quân lại thích trò ức hiếp đối phương như vậy. chương 290, một phóng ra sấm sét Ánh mắt Vương Tử Quân vẫn giữ trên mặt Mạc Tiểu Bắc, gương mặt của nàng giống như hạt chân trâu trong vỏ sò giống như phát ra ánh sáng dịu dàng nhàn nhạt, nhạt khoảnh khắc này hắn chợt sinh ra ý nghĩ kỳ quái hai mắt mình vì sao cứ bị nàng thu hút như vậy quyến rũ và xinh đẹp hai từ ngữ này thật sự không thể nào chuẩn xác để dùng miêu tả nàng sau thời gian tiếp xúc với nàng đến nay vương tử quân cũng không biết rõ nàng đẹp ở chỗ nào chỉ cảm thấy sức hấp dẫn của nàng giống như là bẩm sinh vương tử quân cứ nhìn chằm chằm vào mạc tiểu bắc một lúc lâu ý nghĩ trong đầu hắn dần sáng ngời vương tử quân lập tức học tập theo mạc tiểu bắc hắn vung tay lên với những quân nhân được huấn luyện nghiêm chỉnh sau đó ho lên một tiếng nói giáp ngư thôn này nổi tiếng nhất là món bong bóng cá giáp ngư giám đốc lý hôm nay đều chuẩn bị sẵn một chiếc bong bóng giáp ngư cho mỗi người chúng ta tôi nói cho các anh biết những thứ khác có thể không ra gì thế nhưng cá giáp ngư rất đắt vì vậy mà ăn xong dù ai có no hay không cũng không được phép muốn ăn thêm chỉ cần như vậy là quá đủ rồi. Gió, đám quân nhân vốn sĩ khí như cầu vồng, lúc này càng tăng mạnh hơn. Vương Tử Quân và Mạc Tiểu Bắc nhìn đám quân nhân đi vào trong quán giáp ngư thôn như thác lũ mà ánh mắt không khỏi giao nhau. Vương Tử Quân nhìn chút vui vẻ ẩn giấu giữa hai hàng chân mày của Mạc Tiểu Bắc, hắn cảm thấy mình và nàng giống như một cặp hồ ly đang ăn trộm thứ gì đó, rõ ràng là một cặp hồ ly bắt gà còn ức hiếp người khác. Lúc này vẻ mặt Lý Quốc Quyền hầu như đã trắng bệch hắn thật sự hận không thể vả vào mặt mình, hắn cũng không sợ người ta nói mình mở mồn nhưng không chịu trách nhiệm. Hắn là người lăn lộn nhiều năm trên trường đời, đi qua hai nhà hắc bạch, mọi đường đều thông, chuyện xấu cũng làm không ít. Đừng nghĩ hắn là người cực kỳ hào sảng, nghĩa khí như núi mà lầm, nhưng nhiều khi há miệng nói ra những lời không thực chất. Lúc này hắn nhìn thấy một nhóm quân nhân tiến vào thì trong lòng cuối cùng cũng cảm thấy kiêng kỵ, nếu những người này mà náo loạn, thật sự kẻ thiệt hại chỉ có thể là mình mời hai vị vào bên trong lý quốc quyền cố gắng mở to mắt miễn cưỡng nặn ra nụ cười nhưng mặt cười thậm chí còn khó coi hơn cả khóc lúc này hắn đã không hề xem hai người nam nữ kia là khách mời bữa tiệc của mình đây đúng là một cánh cửa sắt một cặp nam nữ tấn công toàn diện khó thể nào dung chuyển nếu như chiêu an không tốt chỉ sợ rằng sẽ sinh ra hậu quả phản nghịch anh quyền quả nhiên là hào khí ngất trời tôi đang nghĩ phải làm sao để an ủi những anh bạn kia không ngờ một lời nói của anh lại giải quyết được vấn đề lớn của tôi, anh đúng là tình cảm sâu đậm, quân nhân thân thiết một nhà. Vương tử quân nở nụ cười, nhưng nụ cười của hắn lại làm cho Lý Quốc Quyền vốn đang đứng vững cảm thấy hai chân run lên dữ dội. Giáp ngư thôn tuy khá rộng nhưng đến quá nhiều quân nhân thì vẫn khó thể sắp xếp cho ổn, cuối cùng chỉ có thể đặt bàn trong sân, miễn cưỡng sắp xếp được tất cả mọi người. Tuy còn chưa đến lúc tính tiền, nhưng lúc này có quá nhiều người đến ăn chùa, Lý Quốc Quyền biết hôm nay mình phải trả một khoản tiền lớn, thế cho nên cơ thể tràn đầy sức lực cũng đã bắt đầu có chút lay động. Cậu Lý, sao cậu lại mời nhiều người như vậy, đám người kia lại nói chỉ ăn bong bóng cá giáp ngư, cậu như vậy thì anh đây sao có thể chuẩn bị tốt cho được. Ông chủ lưu mập của quán giáp ngư thôn lúc này đã đi đến, khi nhìn thấy Lý Quốc Quyền thì khẽ dùng giọng oán hận nói. Lý Quốc Quyền tuy rất căm hận nhưng lúc này cũng chỉ có thể giấu cảm xúc trong lòng, sau khi có kè mặc cả một lúc với ông chủ lưu mập, cuối cùng đồng ý mỗi chiếc bong bóng cá bỏ ra thêm 10 đồng mới chấm dứt mọi chuyện. Nhìn gương mặt mỹ mãn khi bỏ đi của Lưu Mập, Lý Quốc Quyền không nhịn được phải nhổ mạnh một bãi nước miếng xuống đất. Anh Quyền, chúng ta xem như bị người ta gài, cứ như vậy là xong sao. Tiểu lục tử đi đến bên cạnh Lý Quốc Quyền với bộ dạng không cam lòng, hắn trầm giọng nói. Không cam lòng thì biết làm thế nào. Lý Quốc Quyền nhìn thoáng qua tiểu lục tử, giọng điệu của hắn lạnh lùng như băng. Tôi, tôi. giọng điệu của tiểu lục tử trở nên ấp a à ấp úng, dựa theo thói quen của bọn hắn, nếu có người ức hiếp mình thì phải cố gắng lấy lại danh dự. Nhưng khi đối mặt với tình huống lúc này, khí thế và số lượng của đối phương quá lớn, tiểu lục tử cảm thấy nếu mình ra tay, chỉ sợ đám quân nhân kia mỗi người chỉ cần động một ngón tay cũng có thể cho bọn họ toi mạng. Nhìn nhân viên phục vụ bắt đầu thu xếp dọn thức ăn lên bàn, Lý Quốc Quyền trong lòng tràn đầy chờ đợi, thầm nghĩ bí thư dương của tôi, nếu ngài không đến thì lần này thật sự tôi không thể nào tiếp tục lăn lộn được nữa. Này em, anh thấy chúng ta hình như có hơi quá thì phải. Vương tử quân dùng muỗng quấy chén canh, mùi canh cá giáp ngư bùng lên nước mũi, hắn mỉm cười nói với Mạc Tiểu Bắc. Gương mặt Mạc Tiểu Bắc vẫn rất lạnh lùng, nàng đang dùng chiếc miệng nhỏ nhắn tinh xảo để khẽ nhai nuốt canh, loại bỏ xương cá ra ngoài, trong mắt lại trừng lên nhìn về phía vương tử quân. Vương tử quân bị Mạc Tiểu Bắc nhìn mà khẽ thẻ lưỡi, sau đó hắn ngậm miệng bắt đầu ăn uống, trong lúc hai người nói chuyện thì Lý Quốc Quyền đã cùng hai người nào đó đi ra. Đi ở đằng trước chính là trưởng phòng hoàng, hắn lúc này đang nói chuyện với một binh sĩ hơn 20 tuổi, trên mặt vẫn còn nhiều vệt mụn thanh xuân. Khi tiếng nói của hai người càng lúc càng cao thì vương tử quân cũng phải nhíu mày nhìn qua. Trưởng phòng hoàng dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn tên lính trẻ tuổi trước mặt, khóe miệng treo nụ cười lạnh lẽo. Quan viên địa phương không có biện pháp gì để áp dụng với đám quân nhân, thế nhưng hắn là một lãnh đạo bộ đội địa phương, thế cho nên không sợ gì cả. Tên binh sĩ đang ăn uống vui vẻ, lúc này bị trưởng phòng hoàng lên tiếng hỏi, thế là không biết trả lời sao cho phải. Đang lúc hắn không biết đáp lại thế nào thì một quân nhân bên cạnh đã trầm giọng nói. Tiểu đoàn 3, có gì không? Trưởng phòng hoàng vừa nghe đến ba chữ tiểu đoàn 3 thì lo lắng trong lòng càng đầy đủ, tuy không liên lạc nhiều lắm với những đơn vị đóng quan, thế nhưng trước đó trưởng phòng hoàng từng uống rượu với lãnh đạo của đơn vị này mà tiểu đoàn trưởng lại là người tâm đầu ý hợp với hắn quan hệ không tệ anh xem các anh kia như vậy còn ra thể thống gì di vào trong quán cơm làm gì các anh bây giờ tự mình di hay để tôi gọi điện thoại cho tiểu đoàn trưởng thống để anh ấy đến đưa các anh đi trưởng phòng hoàng trừng mắt nhìn đám quân nhân bộ dạng có chút hăng hái tên quân nhân vừa nghe thấy người đối diện nhắc đến tiểu đoàn trưởng của mình hắn đang định lên tiếng thì chợt sững sờ. Vẻ mặt sững sờ của tên lính đã rơi vào trong mắt của Lý Quốc Quyền đi theo phía sau trưởng phòng hoàng, Lý Quốc Quyền cảm thấy đối phương đang sợ hãi. chương 290, 23, phóng ra sấm sét Con bà nó, dù mình có địa vị thế nào cũng không là cái thá gì với đám người này. Lý Quốc Quyền có ý nghĩ như vậy, thế là trong lòng không khỏi có thêm quyết tâm kết giao với trưởng phòng hoàng. Nếu như không phải có mặt trưởng phòng hoàng ở đây, chỉ sợ người thiệt thòi hôm nay sẽ là mình hơn nữa chỉ biết ngậm bồ hòn làm ngọt mà thôi tiểu đoàn trưởng của chúng tôi không có thời gian quan tâm đến những chuyện thế này nếu anh muốn thì có thể nói trực tiếp với tôi mạc tiểu bắc cũng không đứng lên nàng dùng giọng lạnh lùng nói nói cho cô cô có gánh chịu được không trưởng phòng hoàng còn chưa nói dứt lời thì ánh mắt đã dừng lại những lời muốn nói ra khỏi miệng lại bị hắn nuốt về lại trong bụng không không có gì Nhìn vẻ mặt xinh đẹp của Mạc Tiểu Bắc thì gương mặt của Trưởng phòng Hoàng không khỏi biến đổi dữ dội, giống như vẻ giá lạnh của tháng đông biến thành ấm áp như ngày xuân. Không có gì thì anh cứ đi làm việc của mình. Mạc Tiểu Bắc cũng không có thời gian ngồi đây nói nhảm, sau khi nghe thấy giọng điệu chịu thua của Trưởng phòng Hoàng thì thản nhiên nói. Trưởng phòng Hoàng thấy Mạc Tiểu Bắc không có ý truy cứu mình thì trong lòng không khỏi thở dài một hơi, cũng bất chấp sau lưng có đám người Lý Quốc Quyền, hắn xoay người đi xuống bậc thang lý quốc quyền đang rất vui vẻ trưởng phòng hoàng tiến ra đã nắm thế chủ động và hầu như sắp chiến thắng thế nhưng niềm vui không kéo dài được bao lâu trưởng phòng hoàng bây giờ lại xoay người bỏ đi hắn là một người lăn lộn trên đường đời khá lâu hắn nào không biết điều này có ý nghĩa gì khá lắm cô gái này thật sự có địa vị lớn thế là lý quốc quyền cố gắng nặn ra nụ cười chúc mọi người ăn uống vui vẻ sau đó cùng với trưởng phòng hoàng đi ra ngoài em gặp người này ở đâu Vương tử quân nãy giờ cúi đầu khi trưởng phòng hoàng xuất hiện, sau khi trưởng phòng hoàng đi ra thì hắn mới mở miệng khẽ hỏi Mạc Tiểu Bắc. À, đã gặp qua một lần, nhưng em không quan tâm đến hắn, mà tiểu đoàn trưởng ra mặt tiếp đái. Mạc Tiểu Bắc đã khôi phục lại bộ dạng như thường, bàn tay trong suốt như ngọc cầm lấy thìa rồi dùng giọng hời hợt nói. Vương tử quân cũng không nói gì thêm, hắn khẽ múc một muỗng canh cá rồi nói. Sau khi ăn xong chúng ta nên đi ngay, nếu tiếp tục ở lại sợ có người nhận ra. Ừ, Mạc Tiểu Bắc vừa tiếp tục ăn uống vừa khẽ nói với Vương Tử Quân. Tút, tút, tút. Máy nhắn tin của Vương Tử Quân chợt vang lên, hắn thuận tay cầm lấy máy nhắn tin, mở ra thì nhận được một tin nhắn. Mau gọi vào số này. Đằng sau tin nhắn còn có một số điện thoại. Vương Tử Quân nhìn số điện thoại quen thuộc mà không khỏi có chút ngây người, sau đó hắn cầm lấy điện thoại gọi đi. Chủ tịch Vương, chào anh, tôi là Tôn Quốc Lương. Một âm thanh do dự vang lên từ đầu dây bên kia, người gọi điện thoại đến chính là trưởng phòng tổ chức Tôn Quốc Lương. Chào trưởng phòng Tôn, anh đã dùng cơm chưa? Nếu chưa thì chúng ta tìm chỗ nào đó làm vài ly cho vui. Vương Tử Quân dùng giọng tùy ý nói. Cảm ơn Chủ tịch Vương, tôi đã dùng cơm rồi, khi nào anh có thời gian rảnh, tôi sẽ mời anh dùng cơm. Âm thanh của Tôn Quốc Lương càng thêm trầm thấp, sau khi do dự trong nháy mắt thì hắn tiếp tục nói chủ tịch vương tôi có chuyện muốn báo cáo với anh anh nói đi vương tử quân biết rõ lúc này tôn quốc lương gọi điện thoại cho mình thì không phải chuyện nhỏ nhưng hắn vẫn cực kỳ trầm tĩnh và bình tĩnh ngồi ngay tại chỗ chủ tịch vương chiều hôm nay bí thư dương gọi tôi và bí thư trần đến nói muốn điều chỉnh một loạt cán bộ cục trưởng liên của cục công an và trưởng phòng lưu phòng tài chính cũng đều nằm trong phạm vi điều chỉnh âm thanh của tôn quốc lương giống như một sóng điện truyền vào trong lỗ tai của vương tử quân điều chỉnh cán bộ hơn nữa lại là lãnh đạo của cục công an và phòng tài chính đây rõ ràng là một hành vi không bình thường ý nghĩa của nó tất nhiên đã quá rõ ràng đây là hướng về phía vương tử quân trong huyện lô bắc có ai không biết cục trưởng cục công an liên giang hà chính là người được một tay vương tử quân cất nhắc lên mà trưởng phòng lưu phòng tài chính vốn là một người đi theo lưu thành quân sau khi Lưu Thành Quân di rời công tác thì nhanh chóng tiến vào trong đội ngũ của Vương Tử Quân, càng là một người đắc lực trong hàng ngũ của Vương Tử Quân. Vương Tử Quân là một chủ tịch huyện, quyền lợi chủ yếu nhất nằm ở phòng tài chính, nếu như hắn khó giữ được phòng tài chính, như vậy khả năng mất quyền lực là rất cao. Đối phương đã không chờ đợi được nữa rồi. Vương Tử Quân khẽ đặt điện thoại trong tay xuống, âm thanh của hắn vẫn rất lạnh lùng. Mạc Tiểu Bắc ngồi bên cạnh hắn cũng không hỏi xem có chuyện gì xảy ra. Có mệnh lệnh của Mạc Tiểu Bắc, đám quân nhân thật sự giống như người máy, chỉ mất nửa giờ thì bọn họ đã ăn sạch 30 bàn thức ăn giống như gió cuốn mây tan và chỉ còn lại một đống bừa bộn, tất cả ăn uống no say và đi ra ngoài quán giáp ngư thôn. Nếu anh còn chưa no thì có thể ăn tiếp. Mạc Tiểu Bắc rút khăn giấy đưa cho Vương Tử Quân, sau đó dùng giọng trêu tức nói. Tất nhiên là có thể tiếp tục ăn, bây giờ anh cảm thấy mình rất mạnh mẽ, có muốn anh ôm một cái xem lực tay là thế nào không? vương tử quân đặt tô canh trong tay xuống sau đó hắn vừa cười vừa dùng giọng xấu xa nói anh đúng là bại hoại chúng ta đi thôi trong ánh mắt nghiêm túc của mạc tiểu bắc có chút rung động nàng giả vờ tức giận chừng mắt nhìn vương tử quân ánh mắt lạnh như băng giống như có chứa đựng tình cảm ấp áp giống như đã tiếp nhận câu nói chọc ghẹo của vương tử quân mạc tiểu bắc gọi đến hai quân nhân sau đó phân phó các anh đi mời giám đốc lý đến đây chúng ta ăn cơm của người ta dù thế nào thì trước khi đi cũng phải chào hỏi một tiếng. Hai người tuân mệnh đi ngay, Vương Tử Quân và Mạc Tiểu Bắc thì cũng cất bước đi. Lúc này đám quân nhân đã tập hợp thành một đội ngũ, dù trong đội ngũ này có chút âm thanh rối loạn, thế nhưng nhìn qua vẫn rất quy củ. Sau khi Mạc Tiểu Bắc đi ra thì đám binh lính hầu như dừng nói chuyện, cả đám ngẩng đầu nhìn nàng. Lý Quốc Quyền lúc này cũng đang đi xuống, hôm nay hắn có thể nói là cực kỳ bức bối, chưa nói đến chuyện bị đám lính này đến làm thịt, mà bí thư Dương cũng gọi điện thoại đến nói rằng đang bận rộn công vụ, không thể nào phân thân đến dự tiệc. Hắn nhận được cuộc điện thoại của bí thư Dương và cảm thấy giống như nhà rột gặp mưa đêm. Khi Mạc Tiểu Bắc cho người đi mời thì Lý Quốc Quyền đang uống rượu với hai quan viên, hắn thật sự không có hứng thú với lời mời của Mạc Tiểu Bắc, thế nhưng hai tên quân nhân lưng hùm vai gấu nào có quan tâm đến chuyện hắn có tình nguyện hay không. Hai người vung bốn bàn tay to như cánh quạt ra, một trái một phải ép Lý Quốc Quyền phải đi xuống. Giám đốc Lý, hôm nay đa tả anh đã nhiệt tình tiếp đãi chúng tôi, sau khi tôi trở về nhất định sẽ cho người đưa đến cho anh một phần bằng khen của đơn vị. Mạc Tiểu Bắc nói rồi chào Lý Quốc Quyền một cái theo đúng tiêu chuẩn quân đội, sau đó nàng xoay người đi ra ngoài quán giáp ngư thôn. Lý Quốc Quyền nhìn bộ dạng xinh đẹp anh hùng của Mạc Tiểu Bắc mà không khỏi cảm thấy trong lòng nhỏ máu, đồng thời lời nói đưa đến bằng khen nghe vào tai hắn cũng có hương vị gì đó khá khác thường. Giám đốc Lý, thức ăn đã được dọn đủ, Bây giờ chúng ta cũng nên tính toán được rồi chứ. Lúc này anh còn đang tỉnh táo, chút nữa nếu anh uống say thì sợ rằng sẽ nói tôi đây chém đẹp, như vậy sẽ rất khó xử cho hai bên. Lưu Mập tươi cười đi đến bên cạnh Lý Quốc Quyền rồi mở miệng nói: "Cứ tính đi." Lý Quốc Quyền cũng là người trầm ổn, hắn chỉ trầm ngâm một lát rồi nhanh chóng khôi phục lại vẻ bình tĩnh. "Tổng cộng là" Lưu Mập đã sớm có chuẩn bị, hắn cười tủm tỉm đưa ra một phần hóa đơn nụ cười trên mặt cực kỳ sáng lạn. Trên đời thật sự không có gì được cho là bí mật tuyệt đối, bí thư mới đến muốn tiến hành thay đổi nhân sự, tin tức này nhanh chóng được truyền đi xôn xao. Vô tình toàn huyện Lô Bắc sinh ra cảm giác thần hồn nát thần tính, đặc biệt là đám cán bộ cấp chính khoa đang là lãnh đạo đơn vị ban ngành, bọn họ còn chưa kịp kết nối quan hệ với bí thư mới đến, bây giờ thật sự cảm thấy bất an không yên, không thể nào chịu nổi. Điều chỉnh tất nhiên sẽ có người vui vẻ buồn, có kẻ tiến lên mây cao, đi đến cương vị quan trọng, cũng có kẻ rất đài, từ địa vị nóng hổi xuống cương vị ghẻ lạnh. Từ dưới tiến lên thì còn dễ chịu vui sướng, nếu từ trên xuống dưới thì thật sự khó thể tiếp nhận, thật sự là một nỗi đau trong quan trường mà không ai muốn mình phải trải qua. Một cây cải bị nhổ ra thì sẽ có nhiều người nhìn vào chầm chầm, nhiều kẻ nhớ thương, vì vị trí trước mắt mà không ít người bắt đầu chạy qua chạy lại. Lúc đầu đa số mọi người đều chạy về phía văn phòng của lãnh đạo huyệt, nhưng ngay sau đó dần có một tin đồn truyền ra. Tin đồn đã nói rõ ràng, đó là điều chỉnh chủ yếu tập trung ở những người ở xung quanh Chủ tịch Vương. Nếu như anh không may mà nằm trong hàng ngũ của Chủ tịch Vương thì sợ rằng sẽ bị khai đao, người ra tay sẽ là Bí Thư Dương. Nếu như những lời này do người bình thường nói ra thì sẽ còn tốt, sẽ có người tin và không tin, thế nhưng lời này xuất phát từ miệng của Bí Thư Trần Lộ Giao, tất nhiên sẽ là một lời khẳng định, không kẻ nào hoài nghi. Ai cũng biết sớm muộn gì Bí thư Dương và Chủ tịch Vương sẽ có một trận chiến, nhưng không ngờ vị Bí thư Dương này lại mở màn cuộc chiến với Chủ tịch Vương một cách nhanh chóng như vậy. Đây chính là một đòn tấn công của Bí thư Dương trên phương diện bổ nhiệm nhân sự. Vô tình có rất nhiều cán bộ tự nhận thấy đã rõ ràng tình thế trước mắt, bọn họ đều chạy đến tụ tập quanh Bí thư Dương, đặc biệt là đám người muốn đục nước béo cỏ, muốn tìm cho mình một cương vị mới tốt hơn. Chủ tịch Vương, thuốc của anh quá nhẹ, tôi thích loại này hơn. Liên Giang Hà lấy ra một gói thuốc trung hoa loại nặng đưa cho Vương Tử Quân. Vương Tử Quân tiếp nhận và bật lửa hít một hơi thuốc, sau đó hắn mỉm cười mắng. "Anh Liên, anh rõ ràng có lợi còn khoe mẽ, anh nếu cảm thấy thuốc của tôi hút không tốt, vậy trước khi anh tiến vào phòng làm việc của tôi thì nên lấy thuốc của mình ra hút mới đúng chứ?" Liên Giang Hà cười hì hì nói. "Tôi cũng không nhịn được mà thôi, anh thấy không ai mà chẳng như vậy, rõ ràng là thuốc của anh hút không hợp khẩu vị." thế nhưng nhiều khi vẫn không nhịn được vẫn phải làm vài hơi. Anh đấy, vương tử quân mở ngắn kéo của mình ra, bên trong còn vài gói trung hoa loại nặng, đây chính là sản phẩm tinh chất mà Tần Hồng Cẩm gửi đến từ tỉnh Việt Đông, hắn lấy ra hai gói ném cho Liên Giang Hà. Anh giữ lại mà hút cho đã nghiền, cũng không thể mỗi lần đến chỗ tôi là dùng chiêu này, thuốc tốt ở chỗ tôi cũng không còn nhiều. Liên Giang Hà vung tay ra tiếp nhận hai gói thuốc của Vương Tử Quân, lão tuy đã không tự mình hành động bắt cướp nhiều năm thế nhưng thủ đoạn và lực lượng vẫn còn rất mạnh vẫn là làm chủ tịch thì tốt những gói thuốc này tôi thật sự mua không được liên giang hà không khách khí bỏ hai gói thuốc vào trong cặp của mình sau đó lão cười nói chủ tịch vương tôi có hai hạng mục cần báo cáo với anh vương tử quân khẽ gật đầu hắn biết rõ lần này liên giang hà đến tìm mình tuyệt đối không đơn giản chỉ vì hai gói thuốc mà thôi chủ tịch vương Hôm qua tôi đến họp ở cục công an thành phố, đã phải tiếp nhận phê bình. Liên Giang Hà thu hồi nụ cười trên mặt, lão trầm giọng nói. Vương Tử Quân cũng không tiếp lời Liên Giang Hà, hắn chờ đợi đối phương nói tiếp. Thành phố yêu cầu tất cả các cục công an huyện phải đổi mới trang bị, nhiệm vụ của mỗi huyện là phải có thêm 30 chiếc xe máy chuyên dụng cho cảnh sát. Trước mắt các quận huyện khác đều đã hoàn thành chỉ tiêu, chỉ riêng huyện Lô Bắc chúng ta còn một nửa chưa hoàn thành tôi không phải đã cho người của phòng tài chính duyệt cho các anh rồi sao vương tử quân khẽ vung tay ra rồi dùng giọng nhàn nhạt, nhạt nói chủ tịch vương tôi biết rõ anh đã có chỉ thị thế nhưng trưởng phòng lưu nói trước mắt không có đủ tiền chúng tôi nên chuẩn bị trước khi nào có tiền thì sẽ chi trả liên giang hà dùng giọng không thể làm gì được để giải thích vương tử quân là lãnh đạo khối chính quyền một huyện chuyện có tiền hay không thì thật sự có quyền lên tiếng dù tài chính của huyện lô bắc thật sự không dư giả Thế nhưng chỉ cần hắn phê chỉ thị thì hầu như là không có vấn đề gì. Trước kia dù là bất kỳ chỉ thị nào của Vương Tử Quân cũng đều được phòng tài chính xử lý rõ ràng nhanh chóng, không ngờ bây giờ lại chẳng chịu chứng thực cho cục công an huyện. Liên Giang Hà biết rõ mình báo cáo tình huống như vậy thì chủ tịch Vương nhất định sẽ hiểu, lão nhìn vẻ mặt trầm ngâm không nói một lời của Vương Tử Quân, thế là trong lòng cũng có ý nghĩ rất rõ ràng. Anh Lưu nói không có tiền sao? vương tử quân trầm ngâm một lát thì dùng giọng thản nhiên nói đúng vậy chủ tịch vương anh lưu nói không có tiền nhưng tôi nghe một người thân thích đang công tác ở phòng tài chính nói hai ngày trước bọn họ còn chuyển một khoản tiền cho cục tư pháp để cho bọn họ thay đổi hoàn cảnh của văn phòng liên giang hà rõ ràng là đang tố cáo cũng thẳng thắn vạch ra một sự thật cho vương tử quân chính là trưởng phòng tài chính lưu xuyên thăng bây giờ đã không còn đáng tin nữa rồi vương tử quân cười cười hắn cầm lấy điện thoại gọi ra ngoài chỉ sau nháy mắt thì giọng điệu của trưởng phòng tài chính lưu xuyên thăng đã chuyển đến chào chủ tịch vương không biết ngài gọi điện cho thuộc hạ có gì cần phân phó trưởng phòng lưu vài ngày không gặp nên cũng có chút nhớ đến anh tôi hỏi anh một việc vài ngày trước tôi có phê cho cục công an một khoản tiền bây giờ tiền đã đến chưa vương tử quân đi thẳng vào vấn đề làm cho âm thanh ở đầu dây bên kia chờ dừng lại nhưng rõ ràng là Lưu Xuyên Thăng cũng đã có chuẩn bị với vấn đề của Vương Tử Quân, hắn cười ha hả nói. Chủ tịch Vương, anh biết rồi đấy, trước nay tôi đều thực hiện theo đúng chỉ thị của anh, nhưng lần này thật sự là chỗ tôi có vấn đề, đúng là lấy trứng trọi đá. Không sợ anh chê cười, lúc này trong tài khoản của phòng tài chính chỉ còn lại vài chục ngàn, căn bản không đủ cho cục công an nhét kẽ răng. Những ngày qua tôi đang cố gắng gom góp tài chính, cố gắng vỡ đầu để nhanh chóng chuyển sang cho cục công an vậy thì nhanh lên. Vương Tử Quân nói ra những lời này thì nhanh chóng cúp điện thoại. chương 291 một chiêu chế địch. Liên Giang Hà Dù đang hút thuốc nhưng hai lỗ tai vẫn gióng lên nghe ngóng cuộc điện thoại của Chủ tịch Vương Tử Quân. Lão không nghe rõ Lưu Xuyên Thăng ở đầu dây bên kia nói những lời gì, thế nhưng dựa vào những lời của Vương Tử Quân thì lão biết bây giờ Chủ tịch đang vấp phải một cây đinh mềm. Chủ tịch Vương, những ngày này Lưu Xuyên Thăng đi rất gần với Bí Thư Dương. Liên Giang Hà là cục trưởng cục công an, tất nhiên có những chuyện nắm rất chuẩn. Vương Tử Quân cười cười, hắn hiểu ý của Liên Giang Hà, hai ngày qua bí thư Trần liên tục tấn công và cực kỳ có lực, xem ra bây giờ vị phó bí thư nắm giữ quyền nhân sự càng ngày càng có ưu thế so với một vị chủ tịch huyện. Liên Giang Hà lần này đến phòng làm việc của Vương Tử Quân chủ yếu cũng không phải là vì muốn báo cáo chuyện trang thiết bị của cục công an, chủ yếu là muốn báo cáo cho Vương Tử Quân biết tình thế trước mắt, để cho chủ tịch Vương sớm cho ra chuẩn bị. Phòng ngừa rắc rối có thể xảy ra. Lão là cục trưởng cục công an, lão đã nghe nhiều tin tức về việc vị trí của mình sắp bị điều động. Khi những tin tức này truyền bá ngày càng rộng rãi thì hai vị thủ hạ là Lý Toàn Thành và Kim Siêu Việt càng ngày càng bằng mặt không bằng lòng. Liên Giang Hà là người chìm nổi quan trường nhiều năm, hắn biết rõ trận chiến giữa bí thư và chủ tịch là khó tránh, mà lão là một cán bộ thuộc hàng ngũ của Vương Tử Quân, chỉ có thể đứng ra ứng chiến mà thôi. Liên Giang Hà nhìn thấy trong mắt của Vương Tử Quân có chút huệ oải, thế là không khỏi cảm thấy căng cứng, hắn sợ chủ tịch Vương yếu thế để cho đối phương được đằng chân lên đằng đầu. Trời sắp mưa, cô gái sắp lấy chồng, cứ để tùy ý bọn họ. Vương Tử Quân khẽ gạt tàn thuốc, sau đó dùng giọng tùy ý nói. Liên Giang Hà rời khỏi phòng làm việc của Vương Tử Quân, bầu không khí dần bình tĩnh trở lại, hắn rụi điếu thuốc vào trong gạt tàn, khóe miệng lộ ra nụ cười nhưng là một chủ tịch huyện thì Vương Tử Quân hoàn toàn không nhất định có thời gian yên tĩnh. chưa đủ hai phút thì Đỗ Tử Cường đã đi đến. Đỗ Tử Cường trước kia là phó chủ tịch thường vụ huyện Lô Bắc, bây giờ là phó bí thư huyện ủy, lực ảnh hưởng của lão ở huyện Lô Bắc là cực mạnh. Bí thư Đỗ mời anh ngồi. Vương Tử Quân đứng lên khỏi ghế, hắn tự tay rót cho Đỗ Tử Cường một ly trà nóng. Đỗ Tử Cường cũng không khách khí, vẻ mặt lão lúc này rất nghiêm túc sau khi ngồi xuống chiếc ghế sa lông đối diện với Vương Tử Quân, Đỗ Tự Cường mở miệng dùng giọng âm u nói. Chủ tịch Vương, tôi vừa rồi mới đến phòng làm việc của Bí Thư Dương. Vương Tử Quân không nói lời nào, hắn chỉ dùng ánh mắt lẳng lặng nhìn Đỗ Tự Cường. Đỗ Tự Cường có chút trầm ngâm, sau đó nói tiếp. Bí Thư Dương muốn tôi nhường lại chức vụ Bí Thư Ủy Ban Tư Pháp, nói tôi một mình hai việc quá bận rộn. Anh ấy muốn cất nhắc một người làm bí thư ủy ban tư pháp để giúp đỡ công tác của tôi. Đỗ Tử Cường bây giờ là phó bí thư kiêm bí thư ủy ban tư pháp, cũng chính là vị trí trước đó của Vương Tử Quân. Hai vị trí này vốn nên hợp lại làm một, nếu tách ra, tuy Đỗ Tử Cường vẫn là lãnh đạo chủ quản của ủy ban tư pháp, thế nhưng lại có nhiều vấn đề không cần phải nói cũng hiểu, đó là trong hệ thống tư pháp sẽ có thêm một nhân vật cường thế. Bí thư ủy ban tư pháp cũng chính là thường ủy huyện ủy. Anh trả lời thế nào? Vương Tử Quân tiếp tục châm nước cho Đỗ Tử Cường rồi hỏi: Tôi trực tiếp từ chối. Đỗ Tử Cường hầu như là nghiến răng nghiến lợi nói, khi mở miệng cũng nhanh chóng hít vào một hơi thuốc thật sâu. Đỗ Tử Cường từ chối sắp xếp của bí thư Dương cũng không nằm ngoài dự đoán của Vương Tử Quân, nhưng trong lòng hắn cũng hiểu rõ, thân là cấp phó mà từ chối sắp xếp của lãnh đạo, anh không phải mở miệng từ chối thì có thể tránh được. Nếu không thì một cán bộ là lãnh đạo địa phương còn gì là quyền uy? Vương Tử Quân là chủ tịch huyện Hắn biết rõ chuyện này nếu liên hệ với những tin tức điều chỉnh trước đó sẽ trở thành một vũ khí cực mạnh để Dương Quân Tài đả kích chính mình. "Không có gì, tôi biết rồi." Vương Tử Quân khẽ cười cười với Đỗ Tử Cường, giọng điệu bình tĩnh mà cực kỳ có lực. Đỗ Tử Cường cũng không biết Vương Tử Quân có thể nghĩ ra biện pháp gì để đối phó, thế nhưng chủ tịch Vương đã dùng giọng điệu cực kỳ ngắn gọn để biểu đạt ý nghĩ của mình, như vậy đã là quá đủ, đây còn hơn cả một lời an ủi sâu trong lòng lão là một ngọn núi lớn và cực kỳ khó lay động, đó chính là niềm tin tưởng cao đội của lão với vị chủ tịch huyện trẻ tuổi này. Tất cả đều nghe theo sắp xếp của anh, đúng rồi, chủ tịch Vương, ngày mai anh có rảnh không? Tôi có một người bạn ở thành phố An Dịch, ngày mai anh ấy đến đây chơi, muốn nhờ anh hỗ trợ một chút. Đỗ Tử Cường thay đổi chủ đề, lão chuyển đến một sự việc khá khó xử. Điều này không là vấn đề, bất cứ lúc nào tôi cũng có thể nghe theo lời của bí thư đỗ, khi nào khách đến chỉ cần gọi điện thoại là được. Vương tử quân hào sảng đồng ý, trong lòng hắn biết rõ, quan hệ giữa người và người đều là bồi dưỡng mà ra. Đỗ tử cường tìm một lý do để mời mình, không phải đang muốn tiến thêm một bước làm mật thiết mối quan hệ giữa hai bên sao. Khi thấy vương tử quân sảng khoái đồng ý thì đỗ tử cường cũng cảm thấy mừng rỡ, dù có ý nghĩ như thế nào thì điều này cũng đã nói rõ mối quan hệ giữa mình và vương tử quân vẫn còn nằm trong thời kỳ trăng mật. Dù lúc nãy gặp mặt bí thư dương, Bí thư Dương Quân Tài giống như Lơ đã nói ra hậu trường của mình, còn dùng giọng cực kỳ mời chào và tràn đầy thành ý, thế nhưng Đỗ Tự Cường cảm thấy mình nên dựa vào vị chủ tịch huyện trẻ tuổi Vương Tử Quân này, như vậy sẽ càng giành được phần thắng trong quan trường vào thời gian tới. Hai người tiếp tục nói thêm vài câu, Đỗ Tự Cường đứng lên rời khỏi phòng làm việc của Vương Tử Quân, khi Đỗ Tự Cường đi ra đến cửa thì Vương Tử Quân chợt vươn tay ra nói. Ngày mai sẽ khá hơn. Đỗ Tử Cường nghe được một câu không đầu không đuôi của Vương Tử Quân, gương mặt chợt biến đổi, khóe miệng lội ra nụ cười hiểu ý. Vương Tử Quân lại quay về bàn làm việc của mình, hắn cầm điện thoại lên, âm thanh rõ ràng của Lý Cẩm Hồ ở phía bên kia chợt truyền đến. Cẩm Hồ, đã xác định chưa? Vương Tử Quân dùng ngón tay gõ xuống bàn rất có tiết tấu, hắn dùng giọng nhàn nhạt hỏi. Trên cơ bản đã xác định, Chủ tịch Vương, tôi phải làm kiểm điểm với anh, bây giờ xuất hiện một vấn đề lớn, Tôi lại không hay biết, suýt chút nữa đã cho đám tiểu nhân lọt qua chỗ trống, nếu không có những lời nhắc nhở của anh, cũng không biết sẽ tạo nên tổn thất lớn như thế nào. Lý Cẩm Hồ dùng giọng cực kỳ đau đớn nói: "Đừng lo, tất cả mới chỉ bắt đầu, bọn họ đã ăn như thế nào thì phải cho bọn họ nhổ ra. Thế này nhé, anh cầm phần tài liệu này đi tìm bí thư tả, tôi tin anh ấy sẽ cho chúng ta một câu trả lời phù hợp nhất." Vương Tử Quân nói xong thì khẽ đặt điện thoại xuống cơ thể mỏi mệt dựa lưng lên chiếc ghế làm việc. Phương Tử Quân là một lãnh đạo xếp hàng thứ hai trong huyện Lô Bắc, lúc này hắn rất bận rộn. Dương Quân Tài là một lãnh đạo đứng đầu huyện tất nhiên sẽ càng bận rộn hơn. Lúc này hắn đang ngồi trong phòng làm việc của mình, đang tiếp chuyện với Trần Lộ Giao bằng vẻ mặt tươi vui như hoa. Phải nói rằng hôm nay hắn rất hăng hái, có nhiều chuyện tốt kéo đến, hắn sẽ được nhìn thấy hiệu quả xứng đáng ở hội nghị thường ủy vào hôm nay. Dương Quân tài ngồi trong phòng làm việc xa hoa của mình mà có chút thỏa mãn, hắn đưa mắt nhìn xung quanh, phòng làm việc của mình tuy được lắp đặt thiết bị không khác gì các vị thường ủy khác, thế nhưng trang bị lại hoàn toàn có sự khác biệt. Bàn làm việc rộng rãi, ghế làm việc và sofa bằng da thật của Ý, trong ngăn kéo còn có rượu ngũ lương và Napoleon, ý nghĩ này lóe lên trong đầu càng làm cho hắn cảm thấy thích ý. Bí thư Trần, lần này điều chỉnh, đi phu cho tiểu vương có bản lĩnh thiên tài cũng không thể làm gì được. Dương quân tài phất tay đặt bản thảo xuống, sau đó mỉm cười nói với Trần Lộ Giao. Trần Lộ Giao biết rất rõ trong bản thảo có nội dung gì, nếu so sánh với nụ cười trên mặt Dương quân tài, nụ cười trên mặt hắn càng vui vẻ từ tận đáy lòng. Vì những cái tên trong bản thảo kia phần lớn đều là những người thân cận với hắn. Đề bạt những người trong danh sách kia thì Trần Lộ Giao là người có được lợi ích lớn nhất, hắn có bí thư huyện ủy làm chỗ dựa, có một đám người trung thành và tận tâm đứng chung quanh cổ động, như vậy lá gan của hắn càng lúc càng lớn, hơn nữa làm việc càng thêm thận trọng, càng thêm chắc chắn. Chỉ cần những người kia có thể đi đến cương vị lãnh đạo của huyện Lô Bắc, như vậy hắn sẽ trở thành trung tâm của huyện Lô Bắc, một trung tâm có thể vượt qua cả vương tử quân và dương quân tài. Dù Trần Lộ Giao sẽ không gây khó cho dương quân tài một cách quá rõ ràng, thế nhưng mọi người sẽ biết tầm quan trọng của hắn là thế nào, đến lúc đó dù hắn trên danh nghĩa chỉ là lãnh đạo đứng hàng thứ ba trong huyện, thế nhưng hắn vẫn có thể hô phong hoán vũ như một vị chủ tịch huyện, thực tế sẽ chứng minh lực ảnh hưởng của hắn vượt qua địa vị hiện tại. Nếu Trần Lộ Giao vẫn tiếp tục xếp sau lưng vương tử quân nhưng quyền lên tiếng và lực lượng lại mạnh hơn hẳn, như vậy sẽ là cực kỳ vui sướng, đây chính là một mũi tên phục thù cực tốt và cực kỳ có thể diệt, lại không bóng không hình, thật sự quá tuyệt. Bí thư Dương nói rất đúng, chỉ cần danh sách này được hội nghị thường ủy thông qua, như vậy dù bản thân hắn có cản rỡ thế nào cũng chỉ là một cánh chim mà thôi, không tạo ra được sóng gió gì cả. Nụ cười của Trần Lộ Giao thật sự mang theo rất nhiều ý nghĩ nịnh nọt, dù lời nói tâm bốc đã quá rõ ràng, thế nhưng điều này lại không làm cho Dương Quân Tài sinh ra phản cảm, ngược lại hắn còn cảm thấy rất thoải mái. Hắn là một người từ nhỏ đã được đặt chìa khóa vàng lên người, hắn đã được nghe quá nhiều lời nịnh hót, nhưng hắn chưa từng sinh ra cảm giác thành tựu như lúc này dương quân tài biết rất rõ cảm giác này của mình là vì cái gì nhưng hắn thật sự rất hưởng thụ đối với nó hắn cũng biết rõ danh sách cán bộ sắp được đề bạt phần lớn đều là người của trần lộ giao thế nhưng dù biết rõ thì hắn cũng vẫn sử dụng dù sao hắn cũng không có người thân tín của mình trong hệ thống quan trường ở huyện lô bắc chỉ cần mình vẫn nắm giữ quyền lực tuyệt đối như vậy chuyện bồi dưỡng thân tín không phải là chuyện sớm muộn sao còn ý nghĩ của trần lộ giao sau này nếu như nghe lời thì quá tốt nếu như không nghe lời dương quân tài hoàn toàn có đủ thủ đoạn để thanh trừ đối phương không cần phải phớt lờ dương quân tài chậm rãi đứng lên khỏi ghế hắn vung tay trái kéo tấm màn cửa sổ ra một luồng ánh sáng rực rỡ xuyên thấu qua cửa kính chiếu lên người dương quân tài đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ trong khu thường ủy có một loại cây mà hắn không biết tên cứ đến đầu mùa hạ là phát triển rất mạnh hầu như leo lên tận mái nhà đến đầu thu thì lại tạo nên một màu sắc cực đẹp cho khu văn phòng cơ quan Bây giờ những sợi dây leo kia đang rũ mình xuống trước cửa sổ, có hai ba nhánh rất dài, vì nó không thể nào kéo xuống đất nên cứ liên tục đung đưa trong gió. Dương Quân Tài đưa mắt nhìn ra khung cảnh bên ngoài, hắn cảm thấy bây giờ tâm tình của mình đang bay lượn giữa không trung, lúc này hắn giống như một vị đại tướng đang đứng trên đỉnh núi chỉ điểm giang sơn. Bí thư Trần, anh thay tôi cho ra một thông báo, tối hôm nay sẽ mở hội nghị thường ủy. Dương Quân Tài vung tay lên, hắn dùng giọng cực kỳ khí thế nói: tuy hắn vung tay nhìn có vẻ cực kỳ tùy ý, thế nhưng trên thực tế thì hắn lại cực kỳ coi trọng hành vi này của mình. Hắn cảm thấy mình vung tay lên không khác gì thay trời đổi đất ở huyện Lô Bắc, coi như hoàn toàn đổi cũ thay mới. Nụ cười trên mặt trần lộ giao càng thêm sáng lạn, hắn biết rõ mở hội nghị thường ủy sẽ có ý nghĩa như thế nào, hắn thật sự cũng có hy vọng bước thiết đối với hội nghị thường ủy lần này. Vâng, tôi sẽ đi thông báo ngay. Trần lộ giao lên tiếng đồng ý, sau đó cầm điện thoại gọi đi ngay lập tức. Văn phòng huyện ủy chính là một cơ quan phụ trợ cho các vị lãnh đạo huyện ủy Lô Bắc, hầu như tất cả mọi thứ, tất cả mọi vấn đề và sự kiện đều phải tập trung trong đơn vị này. Các khoa viên công tác trong văn phòng huyện ủy đều là những người bận rộn, nhưng bọn họ bận rộn với vẻ chờ mong, nếu bọn họ công tác ở đây vài năm mà không có bất kỳ điều gì khác thường xảy ra, như vậy cơ hội để bọn họ phát triển lên cao là hoàn toàn cao vút vì thế mà đối với nhiều người thì văn phòng huyện ủy chính là một mâm trái cây làm cho người ta phải đánh nhau nướt đầu đổ máu để tranh giành vị trí tốt nhưng lúc này phó chủ nhiệm văn phòng huyện ủy tôn hạ châu lại không thích đơn vị này thậm chí lúc không cần thiết cũng sẽ không có thói quen đến văn phòng huyện ủy là một vị phó chủ nhiệm văn phòng huyện ủy tình huống này rõ ràng là quá quỷ dị thế nhưng sự thật đúng là như vậy nếu như trước kia khi thiếu tử đông còn đang công tác ở văn phòng huyện ủy Tôn Hạ Châu là một vị phó chủ nhiệm xếp vị trí sau cùng nhưng cực kỳ có thực quyền, thì bây giờ vua nào chiều nấy, sau khi văn phòng huyện ủy đổi lại thành địa bàn của Lưu Truyền Pháp, vị trí của Tôn Hạ Châu càng lúc càng quỷ dị. Tuy Lưu Truyền Pháp đối mặt với Tôn Hạ Châu vẫn mỉm cười nói chuyện vui vẻ, thế nhưng toàn bộ văn phòng huyện ủy đều có thể nhìn thấy rõ vẻ lạnh băng của chủ nhiệm Lô với phó chủ nhiệm Tôn. Trong lúc phân công không tỏ ra có bất kỳ điều chỉnh gì, cũng chưa từng nói ra những lời bất lợi cho Tôn Hạ Châu thế nhưng cảm giác lạnh lẽo của lưu truyền pháp với tôn hạ châu thật sự truyền đi khắp văn phòng huyện ủy. Cách làm của lưu truyền pháp rất đơn giản, trong văn phòng huyện ủy có kẻ nào có quan hệ tốt với tôn hạ châu, như vậy thì đành phải xin lỗi, tôi sẽ cho anh đến vị trí mà khó thể sống tốt. Chẳng được lợi lộc gì, chỗ tốt thì không có nhưng lúc nào cũng có thể bị phê bình. Những chuyện như vậy tất nhiên sẽ không cần lưu truyền pháp phải tự mình ra tay, hắn chỉ cần nói một tiếng bóng gió là có người trợ giúp ngay lập tức. Thủ đoạn này thật sự không ra gì, thế nhưng sau khi đám cán bộ trẻ tuổi quan hệ thân cận với Tôn Hạ Châu bị đưa vào lãnh cung, toàn bộ văn phòng huyện ủy không còn có bất kỳ kẻ nào dám đến gần Tôn Hạ Châu. Tôn Hạ Châu thật sự là rất nén giận với trò này, thế nhưng hắn cũng chỉ bất đắc dĩ mà thôi, hơn một cấp là đủ đè chết người, huống hồ Lưu Truyền Pháp không chỉ là hơn hắn một bậc, với địa vị của hắn thì căn bản không đấu lại một vị thường ủy huyện ủy như Lưu Truyền Pháp. Có một lần Tôn Hạ Châu bị lưu truyền pháp ép cho cảm thấy cực kỳ ngột ngạt, thế là hắn không nhịn được phải đến tìm Vương Tử Quân, muốn tố cáo lưu truyền pháp một chặp. Nhưng kết quả cáo trạng hầu như là số 0, Chủ tịch Vương Tử Quân cũng không thèm ném ra một lời an ủi. Quân tử cần phải bình tĩnh quyết đoán, tiểu nhân thường làm những trò vặt vãnh, đừng để ý đến người ta, chỉ nên chú ý đến con đường của mình, cứ để cho đối phương thích làm gì thì làm. Tôn Hạ Châu nghĩ đến nụ cười như nước chảy mây trôi của Vương Tử Quân, Hắn vừa cảm thấy an ủi vừa cảm thấy có chút bất ức. Hắn thầm an ủi mình, nhịn một chút đi, bí thư Vương có thể giải quyết thế nào được. Dù sao đối phương cũng là một ghế của thường ủy huyện ủy. Sau vài ngày suy nghĩ mãi mà không rõ, thế là số lần Tôn Hạ Châu đi đến văn phòng huyện ủy ngày càng ít, đại đa số thời gian đều ở bên phía khối chính quyền, giống như hắn đã hoàn toàn quên mất địa vị phó chủ nhiệm văn phòng huyện ủy của mình. Nhưng hôm nay Tôn Hạ Châu tiếp nhận một cuộc điện thoại hắn cảm thấy rất phiền muộn, lưu truyền pháp tự mình gọi đến, hắn không thể không đến. Văn phòng huyện ủy vô cùng náo nhiệt, vẫn là tình huống điện thoại vang lên không ngừng, đám cán bộ chen chúc trong văn phòng đang nói đủ mọi chuyện trên trời dưới đất, nhưng sau khi Tôn Hạ Châu đi vào thì ai cũng ngậm miệng lại. Những cặp mắt nhìn lướt qua Tôn Hạ Châu, ai cũng cố gắng tỏ ra nghiêm chỉnh, bộ dạng cực kỳ bận rộn, giống như chỉ cần bọn họ có một phút thư giản thì bầu trời của huyện Lô Bắc sẽ đổ ập xuống, sẽ tạo thành tổn thất khó thể phục hồi cho 700.000 nhân dân huyện Lô Bắc. Tôn Hạ Châu nhìn những gương mặt cán bộ quen thuộc mà trong lòng càng không chút dễ chịu, những người này trước kia đều rất thích tụ tập nói chuyện cùng hắn, nhưng bây giờ bọn họ giống như không biết mình là ai vậy. Tiểu Triệu, chị Tống, chủ nhiệm Lưu. Tôn Hạ Châu nhìn những gương mặt quen thuộc rồi ho khan một tiếng, sau đó đi về phía một gian phòng trong văn phòng huyện ủy cách đó không xa. Tôn Hạ Châu còn chưa kịp mở cửa phòng thì Lưu Truyền Pháp đã mỉm cười đi ra, hắn thấy mặt Tôn Hạ Châu thì nụ cười càng rạng rỡ hơn vài phần. Lưu Truyền Pháp mỉm cười mời Tôn Hạ Châu ngồi xuống, sau đó hắn lấy ra hai loại trà và thuốc tốt nhất, châm cho mình một điếu, sau đó cho người rót cho Tôn Hạ Châu một ly trà rồi mỉm cười nói. "Hạ Châu, anh đến khối chính quyền đã được bao năm rồi?" "Tôi tốt nghiệp đại học đã được phân công đến huyện Lô Bắc đã 10 năm rồi." Tôn Hạ Châu tuy rất bức bối với lưu truyền pháp, thế nhưng lúc mở miệng vẫn cố gắng bảo trì trạng thái cung kính. Thời gian cũng không ngắn, trước mắt thì các cán bộ nòng cốt trong các đơn vị của huyện Lô Bắc đều là người có năng lực nghiệp vụ mạnh, nếu như không có nhóm người các anh, chỉ sợ rằng văn phòng huyện ủy sẽ đình chỉ công tác. Lưu truyền pháp vừa ném cho Tôn Hạ Châu một điếu thuốc vừa nói tiếp. Lời này đáng lý là nên để cho Chủ tịch Vương nói với anh, thế nhưng Chủ tịch Vương quá bận, mà tôi lại là lãnh đạo chủ quản của anh, thế nên huyện ủy mới quyết định để tôi là người lên tiếng với anh trước tiên. Tôn Hạ Châu vốn cũng cảm thấy áp lực vì những tin đồn điều chỉnh nhân sự gây bất lợi cho Vương Tử Quân, thế nhưng lúc này nghe được những lời của Lưu Truyền Pháp, hắn càng cảm thấy áp lực tăng thêm vài phần. Hạ Châu, hai người chúng ta cùng cộng sự trong văn phòng huyện ủy, nói ra thì cũng có duyên phận, nếu như không phải thành phố An Dịch chúng tôi trở thành cấp phó bộ, như vậy huyện Lô Bắc sẽ không nhập vào thành phố An Dịch, như vậy hai người chúng ta sẽ là hai cán bộ thuộc hai tỉnh khác nhau, khó có cơ hội cộng sự. Bây giờ hai chúng ta cùng ăn trong một nồi cơm, duyên phận này không thể nói là nhỏ. Lưu Truyền Pháp tươi cười lên tiếng, điều này làm cho Tôn Hạ Châu thật sự cảm thấy mất tự nhiên. Dù có không được tự nhiên thì Tôn Hạ Châu cũng phải tiếp lời của chủ nhiệm Lưu Truyền Pháp. Đúng vậy, chủ nhiệm Lưu, vài tháng trước chúng ta còn chưa quen biết nhau, nhưng bây giờ lại là chiến hữu cùng chung chiến hào, thật sự khó có được. Tuy hai người vẫn nở nụ cười tươi vui thế nhưng không ai cho rằng lời nói của đối phương là thật. Nhưng nhìn vào tư thế của hai người, thật sự làm cho bọn họ sinh ra cảm giác hòa thuận. Hạ Châu, sau khi Bí thư Dương đến huyện Lô Bắc thì tỏ ra rất sốt ruột về vấn đề phát triển kinh tế. Nếu muốn chấn hương kinh tế thì cần phải tập trung những cán bộ có năng lực và tri thức, phải có thể phát huy được ưu thế của bản thân, dùng bọn họ làm những người đứng đầu, người dẫn lái con tàu kinh tế. Vì muốn cho huyện Lô Bắc chúng ta có một năm chuyển biến mạnh mẽ, bí thư Dương quyết định đưa một vài cán bộ có năng lực ra ngoài, tất cả đều là nhân tài, như vậy mới tận dụng được năng lực của mọi người, để cho bọn họ đi đến những cương vị quan trọng hơn. Lưu Truyền Pháp khẽ buông ly xuống, hắn dùng giọng quan rất mạnh mẽ nói. Lúc này Tôn Hạ Châu nghe được những lời nói đầy chính khí của Lưu Truyền Pháp, hắn chợt sinh ra cảm giác không đúng. Đồng chí Hạ Châu, anh là một cán bộ trẻ tuổi có năng lực của văn phòng huyện ủy lại là một phó chủ nhiệm năng động, nói thật, tôi không muốn anh phải đi. Nhưng chúng ta đều là đảng viên, đều phải nghe theo sắp xếp của lãnh đạo và tổ chức, chúng ta công tác cần phải đặt nặng đại cục của toàn huyện. Tuy văn phòng huyện ủy chúng ta không thể nào xa rời anh, thế nhưng vì vấn đề phát triển kinh tế của huyện, tôi cần phải đề cử anh lên cho huyện ủy. Lưu truyền pháp nói rất ung dung, lúc này giống như hắn đã tìm lại được cảm giác của mình. Trước đó khi hắn xuống tuyến dưới rèn luyện, lãnh đạo phòng tổ chức đến gặp mặt nói chuyện đã cho hắn sinh ra cảm giác khó quên, bây giờ hắn lại áp dụng tình huống trước đó, trên mặt là nụ cười hòa ái, tất cả đều nằm trong tầm khống chế. Hôm nay loại cảm giác tốt đẹp kia đã đến trên người của lưu truyền pháp, điều này càng làm hắn cảm thấy hưởng thụ, một cảm giác khoái cảm nhanh chóng dâng trào trong lòng. Xã Thượng Sơn còn thiếu một vị trí phó bí thư nắm công tác kinh tế, vị yêu cầu của vị trí này khá cao, thế cho nên phòng tổ chức đã chăm chú lựa chọn, cảm thấy chỉ có anh mới có thể đảm nhận được trọng trách này. Anh là người có đầu óc, tinh mắt, có bản lĩnh, thế cho nên cũng đừng phụ lòng kỳ vọng của tổ chức với mình. Phó Bí Thư xã Thượng Sơn, vị trí này nghe qua thì có vẻ rất tốt, thế nhưng thực tế không khác nào ném tôn Hạ Châu vào trong lãnh cung. Hắn là phó chủ nhiệm văn phòng huyện ủy, tuy không phải là chính khoa nhưng đó chỉ là vấn đề sớm muộn mà thôi, đám lãnh đạo đơn vị và xã thị trấn gặp mặt cũng đều phải tươi cười chào đón. Dựa theo quy củ quan trường, phó chủ nhiệm văn phòng huyện ủy cũng có thể ngồi ngang hàng với các vị lãnh đạo xã thị trấn, bây giờ lại điều Tôn Hạ Châu xuống làm phó bí thư xã Thượng Sơn, căn bản là muốn phá vỡ tất cả tương lai tốt đẹp của hắn. Nếu như vừa rồi Tôn Hạ Châu còn có thể bằng mặt không bằng lòng với Lưu Truyền Pháp, nhưng bây giờ thật sự là uất ức đến nghẹn ngào, hắn thật sự không nhịn được nữa. Hắn nhìn gương mặt với nụ cười đắc ý của Lưu Truyền Pháp, hắn nở nụ cười không kiêu ngạo không xu nịnh nói: Cảm ơn tổ chức đã coi trọng và sự tín nhiệm của chủ nhiệm Lưu với tôi, nhưng sắp xếp này của anh thật sự là có chút thiếu suy xét. Bây giờ tôi kiêm nhiệm cả chức vụ thư ký của chủ tịch Vương, vì thế có bất cứ chuyện gì anh nên thương lượng với chủ tịch Vương cái đã. Tất nhiên tôi sẽ suy xét đến ý kiến của chủ tịch Vương, nhưng tôi tin tưởng chủ tịch Vương nhất định sẽ xuất phát từ cái nhìn đại cục cao độ mà cho anh đến đảm nhiệm địa vị gian khổ và vinh quang kia. Lưu Thành Quân khẽ vung tay ra dùng giọng không chút nghi ngờ nói: Tôi sẽ nghe theo những gì tổ chức sắp xếp." Tôn Hạ Châu biết lúc này dù mình có biện luận thế nào thì cũng không có tác dụng, thế cho nên dứt khoát không thèm cải cọ làm gì với Lưu Truyền Pháp. "Hạ Châu, anh nên về chuẩn bị một chút, sau hội nghị thường ủy ngày hôm nay thì anh không còn là chủ nhiệm Tôn, tôi phải xưng hô với anh là bí thư Tôn." "Anh còn trẻ, tuổi trẻ chính là tư bản chính trị cho cán bộ, hãy cố gắng công tác cho tốt, thế nào cũng có lúc bừng sáng." Lưu Truyền Pháp khẽ cúi người, Giọng điệu cực kỳ kiên định. Làm một bí thư Tôn, Tôn Hạ Châu thật sự có ý nghĩ như vậy, chẳng qua hắn có thể tiếp nhận với cách xưng hô như vậy, thế nhưng hắn khó thể nào tiếp nhận địa phương mà mình sắp đến nhận chức. Tôn Hạ Châu đi ra khỏi phòng làm việc của Lưu Truyền Pháp, hắn nghe được nhiều lời nghị luận to nhỏ. Tôn Hạ Châu vênh váo đến tận tầng trời không ngờ cũng có ngày té nhào như thế này. Dù những lời nghị luận kia không nói trước mặt Tôn Hạ Châu, thế nhưng hắn vẫn có thể nghe thấy rất rõ ràng. Cũng may Tôn Hạ Châu không còn là một thanh niên đầu óc lỗ mãng như năm xưa, có rất nhiều chuyện hắn biết cách xử lý như thế nào để mình là người có lợi nhất, thế nên hắn cũng không thèm quan tâm đến những người rảnh rỗi kia, hắn dùng tốc độ nhanh nhất để đi về phía phòng làm việc của Vương Tử Quân. "Chủ tịch Vương, vừa rồi chủ nhiệm Lưu có tìm tôi nói chuyện, nói rằng muốn đưa tôi xuống làm phó bí thư Đảng ủy xã Thượng Sơn, anh xem tôi nên làm gì bây giờ?" Tôn Hạ Châu đã quá quen thuộc với tính khí của Vương Tử Quân, hắn nhanh chóng đặt câu hỏi đi thẳng vào vấn đề. Cậu đến xã Thượng Sơn làm phó bí thư cũng không có gì là không tốt, xuống tuyến dưới rèn luyện cũng không phải là xấu. Vương tử quân vung tay nhổ một cây cỏ dại ở trong bồn hoa bên cạnh cửa sổ phòng làm việc của mình, sau đó dùng giọng tùy ý nói. Sau khi nghe thấy lời nói của lãnh đạo thì Tôn Hạ Châu thật sự cảm thấy tâm tình siết chặt, nhưng tâm tình của hắn cũng nhanh chóng bình tĩnh lại. Hắn chợt nghe thấy vương tử quân nói tiếp nhưng công tác của tôi ở chỗ này cũng không thể nào tách rời khỏi cậu thế này đi cậu tiếp tục theo tôi công tác nửa năm sau đó hãy xuống tuyến dưới rèn luyện tôi nghe theo lời anh chủ tịch vương tôn hạ châu vừa rồi còn cảm thấy có chút thất lạc nhưng lúc này hắn chợt cảm thấy vui mừng như điên nhưng ngay sau đó lại sinh ra cảm giác lo lắng bây giờ bí thư dương và bí thư trần lộ giao đã liên hợp lại với nhau đã là hai người gây sự chủ tịch vương có thể sửa lại quyết định của bọn họ sao Hắn nghĩ đến tình huống vừa rồi gặp mặt Lưu Truyền Pháp, trên mặt chợt lộ ra vẻ lo lắng. Vương Tử Quân giống như cảm nhận được điều gì đó, hắn mỉm cười nghiêng đầu dùng giọng thản nhiên nói: "Cậu yên tâm, không có vấn đề gì cả." Vương Tử Quân vừa nói vừa vung tay, trên mặt lại mang theo vẻ tự tin thật sự khó thể nào có được. Hội nghị thường ủy sẽ được mở vào lúc 6 giờ 30, khi Vương Tử Quân tiến vào trong phòng họp thì đã là phút thứ 28 lúc này trong phòng họp đã tập trung phần lớn các vị thường ủy huyện ủy, đám người tiếu tử đông và đỗ tự cường thấy vương tử quân đi đến thì đều khẽ gật đầu. Còn tả Minh Phương, Hàn Minh Khải thì có thái độ khá mơ hồ, bọn họ nở nụ cười không một tiếng động với vương tử quân, vẻ mặt trưởng phòng vũ trang tân quân tắc thì lại rất nghiêm túc. Chủ tịch vương, ly trà của anh thật sự rất tinh xảo. Ai cũng nói người biết hưởng thụ cuộc sống nhất khối chính quyền huyện Lô Bắc chính là Chủ tịch Vương, theo tôi thấy thì những lời này là cực kỳ chuẩn xác. Lưu Truyền Pháp là một vị thường ủy huyện ủy sắp xếp ở vị trí cuối cùng, nhưng hắn lại là người đầu tiên lên tiếng với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân đặt ly trà của mình xuống bàn, sau đó hắn lên tiếng. Cái ly này là người ta cố gắng đưa vào tay tôi, nếu muốn nói tôi hiểu cuộc sống thì thật sự là người đưa cái ly đến cho tôi mới biết hưởng thụ cuộc sống. Hai người Vương Tử Quân và Lưu Truyền Pháp nói chuyện khá tùy ý, không chút khói lửa, thế nhưng càng là như vậy thì càng làm cho vài người cảm thấy trong lòng không yên. Bọn họ là thường ủy huyện ủy, bọn họ tự biết những người nơi đây đều không tầm thường, lần này có thể nói là quyết định hướng đi tương lai cho huyện Lô Bắc là một cuộc quyết đấu quan trọng. Trước đó bí thư Dương từng nếm quả ngọt ở hội nghị thường ủy đầu tiên, bí thư Dương rõ ràng muốn tận dụng thanh kiếm nhân sự trong tay để khống chế và quét sạch tất cả chướng ngại trong huyện Lô Bắc. Chủ tịch Vương trong mắt mọi người luôn là một vị lãnh đạo xảo quyệt đa trí, chủ tịch đã dùng sức của một mình mình để tạo ra vị trí và quyền thế ở huyện Lô Bắc một người như vậy sẽ chấp nhận giao thân cho kẻ khác sao? đám người đang ngồi nơi đây ngoài Đỗ Tử Cường và Tiếu Tử Đông là những phần tử trung thành tuyệt đối với Vương Tử Quân, những người khác hầu như đều đã đến gặp mặt nói chuyện với Bí thư Huyện ủy. đám người Thường ủy Huyện ủy nghĩ đến tình huống tiếp xúc nói chuyện với Bí thư Dương đều không khỏi cảm thấy có chút do dự. cửa phòng họp lại mơ ra vào đúng phút thứ hai chín, hầu như là Vương Tử Quân chân trước vừa đến thì Dương Quân Tài và Trần Lộ Giao đã bước vào bằng chân sau trên mặt bọn họ là nụ cười nhàn nhạt, nhạt càng tỏ ra mối quan hệ giữa bọn họ là cực kỳ khăng khít dương quân tài nhìn thoáng qua bốn phía khi hắn ngồi xuống vị trí của mình thì trần lộ giao ngồi xuống bên phải dương quân tài nhưng đúng lúc ngồi xuống thì hắn lại đưa mắt nhìn và nở nụ cười với vương tử quân chào các đồng chí bây giờ chúng ta bắt đầu họp dương quân tài lật quyển sổ bìa da màu đen của mình ra trên mặt là nụ cười nhạt khi hắn ngồi xuống vị trí chủ tịch của mình ở hội nghị thường ủy cảm giác khống chế tất cả trong lòng bàn tay lại quay về với hắn. Lúc này Dương Quân Tài muốn thông qua hội nghị thường ủy để đánh cho Vương Tử Quân ngã thật đau, muốn làm cho đám người mạc gia chống mắt ra mà xem, rốt cuộc là kẻ nào tốt nhất, hắn muốn cho đám lão già ở mạc gia phải hối hận. Dương Quân Tài có thể nói là chất chứa oán niệm nhiều ngày với Vương Tử Quân, bây giờ hắn đã bắt được cơ hội, nào không phát tiết cho sướng. Đám người tả Minh Phương bắt đầu ngồi nghiêm chỉnh lại, sổ trong tay cũng được lật ra. Lưu Truyền Pháp là chủ nhiệm văn phòng huyện ủy, hắn cũng mở bản ghi chép, bắt đầu ghi xuống vài chữ về ngày giờ tổ chức hội nghị thường ủy. Lưu Truyền Pháp ghi chép vô cùng thận trọng, vì hắn cảm thấy đây chính là giai đoạn cực kỳ quan trọng trong lịch sử của huyện Lô Bắc, sẽ mở ra một thời đại mới. "Các vị, hôm nay tôi tập trung mọi người trong hội nghị thường ủy, chủ yếu là có vài vấn đề cần thảo luận." Dương Quân tài khẽ ho khan một tiếng, giọng điệu khá chậm rãi. "Bí thư Dương" tôi còn có một việc cần báo cáo cho hội nghị thường ủy, chẳng biết có phù hợp không. Chưa đợi Dương Quân Tài nói hết lời, bí thư ủy ban kỷ luật tả Minh Phương đã trầm giọng nói. Tả Minh Phương nói làm cho Dương Quân Tài có chút mất hứng, nhưng dù hắn có mất hứng thì cũng không muốn đắc tội với một vị phó bí thư kiêm bí thư ủy ban kỷ luật đang có thái độ rất mơ hồ này. Thế là nụ cười trên mặt hắn không chút thay đổi, hắn cười gật đầu nói. Tất nhiên là có thể. Bí thư Dương, Chủ tịch Phương, các vị thường ủy, trước đó vài ngày ủy ban kỷ luật huyện ủy chúng tôi nhận được vài đơn tố cáo, nói khu quy hoạch có tồn tại vài vấn đề trong công tác đấu thầu. Sau khi tiến hành kiểm tra đối chiếu sự thật với nội dung các tờ đơn báo cáo, chúng tôi căn bản xác nhận tất cả đều là thật, đặc biệt là có cán bộ của khu quy hoạch có liên quan đến vụ này. Sau khi trải qua điều tra, chúng tôi đã xác định thật sự có vấn đề. Tạ Minh Phương nói rồi đưa phần tư liệu trong tay đặt lên mặt bàn khu quy hoạch chính là hạng mục do chính một tay vương tử quân lập ra, không phải bí thư dương đã lôi kéo được bí thư tả, bắt đầu tiến hành công kích vương tử quân sao. Ánh mắt đám người đỗ tử cường và tiếu tử đông không khỏi nhìn về phía vương tử quân, nhưng vẻ mặt vương tử quân vẫn rất bình thường trong mắt bọn họ, giống như chưa từng có gì phát sinh. Tài liệu được đưa đến trước mặt dương quân tài, bí thư dương lật qua xem xét, thế là vẻ mặt không khỏi trở nên khó coi. Hắn xem hết tài liệu mà không lên tiếng, sau đó đưa cho Vương Tử Quân, mà Vương Tử Quân xem qua một lượt lại đưa sang cho Trần Lộ Giao. Trần Lộ Giao cũng ý thức được có gì đó không đúng, khi hắn thấy tên vị cán bộ có liên quan là lưu truyền pháp thì không khỏi cảm thấy đầu óc nổ ầm lên một tiếng. Mà người bị điều tra có thao tác ngầm cũng chính là lưu truyền pháp, tên này nhận hối lộ hai chục ngàn từ tay của Lý Quốc Quyền. Trần Lộ Giao nhìn ba chữ lưu truyền pháp mà không khỏi sinh ra xúc động muốn bóp chết đối phương, tâm tình tốt đẹp khi đi vào trong phòng họp đã không còn, ánh mắt nhìn về phía vương tử quân càng tràn đầy phẫn nộ. Bí thư tả, theo tôi được biết thì ủy ban kỷ luật các anh điều tra cán bộ cấp chính khoa đều phải có liên hệ với lãnh đạo chủ yếu của huyện ủy, xin hỏi các anh đã thông qua bí thư dương chưa? Trần Lộ Giao đặt tài liệu xuống rồi trầm giọng nói. Tả Minh Phương và Trần Lộ Giao đều là phó bí thư huyện ủy, nhưng nếu nói về tư cách thì Tả Minh Phương cũng không kém Trần Lộ Giao, thế cho nên ở vài vấn đề thì Tả Minh Phương thật sự không sợ Trần Lộ Giao bây giờ nghe thấy trần lộ giao gây khó dễ cho mình tả minh phương cười lạnh một tiếng nói trước khi điều tra thì văn kiện bổ nhiệm đồng chí lô tân phúc làm cán bộ cấp chính khoa còn chưa được đưa xuống tả minh phương nói rồi nhìn sang tôn quốc lương đồng chí trưởng phòng quốc lương anh nói cho tôi xem văn kiện bổ nhiệm của đồng chí lô tân phúc đưa xuống khi nào tôn quốc lương nghiêng đầu suy nghĩ thầm cảm thấy quá phiền phức thầm nghĩ hai vị lãnh đạo tranh đấu cần gì phải kẹp tôi vào giữa để gây khó xử thế này nhưng tuy hắn có buồn phiền thế nào cũng chỉ có thể dùng giọng cực kỳ cầu thị nói. Văn kiện bổ nhiệm đồng chí Lô Tân Phúc mới đưa xuống được 10 ngày. Tả Minh Phương khẽ gật đầu không nói gì thêm mà Trần Lộ Giao cũng không còn gì để nói, sự thật là như vậy còn cãi cố làm gì. Bầu không khí của phòng họp chợt trở nên cực kỳ quỷ dị. Lô Tân Phúc là ai? Chính là anh tài đầu tiên lọt vào mắt xanh của bí thư Dương Quân Tài khi đến huyện Lô Bắc, là vị cán bộ đầu tiên được đề bạt ở một hội nghị thường ủy đầu tiên của Bí thư Dương. Khi đề bạt Lô Tân Phúc thì Bí thư Dương từng mở miệng ca tụng một phen, nào là đồng chí này chịu khó công tác, tác phong tốt, là một mầm mống tốt, giống như nếu không đẩy Lô Tân Phúc lên vị trí cục trưởng cục tư pháp, sợ rằng sẽ phải mở miệng xin lỗi tất cả nhân dân huyện Lô Bắc. Một mầm mống tốt, thật sự là mầm mống tốt, phòng tổ chức mới đưa văn kiện bổ nhiệm xuống được 10 ngày mà người này đã bùng phát ra đủ mọi vấn đề nào là tham ô, hơn nữa còn lợi dụng lợi ích tập thể để tham ô. Loại người tham ô hủ bại còn được đề bạt, như vậy nói rõ vấn đề gì? Khi đó dù không có cơ chế truy cứu trách nhiệm, thế nhưng tính hiệu quả của một màn hài kịch này như một cái tát thật mạnh lên mặt dương quân tài. Chẳng hiểu gì về người ta, đây không phải là chẳng hiểu gì cả sao. Mà một vị bí thư không biết rõ ai ra ai, làm gì có quyền lên tiếng ở phương diện nhân sự. Dựa vào lý lẽ gì để được người ta tiếp nhận đúng là quá mất mặt. Đỗ Tử Cường sau khi xem xong tài liệu thì vỗ bàn thật mạnh nói. Huyện ủy chính quyền chúng ta đã vì tranh thủ khoản tài chính này mà chạy đi đủ mọi ngã đường, mất không ít sinh lực. Vốn cho rằng sẽ tạo ra một hạ tầng tốt đẹp cho khu quy hoạch, không ngờ lại bị đám phần tử tham ô hủ bại vô lương tâm này làm loạn, đúng là tuyệt đối không thể bỏ qua, cần phải giết một người mà gian vạn người, phải điều tra đến cùng. Đỗ Tử Cường là một vị phó bí thư, tuy không có thứ tự quá cao thế nhưng bây giờ lên tiếng nói rõ ý kiến cũng làm cho người ta khó thể nào phản bác. Dương quân tài cảm thấy ra đầu run lên, hắn run rẩy lấy từ trong cặp ra một điếu thuốc, vì chuyện điều chỉnh nhân sự sắp tới mà hắn cảm thấy rất đắc ý, bây giờ tất cả bị đánh tan, không còn tung tích gì. Lúc này hắn mới biết mình đang tiếp nhận một đả kích lớn nhất từ trước đến nay. Vương tử quân không nể tình chỉ là một chuyện nhỏ, có thể cười cho qua, không đáng kể, thế nhưng mình là một vị bí thư huyện ủy, không biết gì về người ta, người mình đề bạt còn chưa kịp ngồi ấm chỗ đã bị ủy ban kỷ luật tìm được chứng cứ tham ô hủ bại, đây không phải là đáng chê cười sao. Không hiểu gì về cán bộ được đề bạt, dù thế nào thì cái mũ này chụp lên đầu cũng làm cho Dương Quân Tài không còn bất kỳ quyền uy nào trên phương diện nhân sự. Những vị thường ủy khác sẽ đồng ý với ý kiến của hắn sao? Tuy bí thư huyện ủy có quyền một phiếu phủ quyết, thế nhưng hắn là bí thư huyện ủy khống chế một phương, Quyền lợi này sao có thể sử dụng một cách dễ dàng. Ánh mắt Dương Quân Tài đã rơi lên người vị chủ tịch huyện nhỏ hơn mình năm sáu tuổi ngay bên cạnh, hắn biết rõ trong chuyện này có chỉ thị của Vương Tử Quân. Chính hắn muốn sử dụng hội nghị thường ủy lần này để cho đối phương phải ngã chúi đầu, thế nhưng nó lại là hội nghị thường ủy làm mình bị người ta chê cười, người này cũng quá âm hiểm rồi. Dương Quân Tài nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Vương Tử Quân, hắn nghĩ đến chuyện kết cục sự việc sẽ không biến đổi vì ý nghĩ của mình. Thế là trong lòng không khỏi bùng lên ý lạnh. Hèn gì có người nói Vương Tử Quân này là cáo già, với thủ đoạn của đối phương vào lúc này, nào có một con cáo nào so sánh được. Tình huống này không khỏi làm cho Dương Quân Tài khâm phục sự bình tĩnh của Vương Tử Quân, rõ ràng có thể bình tĩnh trong thời gian dài như vậy, mãi đến lúc vào trận chiến mới vung nắm đấm, một chiêu chế địch. Đúng lúc mình vừa có được chút uy tín thì đối phương đã vung tay đánh tan tất cả, dù sau này Dương Quân Tài có hùng mạnh trở lại, sợ rằng đây sẽ là một tình huống khó thể nào quên được. Dương Quân Tài không khỏi cảm thấy đau đớn, nhưng dù có đau thì hắn cũng phải tỏ ra bình tĩnh, nếu không chỉ sợ mình sẽ làm ra trò cười. Tài liệu được truyền cho mọi người cùng đọc, đám thường ủy huyện ủy sau khi xem xong cũng không lên tiếng, nhưng ánh mắt người nào cũng nhìn về phía Dương Quân Tài và Vương Tử Quân. Những chuyện thế này thật sự làm cho người ta phẫn nộ, không ngờ loại cán bộ tham ô hủ bại thế này còn được đề bạt lên chức. Có phải là chúng ta có vấn đề hay không? Nếu không thì loại cán bộ cặn bã thế này sao có thể được đề bạt? Nếu so sánh với những lời trưởng thành lão luyện của Đỗ Tự Cường, những lời của Tiếu Tử Đông căn bản là chĩa lên mũi súng. Tất nhiên những lời như vậy không cần nói thì ai cũng hiểu, mũi súng chĩa vào Dương Quân Tài, mà vẻ mặt Dương Quân Tài cũng đỏ mặt tía tai, nhưng hắn thật sự không có được một câu phản kích. Dương Quân Tài đối lý như vậy còn gì để nói, thật sự giống như đi chơi gái bị bắt tại giường. Dù mình có giải thích thế nào thì cũng là dấu đầu lòi đuôi. Lưu truyền pháp là đại tổng quản của Dương Quân Tài, tất nhiên hắn không muốn lãnh đạo của mình chịu uất ức và á khẩu không nói được lời nào. Hắn khẽ ho khan một tiếng rồi trầm giọng nói: "Phương diện đề bạt đồng chí Lô Tân Phúc là quyết định của cả hội nghị thường ủy, chủ tịch Tiếu, anh nói như vậy là không đúng." "Thật sao? Là quyết định của cả hội nghị thường ủy? Chủ nhiệm Lưu, làm phiền anh xem xét lại bản ghi chép của hội nghị thường ủy ngày hôm đó." anh viết thế nào thì đọc rõ ràng cho mọi người nghe xem. Tiếu tử đông dùng ánh mắt khinh miệt nhìn lưu truyền pháp rồi lạnh giọng nói. Lúc này Dương Quân Tài mới biết trên chuyện của Lô Tân Phúc thì chính mình đã tự chói tay chói chân mình, lúc này rõ ràng là hắn bị người ta nhổ sạch lông mà không dùng nước sôi, chỉ có thể để mặc cho người ta quyết định, dù có tức giận đến mấy cũng chỉ có thể nuốt hết răng gãy vào trong bụng mà thôi. Anh, Lưu Truyền Pháp thật sự rất tức giận nhưng cũng không biết nên làm sao cho tốt, dù sao thì có một sự thật quá rõ ràng lô tân phúc chính là người được lãnh đạo của mình tán dương hết lòng đồng thời lại được bí thư trần lộ giao kẻ sướng người họa cuối cùng mới xem như miễn cưỡng thông qua tốt lắm bây giờ không phải là lúc xem xét trách nhiệm của ai trước mắt cần thảo luận nên xử lý vấn đề của lô tân phúc như thế nào bí thư dương anh xem vụ án này nên điều tra xử lý thế nào vương tử quân vung tay lên với lưu truyền pháp và tiếu tử đông sau đó hắn cung kính xin chỉ thị của dương quân tài Dương quân tài thầm hừ một tiếng, vẻ mặt tức giận đến mức tái nhợt, nhưng hắn cũng không làm được gì. Việc đã đến nước này thì cũng cần hắn bày tỏ thái độ cho rõ ràng, nếu vương tử quân đã quyết định muốn cầm chuyện này để đối phó với mình, dù mình có tránh thế nào cũng không xong, hơn nữa hắn cũng không có lý do gì để đối kháng. Người ta đang nắm đằng chui, hơn nữa tên kia tham ô mà không có một thành tích nào, tối thiểu nhất của một viên quan chính là liêm khiết, người này không có chút tài đức nào, còn có gì để nói. Dương Quân Tài nhìn ánh mắt Phương Tử Quân nhìn về phía mình, hắn trầm ngâm một lát rồi dùng giọng suy nghĩ nói: "Chủ tịch Phương, đối với loại người này thì tôi thấy nên cách trước điều tra, mà phải điều tra đến cùng. Tôi đồng ý với ý kiến của Bí thư Dương. Bí thư Tả, Ủy ban kỷ luật các anh cứ yên tâm phá án. Nếu gặp phải bất kỳ khó khăn nào cứ đến tìm tôi và Bí thư Dương, tôi và Bí thư Dương nhất định sẽ là hậu thuẫn kiên cường cho các anh, nhất định sẽ giải quyết tốt cho các anh." Vương Tử Quân mỉm cười nhìn Tả Minh Phương, sau đó thản nhiên nói. Dương Quân Tài nhìn Vương Tử Quân đang rất tiêu sái tự nhiên trong phòng họp thường ủy huyện ủy, trong lòng hắn cảm thấy rất một ngạt. Lúc này hắn cảm thấy phòng họp giống như là nhà của Vương Tử Quân, chính mình giống như chỉ là một con rối mà thôi. Tốt, nếu đã có sự giúp đỡ của hai vị lãnh đạo, ủy ban kỷ luật sẽ dễ dàng công tác hơn. Tả Minh Phương nói rồi vươn tay về phía chiếc điện thoại trong phòng họp vẻ mặt đám thường ủy huyện ủy liên tục biến đổi từ khi tả Minh Phương cầm điện thoại đến lúc cúp điện thoại, nhưng tất cả đều không dám nói gì. Bầu không khí trong phòng họp thật sự làm cho người ta cảm thấy khó thể hít thở, đúng lúc Đỗ Tự Cường lên tiếng. Lô Tân Phúc này vừa lên làm cục trưởng cục tư pháp thì đã bị bắt, loại chuyện này nói ra cũng không dễ nghe, tôi cảm thấy chuyện này nên được khống chế trong phạm vi nhỏ, cố gắng không nên khuếch tán ra ngoài chương 292, nhớ kỹ là kẻ có thù tất báo. Không lan truyền ra ngoài thì tất nhiên sẽ là rất tốt, nhưng có một vấn đề, đó là chuyện thế này có thể gạt người được sao? Trần Lộ Giao cảm thấy ý nghĩ của Đỗ Tự Cường rất hèn mọn, còn bà nó Đỗ Tự Cường, đây không phải là anh đang châm ngòi ngọn gió, để càng làm cho Bí Thư Dương thêm tức giận sao? Dù nghĩ như vậy nhưng Đỗ Tự Cường người ta lên tiếng cũng vì huyện ủy, Trần Lộ Giao có tức giận thế nào cũng phải gật đầu đồng ý mà thôi. Dương Quân Tài khẽ gật đầu, hắn không nói gì, nhưng lúc này vẻ mặt cũng dễ chịu hơn so với vừa rồi. Nhưng khi nghe thấy lời nói tiếp theo của Đỗ Tự Cường, vẻ mặt chuyển biến tốt đẹp chợt trở chợ nên trắng bệch. Trước mắt khối tư pháp của tỉnh đang ở vào giai đoạn phổ biến công tác cực kỳ quan trọng, khối công tác của cục tư pháp không thể nào bỏ ngỏ được. Chỉ nửa tháng mà chúng ta đã thay đổi hai đời cục trưởng, đây rõ ràng là bất lợi lớn đối với công tác tư pháp theo tôi thấy chúng ta chỉ nên cảnh cáo xử phạt đối với các lão đồng chí nên cho đồng chí nhâm tiếp tục tiếp nhận vị trí cục trưởng cục tư pháp lời nói của đỗ tự cường rõ ràng là vỗ lên mặt dương quân tài trước mặt bao người nhưng lời đề nghị của lão cũng không phải không có lý vì nó xuất phát từ đại cục dù dương quân tài có không cam lòng thế nào cũng chỉ có thể chịu đựng mà thôi trưởng phòng tôn anh thấy thế nào khi thấy dương quân tài không lên tiếng trần lộ giao càng thêm sốt ruột hắn trực tiếp lên tiếng hỏi trưởng phòng Tôn Quốc Lương. Ý nghĩ của Trần Lộ Giao đã quá rõ ràng, chính là muốn trưởng phòng Tôn Quốc Lương mở miệng trực tiếp chối bỏ đề nghị kia. Nếu như là trước kia thì Tôn Quốc Lương chắc chắn sẽ phải xem xét đến ý nghĩ của Trần Lộ Giao, thế nhưng bây giờ khí thế của Vương Tử Quân đã áp đảo Dương Quân Tài, hắn chỉ trầm ngâm một lát rồi mỉm cười nói. Như vậy cũng tốt, cục tư pháp lúc này nhân tâm không ổn, cũng xem như là một lựa chọn cực kỳ phù hợp. Hội nghị thường ủy lần này diễn ra rất chóng vánh, chỉ mất nửa giờ đã kết thúc, chấm dứt trong sóng êm gió lặng, kết thúc ngoài dự đoán của mọi người. Trong mắt của không ít người thì hội nghị thường ủy lần này sẽ phải mở ra đến tận đêm khuya, bí thư Dương, chủ tịch Vương và các vị thường ủy huyện ủy sẽ mở ra một tràng tranh chấp nhân sự không chết không thôi. Không ngờ tất cả sự việc không phát triển theo đúng quy luật, chỉ vì một việc nhỏ xen vào giữa mà hội nghị thường ủy đã không còn như mong đợi của nhiều người. Phần danh sách điều chỉnh và đề bạt mà Dương Quân Tài đã chuẩn bị sẵn cũng không được lấy ra, nó đã hoàn thành sứ mạng lịch sử của mình và bị ném vào sọt rác. Hội nghị thường ủy lần này giống như biến thành một cuộc họp chuyên đề thảo luận về Lô Tân Phúc. Người trong thể chế có ai là kẻ ngốc? Khi nội dung của hội nghị được khuếch tán thì một số cán bộ thường hay lui tới phòng làm việc của Bí Thư Dương đã phải lui về, mà số nhân viên đến phòng làm việc của Chủ tịch Vương báo cáo lại tăng lên không ít. Bí Thư Vương, vẫn là anh cao tay. Tiếu tử đông nhiều khi thích xưng hô với vương tử quân là bí thư vương, nhưng cách xưng hô đó cũng không tính là giác ngộ. Bây giờ vương tử quân là chủ tịch huyện, còn là phó bí thư huyện Lô Bắc, hơn nữa còn là một vị phó bí thư xếp hàng đầu tiên. Vương tử quân khẽ cười không tiếp lời câu nói của tiếu tử đông, sau khi tôn hạ châu tươi cười tiến vào châm trà và lui ra ngoài thì vương tử quân mới lên tiếng. Loại thủ đoạn này thật sự không nên khoe khoang, điều chúng ta cần làm chính là cố gắng đứng vững và tạo ra thành tích muốn đường đường chính chính đối mặt với khó khăn của nhân dân, những thủ đoạn nhỏ nhặt này chỉ có tiểu nhân mới áp dụng mà thôi, tuy nó có tác dụng nhưng thực chất cũng chỉ là hạ sách. Tiếu tử đông khẽ gật đầu, hắn nhìn vị chủ tịch huyện trẻ hơn mình cả chục tuổi, trong lòng thầm cảm thấy xấu hổ. Hắn thầm nghĩ những lời này giống như là dành cho mình nhắc nhở chủ tịch vương mới đúng, vì sao lại chuyển thành ngược lại. Vài nhà vui thì có vài nhà sầu, sau khi Lô Tân Phúc bị ủy ban kỷ luật đưa đi, Lý Quốc Quyền là người đưa hối lộ cũng không có quả ngọt để ăn, không những bị tịch thu hạng mục, hơn nữa còn bị viện kiểm sát huyện Lô Bắc khởi tố vụ án, có thể nói là tổn thất nặng nề. Nhưng đối với Lý Quốc Quyền thì đó cũng không phải là đòn thảm thương nhất, đau nhất chính là sau khi sự việc bộc phát, Dương Quân Tài trước nay thường rất vui vẻ với hắn, bây giờ lại nghiến răng nghiến một chữ làm cho hắn cảm thấy lạnh lẽo vô cùng. Cút một tiếng nói giống như tiếng giống của Dương Quân Tài thật sự làm cho Lý Quốc Quyền cảm nhận được lửa giận điên cuồng, không, lúc này không phải là Dương Quân Tài nổi giận, phải nói là nổi điên mới đúng. Nhưng dù là nổi điên hay nổi giận thì tin tức đề bạt một viên quan tham ô lên vị trí cao đã được lan truyền ra bên ngoài giống như hoa bổ công anh bay trong gió, tất cả các phòng ban, tất cả các xã thị trấn đều đang lan truyền tin tức này, thế là vô tình làm cho công tác của bí thư Dương rơi xuống đáy cốc. Vương tử quân là người thắng trận cũng căn bản không có ý thừa thắng sông lên, ngay sau đó là một quá trình hành quân lặng lẽ. Huyện Lô Bắc vốn được dự đoán sẽ bùng lên sóng gió ngất trời, không ngờ bây giờ lại rơi vào trạng thái tĩnh lặng, danh sách cán bộ được điều chỉnh đã gây xôn xao một thời gian, bây giờ xem như đã chết từ trong trứng nước. Thời gian trôi qua từng ngày, cứ mỗi ngày trôi qua đám người đi vào cơ quan huyện đều vĩnh viễn không nhìn ra chút biến đổi nào khác, cơ quan vẫn công tác như thường, hầu như mỗi ngày đều vận chuyển theo quy luật, nhưng có chút biến đổi vẫn xảy ra, điều này là đương nhiên. Vương tử quân đi trên đường cái thành phố Giang Thị mà trong đầu vẫn nghĩ đến những chuyện trong huyện Lô Bắc, thời gian đã gần đến cuối thu, thế nhưng ánh mặt trời ấm áp vẫn làm cho người ta cảm thấy hơi ấm. Thời gian ma sát đã qua, huyện Lô Bắc dung chuyển vì sát nhập vào thành phố An Dịch bây giờ đã dần đi về hướng vững vàng, dương quân tài lúc này trở nên ẩn nhẫn hơn cũng làm cho vương tử quân bớt lo đi không ít. Bây giờ là một ngày chủ nhật khó có được, Vương Tử Quân về đến nhà mình thì thấy tràn đầy cảm giác ấm áp. Đi gọi Tô Anh đến, chúng ta cùng ăn một bữa ngon. Mẹ Vương Tử Quân là Triệu Tuyết Hoa vùng dỗ nói lời phân phó, bà tỏ ra rất vui mừng vì Vương Tử Quân đã quay về, vì thư ký trưởng Vương dạo này rất bận, thế cho nên đầu tiên bà nghĩ ngay đến cô gái Tô Anh. Chủ tịch Vương là người uy phong tám bể ở huyện Lô Bắc, thậm chí có người nói Chủ tịch Vương là thiên tử dùng lệnh đối với chư hầu, nhưng khi về đến nhà thì cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời phân phó của mẹ vì thế hắn đi xuyên qua một con đường cái đi tìm em họ tô anh của mình trong trường nhà đầu tô anh này từ nhỏ đã chơi đùa cùng hắn hầu như biến thành một cái đuôi của anh họ ôi thật sự nên mua cho tô anh một cái máy nhắn tin vương tử quân đi trên đường cái đầy hơi nóng mà thầm cảm khái nói một câu nhưng bây giờ cảm khái cũng không có tác dụng hắn chỉ có thể tiến từng bước trên con đường quen thuộc trong trường mà thôi cũng quên nói một vấn đề, đó là từ khi đồng chí Vương Quang Vinh tiến lên làm thư ký trưởng văn phòng tỉnh ủy thì đã dọn nhà, một lần nữa quay về khu nhà tỉnh ủy, trước mắt là láng giềng với nhà Lâm Trạch Viễn. Vương Tử Quân nhìn vườn trường quen thuộc mà trong lòng cực kỳ cảm khái, từng gương mặt trẻ tuổi phấn chấn lướt qua càng làm cho hắn sinh ra chút cảm giác kích động. Tô Anh đã học năm 2 đại học, Vương Tử Quân nghĩ rằng nàng đang ở trong lớp, thế cho nên mới cất bước vào sân trường. Vương tử quân dựa vào trí nhớ của mình với sân trường, hắn nhanh chóng đi đến lớp của Tô Anh, nhưng khi nhìn thấy một phòng học đầy người, hắn chỉ có thể lắc đầu bất đắc dĩ mà thôi. Chào cậu, xin hỏi phòng ký túc xá của Tô Anh ở chỗ nào? Vương tử quân không biết phòng của Tô Anh ở chỗ nào, thế cho nên hắn đi gión rén đến trước mặt một sinh viên đang đọc tiểu thuyết, sau đó khẽ hỏi một câu. Nam sinh viên gấp sách ngẩng đầu nhìn vương tử quân, phát hiện người đến khá xa lạ, thế là vẻ mặt hắn có chút không tốt, hắn dùng giọng lạnh lùng hỏi. Này, tô anh người ta đã là hoa có chủ, anh nên tranh thủ thời gian đi ra là vừa. Vương tử quân nhìn vẻ mặt mập mờ của tên nam sinh viên mà không khỏi cười thầm, xem ra người thích em gái của mình là rất nhiều, chính mình còn chưa hỏi người thì đã bị người ta lên tiếng chặn họng như thế. Nhưng bây giờ hắn cũng không có tâm tư chấp nhất với nam sinh viên này, hắn cười cười dùng giọng giải thích nói. Tôi là anh họ của tô anh, Tôi tìm cô ấy có chút việc. Anh là anh họ của Tô anh, tranh thủ thời gian đi ngay là vừa, ông anh à, làm phiền anh thay đổi lý do có được không? Vì những lý do thế này đã quá nhàm rồi. Tên nam sinh vừa rồi nói xong thì tiếp tục mở sách ra đọc tiếp, bây giờ hắn lại gấp sách dùng ánh mắt khinh thường nhìn Vương Tử Quân. Lần này Vương Tử Quân thật sự sinh ra cảm giác vò đầu bứt tai, hắn không muốn tiếp tục dây dưa với nam sinh viên này, thế là xoay người đi đến hỏi một nữ sinh viên rõ ràng gương mặt tuấn tú của vương tử quân dễ dàng làm cho nữ sinh kia yêu thích, còn không hỏi được vài câu đã tìm được đúng thông tin phòng ký túc xá của Tô Anh. Vương tử quân rất quen thuộc với ngôi trường này, hắn dễ trái phải vài lần thì đi đến một khu nhà màu vàng, dù còn cách khu nhà cả trăm mét nhưng những nhóm nữ sinh đã liên tục xuất hiện. Ủa, nơi đó đang làm gì vậy? Vương tử quân nhìn một đám người đang vây quanh ở dưới lầu ký túc xá, hắn không khỏi cảm thấy sững sờ. Sau đó tiếng đàn guitar vang lên, chợt xuất hiện âm thanh của một người đang đọc thơ tình. Dùng hoa đào kết thành tên em, dùng gió xuân mưa hạ tuyết đông tạo nên cơ thể em, anh yêu em, anh làm thơ cho em. Sóng nam cao vút, tình cảm thật sự rất mãnh liệt và bành trướng, vừa nghe qua đã thấy là một bài thơ của nam sinh cho nữ sinh, Vương Tử Quân chưa từng nghe qua những câu thơ như vậy, vô tình hắn cảm thấy có chút ấm áp. Cuộc sống đại học không lo không phiền thật sự làm cho người người hướng đến khi vương tử quân còn làm bí thư đảng ủy khối trong trường những chuyện về kỷ luật thuộc về phạm vi quản lý của hắn khi đó hắn cũng không can thiệp vào những hành động trời ơi của đám nam nữ sinh ngây thơ vì thế mà không ít lần bị lãnh đạo trường phê bình nhưng điều này lại làm cho hắn được đám sinh viên yêu mến có một nữ sinh viên dùng giọng nửa thật nửa giả để trêu chọc hắn nói hắn là anh em của sinh viên trong trường vương tử quân hồi tưởng lại những ngày tháng mình công tác trong trường mà không khỏi nở nụ cười sáng lạn nhưng khi nụ cười sáng lạn còn chưa thật sự kéo căng hết cỡ hắn chợt nghe thấy giọng nam kia vang lên em yêu anh làm thơ cho em liêu ăn như em cũng biết anh yêu em đến mức nào rồi đấy vương tử quân cất bước đi qua hai nữ sinh đang nở nụ cười hắn cảm thấy nụ cười trên mặt mình chợt đông cứng lại khoảnh khắc này trong lòng hắn chợt xuất hiện cảm giác ê ẩm giống như có một người nào đó đang vung tay lấy một vật trong túi của mình trước nay vương tử quân luôn đối đãi với liêu an như giống như một người bạn hắn chú tâm nhìn nàng đi về hướng hạnh phúc, nhưng hắn lại giả vờ như không biết nàng. Thân phận của vương tử quân quyết định chính mình đã đi qua giai đoạn xúc động vì tình yêu của tuổi trẻ, hắn không ê ê cho rằng mình là người có thể vì yêu mà chết. Thật ra yêu cũng không thể giết người, nó chỉ có thể đâm một kim vào vị trí yếu hại nhất của trái tim, sau đó thì khóc không ra nước mắt, rồi chăn chọc, sau đó bệnh lâu thành nan y, luyện mãi thành thép. Liêu An như không phải là gió, chủ tịch vương cũng không phải là cát, dù thế nào thì hai bên cũng từng có quan hệ với nhau vương tử quân cũng chỉ có thể lau khô nước mắt quay lại huyện lô bắc hắn còn nhiều việc cần phải làm nhưng vương tử quân có quá nhiều thứ tự cho rằng mình đã đúng vào thời điểm này tâm linh của hắn giống như nhận lấy đả kích một cảm giác tham lam nắm giữ những thứ thuộc về mình của đàn ông chợt bùng lên trong lòng làm cho hắn sinh ra cảm giác thật sự không muốn buông tay tình yêu thật sự khó thể nào định nghĩa được Nụ cười của em chính là tôn chỉ lớn lao nhất của anh, tình yêu cũng có bản lĩnh rất mạnh, vì em mà anh đã làm rất nhiều chuyện ngốc nghếch, đầu tiên chính là làm thơ cho em, để em cảm động, vì em mà anh học đánh đàn viết văn thơ, mong sao em có thể mất đi lý trí, vì em mà anh hát bản tình ca, tên của em là một bản tình ca đẹp nhất đối với anh. Những lời nói cực kỳ buồn nôn lại vang lên, điều này làm cho chủ tịch Vương càng nghe càng khó chịu. Khoảnh khắc này hắn chợt có ý nghĩ xấu xa. Nếu như hắn là bí thư đảng ủy khối của ngôi trường này, sợ rằng hắn sẽ nắm chặt lấy sự việc lần này và tạo ra một tình huống khó khăn cho nam sinh kia. Văn thơ cái quái gì chứ? Không phải trong trường đã cho ra quy định rõ ràng là sinh viên nam nữ không được yêu đương quá sớm à? Xuống, xuống rồi kìa. Khi Vương Tử Quân còn đang đứng yên bất động vì tức giận, hắn định cất bước, đúng lúc nghe thấy đám người chung quanh ồn ào lên tiếng. Vương Tử Quân nghiêng đầu nhìn theo đám người ánh mắt của hắn nhìn về phía hàng hiên, hắn thấy một hình bóng hiểu điệu nơi bậc cầu thang, là một cô gái mặc váy dài màu xanh nhạt giống như một đóa hoa sen mát rượi, nàng từ hành lang đi đến với một tư thế cực kỳ thanh nhã. Tuy đắc có thay đổi rất lớn, thế nhưng vương tử quân nhìn hình bóng quen thuộc đối với mình vào kiếp trước mà không khỏi cảm thấy run rẩy, hắn không tiến lên, không lùi lại, chỉ là đứng sững sờ như vậy, ngẩn ngờ sững sờ nhìn nàng. Lúc này trong lòng vương tử quân giống như có hai người đang đấu tranh với nhau, một người yêu cầu hắn xông lên, yêu cầu hắn vung tay dẫn người phụ nữ của mình đi ra khỏi chốn này, một người khác lại tỉnh táo nói cho hắn biết, anh đã không còn là vương tử quân năm xưa, hơn nữa bây giờ anh đã có hồng nhan tri kỷ, còn có vợ tương lai, cũng đừng can thiệp vào cuộc sống vốn yên tĩnh của nàng, anh không thể nào cho nàng được một mái nhà. Bên cạnh một người chỉ nên là một người, anh cũng đừng nên quá đa tình như vậy, vì hôn nhân là một vòng nhỏ hẹp rất luẩn quẩn, có ít người muốn vào nhưng có một số người không thể rời đi, nếu anh không thể cho cô ấy một gia đình thì anh không nên tiếp tục gây thêm sầu khổ. Câu nói này thật sự đã đánh trúng điểm đen trong lòng Vương Tử Quân. An Như, anh yêu em. Giọng điệu của tên nam sinh kia càng thêm dễ nghe, lúc này thì chủ nhân của âm thanh đã lộ diệt, đó là một sinh viên đẹp trai anh tuấn, hắn vừa đánh đàn guitar vừa chân thành tiến lên đón tiếp Liêu An Như vừa từ lên lầu đi xuống. Anh hy vọng có thể được ở bên cạnh em có thể san sẻ với em, chia sớt cho em. Tên nam sinh thật sự rất có năng lực biểu diễn, không những âm thanh đã chuyển sang dịu dàng dễ nghe, những lời nói của hắn còn có mang theo những hương vị làm cho phái nữ cảm động. Đồng ý anh ấy đi, đồng ý đi. Đám sinh viên ở phía sau bắt đầu lớn tiếng ồn ào, bọn họ lớn tiếng thúc giục, lúc này bầu không khí hiện trường càng lúc càng thêm náo nhiệt. Vương tử quân nhìn tình cảnh trước mắt mà không khỏi cảm thấy trong lòng thêm chua chát, hắn rất muốn bỏ đi thật tiêu sái, thế nhưng lúc này hắn chợt phát hiện mình căn bản không thể nào bỏ đi nghênh ngang cho được. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, tình yêu không thể nào miễn cưỡng, mong anh tôn trọng sự lựa chọn của tôi. Liêu An như lẳng lặng đứng nơi đó, cặp mắt của nàng nhìn chầm chầm vào nam sinh viên kia, nàng dùng giọng thản nhiên nói. Nam sinh viên kia rõ ràng là đến bây giờ còn chưa bao giờ gặp phải tình huống thế này, khoảnh khắc khi Liêu An như lên tiếng từ chối thì vẻ mặt hắn chợt biến đổi, lúc này đám người đang hô to gọi nhỏ ở phía sau cũng trở nên im ắng khi không ít người đang cảm thấy tiếc nuối thì vương tử quân lại cảm thấy trong lòng vui tươi cảm giác này không có một lý do rõ ràng nhưng hắn thật sự đang rất vui ôi vương tử quân nhìn bộ dạng thanh nhã và dịu dàng của liêu an như hắn khẽ cảm thán một tiếng tiểu như tiểu như một âm thanh mạnh mẽ chợt vang lên sau lưng mọi người khi nghe được âm thanh này thì hầu như tất cả mọi người đều quay đầu lại nhìn về phía phát ra. Cũng không phải vì âm thanh này có gì đó quá đặc thù, chủ yếu là vì nó quá lớn. Vương Tử Quân không quay đầu nhưng trong lòng lại rất rung động, đồng thời hắn cũng cảm thấy run lên, hắn không thể tin được, nhưng hắn biết đây có thể là sự thật. Vương Tử Quân chậm rãi nghiêng đầu đi chỗ khác, hắn phát hiện trên con đường nhỏ ở bên cạnh bóng rừng, một người mặc áo ngắn tay, bên dưới là quần vải màu đen trên chân là một đôi dép nhựa màu vàng, trên lưng là một chiếc gùi, đang từng bước đi đến. Trang phục này thật sự rất lưu hành ở nông thôn vào thời điểm hiện tại, nhưng bây giờ hiện ra trong trường thì lại rất đột ngột, cực kỳ không phù hợp. Vương tử quân tất nhiên cũng rất quen thuộc với hình ảnh kia, đã cùng nhau sống gần 20 năm, thế nào lại không thân thuộc. Hắn nhìn bộ dạng tráng kiện và linh hoạt của người đàn ông kia, thế là không nhịn được phải lầm bầm. Ông ấy lúc này có bộ dạng như vậy sao? Vương Tử Quân nói rất khẽ, người khác căn bản không nghe thấy, thế nhưng từng lời nói của hắn lại khắc sâu vào trong lòng chính mình. Gương mặt bình tĩnh của Liêu An như chợt trở, trở nên vui sướng, nàng không hề quan tâm đến tên nam sinh kia, nàng nhanh chóng chạy đến chào đón. Bố, một chữ vô cùng đơn giản thế nhưng đã làm cho không ít ánh mắt phải mở lớn lên nhìn chằm chằm, rất nhiều người khó thể nào dùng hình tượng một nữ sinh thanh nhã duyên dáng xinh đẹp và dịu dàng như Liêu An như với một ông lão đậm chất nhà quê như vậy lại với nhau cho được. Tiểu Như, người đàn ông nhìn Liêu An như, trên gương mặt khô dày chợt xuất hiện nụ cười ấm áp. Khi vương tử quân đang đưa mắt nhìn tình cảnh gặp mặt ấm áp của hai cha con Liêu An như, vẻ mặt tên nam sinh vừa bị Liêu An như từ chối chợt biến đổi, hắn chợt tiến lên phía trước nói. Ông chính là bố của Liêu An như sao? bố của Liêu An như thấy tên nam sinh đi đến hỏi thì vội vàng cười nói. Tôi là cha của Liêu An như, nhà đầu này không khéo ăn nói, hy vọng các cậu giúp đỡ nó nhiều hơn. Ăn đậu phụng đi, đây là sản phẩm của nhà tôi. Người đàn ông đặt chiếc túi trên vai xuống bên đường, sau đó lấy ra một bịch đậu phộng đưa về phía tên nam sinh kia. Không cần, không cần, ông còn chưa rửa tay, tay còn dính đầy đất thế kia tên nam sinh nhìn bàn tay trai sần bẩn thỉu sắp tiếp xúc với bàn tay mình, vẻ mặt hắn chợt biến đổi, hắn vung tay, đánh vào bàn tay của bố Liêu An Như. Bố của Liêu An Như không có bất kỳ phòng bị nào, vì vậy mà gói đậu phộng lập tức rơi xuống, những hạt đậu phộng to tròn giống như mưa rơi trên nền đất, tung tóe khắp bốn phía. Bố của Liêu An Như đang rất nhiệt tình chợt ngây cả người, hai cánh tay liên tục trà sát lên quần áo, trong miệng còn liên tục lẩm bẩm. Xin lỗi cậu, tôi bình thường có thói quen lôi thôi như thế anh xin lỗi cha tôi ngay liêu an như đứng bên cạnh bố lúc này giống như biến thành một con sư tử nổi giận nàng chỉ vào tên nam sinh rồi quát lớn vương tử quân đứng nhìn những gì đang xảy ra hắn chợt cảm thấy vui sướng trong lòng liêu an như trước kia nhát gan nhu nhược đã có những biến hóa không nhỏ xin lỗi sao vì sao tôi phải xin lỗi tôi chỉ vô tình đụng tay vào tay ông ấy cũng không cố ý đánh ông ấy Tên nam sinh đưa những ngón tay trắng trẻo thon dài của mình ra, trên mặt là nụ cười khinh thường. "Tôi cảnh cáo anh, nếu như anh không xin lỗi bố tôi, tôi sẽ lập tức phản ánh với nhà trường. Chưa nói đến những vấn đề gì khác, chỉ riêng tư tưởng này của anh cũng sẽ làm cho anh không có cơ hội vào đảng trong năm nay." Liêu An như khẽ cắn môi, giọng điệu của nàng rất trong trẻo, nhưng trong âm thanh trong trẻo đó lại tràn đầy uy hiếp. "Cô Lời nói của Liêu An Như rõ ràng đã đánh trúng chỗ hiểm của tên nam sinh, hắn dùng tay chỉ vào Liêu An Như, sau đó lại đột nhiên dùng giọng oán hận nói với bố của nàng. Được, tôi xin lỗi, xin lỗi ông nhà quê. Này cô nhà quê, được chưa? Cô hài lòng chưa? Đúng là, tạm biệt cô, hôm nay thật sự là lãng phí thời gian. Tên nam sinh nói rồi vung tay lên với đám người ở phía sau. Các anh em, hôm nay tôi mời mọi người dùng cơm, chúc mừng tôi không sai lầm vì ánh mắt quá thấp kém đám người tụ tập xem náo nhiệt đã ồn ào bỏ đi nhưng những lời nói của bọn họ thật sự giống như dao cắt vào lòng người anh trần đúng là quá nguy hiểm nếu để cho con bé quê mùa kia quấn lấy người thì anh đã thật sự xui xẻo rồi ha 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 đây cũng xem như là ông trời phù hộ ai bảo cô ta chơi trò lạt mềm buộc chặt bây giờ thì tốt dù có đến thì anh cũng không cần anh trần xem ra anh là người phúc lớn mạng lớn thoát nạn đúng lúc. Con đường nhỏ náo nhiệt nhưng chỉ sau chốt lát chỉ còn lại hai bố con Liêu An Như, những ngón tay của bố Liêu An Như chợt run rẩy sau đó ông đột nhiên nói. Tiểu Như, chỗ này còn có hai chiếc giày mà mẹ con đã làm và một chút đậu phộng. bố còn có chút việc nên đi trước, hôm nay xem như đã làm cho con mất mặt rồi. Bố, bố nói gì vậy, đừng quan tâm đến những tên kia, bố theo con đi dùng cơm. Liêu An Như nói rồi khoác lấy cánh tay của bố mình. Bố của Liêu An như lại lắc đầu rất kiên định, ông đặt túi xuống rồi xoay người chuẩn bị bỏ đi, nhưng Liêu An như lại giữ chặt lấy cánh tay của bố mình mà không chịu bỏ ra. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng muốn bỏ đi của bố Liêu An Như, hắn nào không biết rõ ý nghĩ của ông vào lúc này. Thế là một dòng nước ấm chợt tuôn trào trong lòng, khi hắn còn ở thôn Yên Chi Nam, bố vợ rất coi trọng đứa con rể là hắn, mà quan hệ của hắn với cha vợ cũng rất tốt, dù hai bên không có quá nhiều tiếng nói chung. Thế nhưng điều đó cũng làm cho hắn cảm thấy một tình cảm ấm áp. Người đã ra đi, những ngày xưa cũng không còn. Đây chính là lời cảm khái của Vương Tử Quân khi bố của Liêu An như qua đời. Lúc này bộ dạng muốn bỏ đi của ông lại càng làm cho lòng hắn cảm thấy đau đớn. Liêu An như lúc này cực kỳ kiên định. Nàng tuyệt đối không để cho bố mình cứ như vậy mà đi. Nhưng bố cũng là người cuột cường giống như nàng, nhất quyết phải đi cho được. Lúc này nàng cắn răng thật chặt, nàng cảm thấy rất bất đắc dĩ những dòng nước mắt trong suốt lúc này đã bắt đầu tụ tập trong hốc mắt của nàng. Đậu phộng này rất ngon, rơi trên mặt đất rất đáng tiếc. Âm thanh réo rắt quen thuộc chợt vang lên bên tai Liêu An Như, nàng nghe được âm thanh này thì tâm tình vốn khá uất ức đã buông lỏng, một giọt nước mắt rất lớn từ hốc mắt chảy xuống. Thấy có người đến thì bố của Liêu An Như cũng không tiếp tục tranh chấp với con gái mà quay sang nhìn, lão thấy một tên thanh niên đẹp trai anh Tuấn đang cúi đầu nhặt những hạt đậu phộng trên mặt đất. Tên thanh niên này nhìn qua rất giống như một nam sinh, thế nhưng lão lại cảm thấy hắn không giống với những nam sinh khác. "Anh, anh." Liêu An như lúng túng nói hai câu, thật sự nói không nên lời. Lúc này Vương Tử Quân đã nhặt tất cả đậu phộng rơi vãi trên mặt đất lên. "Đây là lần đầu tiên cháu được thấy những hạt đậu phộng thơm ngon thế này, thật sự khó thể mua được ngoài đường, không bằng cho cháu nhé." Vương Tử Quân cầm lấy những hạt đậu phộng rồi mỉm cười nói với bố Liêu An như, "Cậu cứ cầm lấy." nếu không đủ thì chỗ này của tôi vẫn còn khi thấy tên thanh niên kia nói chuyện như vậy bố của liêu an như cũng cảm thấy trong lòng ấm áp lão luống cuống tay chân rồi vội vàng móc từ trong túi quần của mình ra một gói thuốc nhăn nhúm lại nói này cậu thanh niên hút một điếu thuốc nhé khi liêu an như đối mặt với tên nam sinh lúc trước thì không chút sợ hãi nhưng lúc này thấy bố mời thuốc người trước mặt thì trái tim giống như nhảy lên cuống họng dù nàng không tiếp xúc nhiều với vương tử quân thế nhưng nàng chưa phát hiện ra người đàn ông kia là hạng người thế nào, thế nhưng có một điều mà nàng hiểu rõ ràng. Người đàn ông này có thể chơi trò cao tay với con trai của chủ tịch tỉnh, hơn nữa lại là người thắng trận, sao có thể hút loại thuốc thấp kém của bố mình. Lòng tự trọng của bố mình chẳng lẽ sẽ phải tiếp nhận đả kích nữa sao? Liêu An như thật sự cảm thấy khổ sở, nàng nhìn bố đưa thuốc ra, một cảm giác đau lòng chậm rãi xuất hiện trong lòng. Là tiểu kim chung, thuốc này thật sự rất nặng. Vương Tử Quân nhận thuốc, sau đó rút bật lửa châm thuốc cho bố Liêu An Như, sau đó châm thuốc cho mình, một quá trình thật sự rất trôi chảy. Bố của Liêu An Như đưa thuốc ra cũng có phản ứng, nhưng đưa ra cũng không kịp thu lại, thế nhưng phản ứng của Vương Tử Quân lại nằm ngoài dự đoán của lão. Cậu là bạn học của tiểu Như sao? Bố của Liêu An Như nhìn thấy cậu thanh niên trước mặt có lẽ không lớn hơn con mình vài tuổi, thế là cười nói. Bạn học sao? À, tất nhiên là không phải thế thì hai bên có quan hệ thế nào vương tử quân nở nụ cười sảng khoái nói không phải tôi là giáo viên ở đây khi vương tử quân nói ra hai chữ giáo viên thì cũng thầm bỏ thêm vào hai chữ trước kia những sinh viên kia phần lớn đều sinh ra và lớn lên ở thành phố ngài cũng đừng chấp nhất với bọn họ bây giờ đã đến giờ cơm tôi xin mời ngài một bữa cơm rau dưa vương tử quân thật sự rất muốn mời cha vợ kiếp trước của mình một bữa cơm không có lý do gì khác cũng không có nguyên nhân gì khác, chỉ là muốn nhân cơ hội này để uống với ông vài ly, ăn cùng một bữa cơm. Vương tử quân tuy muốn chặt đứt với những liên hệ vào kiếp trước, thế nhưng bây giờ hai bên gặp lại, hắn sao có thể không quan tâm cho được. Ôi, chào thầy, anh nói như vậy sao được, tôi phải là người mời khách, cũng nên là tôi mời khách. Tiểu Như ở trong trường có lẽ đã nhiều lần làm phiền đến anh, bây giờ mời anh một bữa cơm cũng là điều nên làm. Bố của Liêu An như đối mặt với nụ cười ôn hòa của Vương Tử Quân thì cũng có chút gò bó, thế cho nên lên tiếng chối bỏ lời mời của Vương Tử Quân. Sau khi hai bên lên tiếng vài lần, Vương Tử Quân phát hiện nếu nói về chuyện khách sáo nhún nhường thì mình không phải là đối thủ của cha vợ kiếp trước, thế cho nên cuối cùng cũng chỉ có thể gãi đầu bất đắc dĩ. Vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh. Liêu An như nhìn hai người đàn ông đang nhún nhường với nhau mà trong lòng đầy ngọt ngào. Dù người đàn ông này thật sự giống như ánh sao trên trời đối với nàng, thế nhưng khoảnh khắc này nàng chợt cảm thấy ánh sao đó thuộc về mình. Tuy thời gian của Liêu An Như chỉ có một chút mà thôi, thế nhưng một chút đó cũng đủ làm cho nàng cảm thấy mỹ mãn. "Thầy Vương, tôi giúp tiểu Như đưa những thứ này lên phòng, sau đó chúng ta sẽ cùng đi dùng cơm." Bố của Liêu An Như vừa lên tiếng thì đã xách túi chuẩn bị đi về phía khu ký túc xá nữ, Liêu An Như cố tình rơi lại phía sau, hắn khẽ nói với Vương Tử Quân: Cảm ơn anh. Không cần, tôi thật sự muốn mời bố cô một bữa cơm. Vương tử quân đưa mắt thấy bố của Liêu An Như đã đi đến cổng của khu ký túc xá nữ, hắn khẽ nói. Liêu An Như không nói gì, nhưng nàng hiểu Vương tử quân đang nghĩ gì, thế là có chút ánh sáng gì đó nhàn nhạt tập trung trong mắt nàng, nàng không tiếp tục mở miệng, chỉ xoay người đi về phía khu ký túc xá. Cô đến phòng 203 nói với Tô Anh một tiếng, nói rằng tôi tìm cô ấy vương tử quân thấy liêu an như muốn đi lên lầu thì lớn tiếng nói liêu an như đang tràn đầy cảm động với vương tử quân lúc này nghe thấy âm thanh của hắn vang lên phía sau thì cơ thể có hơi run lên nhưng ngay sau đó nàng đã nhanh chóng cất bước vương tử quân lại căn bản không cảm thấy mình có câu nói gì không đúng hắn cầm lấy những hạt đậu phộng cho vào miệng cẩn thận nhai nuốt và cảm nhận mùi đậu phộng khá thơm nó thông qua đầu lưỡi liên tục chảy vào trong lòng vương tử quân hắn cố gắng nhai nuốt đậu phộng với hương vị của kiếp trước hắn cảm thấy mình giống như một người phá vỡ không gian thời gian hắn về đến kiếp trước về bên bóng hình người phụ nữ quen thuộc của mình thấy được hình dáng nàng đang đưa đậu phộng đến cho mình anh họ sao anh lại đến đây tô anh giống như một cánh chim nhỏ bổ nhào đến bên cạnh vương tử quân nàng cười lớn nói vương tử quân đã nhiều ngày không gặp tô anh trước nay hắn luôn bảo vệ em gái họ của mình lúc này hắn thu lại những cảm giác của mình rồi khẽ cười nói mẹ anh muốn em về nhà cùng dùng cơm tốt quá em cũng rất nhớ bác ôi may mà hôm nay em ngủ nướng bụng trống rỗng nếu không cũng chỉ có thể nhìn một bàn đầy thức ăn ngon mà không thể tống hết vào trong bụng tô anh dùng giọng nghịch ngợm nói tuy tô anh lúc này đã là một cô gái lớn yêu kiều xinh đẹp thế nhưng vương tử quân nhìn thấy nàng vẫn có mang theo chút tinh nghịch như xưa thế cho nên cảm thấy rất ấm áp mèo con tham ăn, mau đi đi, mẹ anh ở nhà đang chờ em. À, em cũng nói với mẹ anh một tiếng, nói rằng anh gặp một người bạn, hôm nay ăn bên ngoài. Vương tử quân nói rồi chỉ về phía bố của Liêu An Như. Vương tử quân chỉ về phía bố của Liêu An Như, thế nhưng Tô anh chớp mắt lại nhìn qua Liêu An Như. Tuy nàng không học chung lớp với Liêu An Như, thế nhưng nàng vẫn rất có ấn tượng với cô gái được bầu làm đệ nhất mỹ nữ kia. Tô Anh nhìn nụ cười sáng lạn của anh họ Vương Tử Quân, lại nghĩ đến những chuyện thảm thương của ông anh khi bị ông ngoại xử lý vấn đề hôn sự theo lời của mẹ mình, một ý nghĩ chính nghĩa chợt lóe lên và càng ngày càng mạnh mẽ trong mắt nàng. Nếu đã ép duyên thì đừng nên trách tôi anh, thế là nàng vỗ vỗ vào ngực rồi nói. Anh họ yên tâm, tôi anh nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ, sẽ giúp anh giấu với bác gái, anh cứ tin em, em đi đây. Tô anh dùng tốc độ nhanh nhất để bỏ đi, mà Vương Tử Quân lúc này thật sự cảm thấy khó hiểu. Mãi đến khi Liêu An Như đến bên cạnh thì hắn mới chợt hiểu có chuyện gì xảy ra. Nhà đầu kia đúng là. Vương Tử Quân nhìn Tô Anh rời đi mà không khỏi cảm khái một câu, nhưng hắn còn chưa kịp cảm khái xong thì bố của Liêu An Như đã đi đến bên cạnh nói. "Thầy Vương, anh xem chúng ta nên đến đâu dùng cơm đây?" "À, bác cứ đi theo cháu là được." Vương Tử Quân áp chế tâm tình của mình, hắn cười nói. Ba người đi bộ một lúc, đi trong sân trường đẹp như tranh. Liêu An như đang lo lắng quý công tử này sẽ làm cho bố mình sinh ra cảm giác buồn tẻ. Tuy nàng không phải là người nói nhiều, thế nhưng nàng đã bắt đầu phải cân não suy nghĩ, làm sao để cho hai người có sự khác biệt quá lớn cùng tìm được một chủ đề để lên tiếng. Nhưng điều làm cho Liêu An như cảm thấy khó tưởng đã xảy ra, thầy Vương kia thật sự quá quen thuộc với việc nhà nông và tình huống nông thôn vào giai đoạn hiện tại, chỉ nói vài câu đã làm cho bố của Liêu An như vốn bình thường ít nói biến thành ông lão thao thao bất tuyệt bây giờ chuyện có cơm ăn ở nông thôn không còn là vấn đề nhưng nếu nói về kiếm tiền thì thật sự không bằng người thành phố nếu không vừa rồi cậu thanh niên kia cũng không bố của liêu an như hầu như đã xem vương tử quân là một đối tượng để thổ lộ bây giờ dùng giọng cảm khái nói vương tử quân khẽ cười nói bây giờ thanh niên đều là thiếu rèn luyện không đủ nhận thức thực tế thì mọi người đều giống nhau nào có gì là khác nhau hơn nữa bác tuy không phải là người thành phố thế nhưng nhất định sẽ là cha của một cô gái ở thành phố. Những lời này của Vương Tử Quân thật sự rất thịnh hành trên Internet vào thời sau, đó là không thể trở thành con nhà giàu, như vậy nhất định sẽ làm bố của con nhà giàu. Nhưng Vương Tử Quân nói ra những lời này thì chợt cảm thấy mình có chút lỗ mãng. Nhưng những lời của Vương Tử Quân lại giống như nói vào tâm khảm của bố Liêu An như, gương mặt của ông có hơi đỏ, hai cánh tay trà sát vào nhau, trên mặt là nụ cười vui sướng. Đúng rồi, Cậu thanh niên họ Trần kia tên gì? Vương Tử Quân nhìn bố của Liêu An Như đang kích động, hắn cũng không biết nói sao cho phải, thế cho nên lảng sang chuyện khác. Em cũng không biết, có thể là một cán bộ của hội sinh viên. À. Vương Tử Quân cũng không hỏi lại, vì bố của Liêu An Như có chút kích động, thế cho nên ba người bước đi trong bầu không khí có chút tẻ nhạt. Bí thư Vương, một giảng viên hơn 30 tuổi vốn đang đi nơi khác, khi thấy hình bóng của Vương Tử Quân thì vội vàng tiến đến chào hỏi. Vương Tử Quân và Vương Quang Vinh tuy đã rời khỏi ngôi trường này thế nhưng trong mắt các giảng viên ở nơi đây thì hai cha con bọn họ đã biến thành những nhân vật cao cấp. Vương Quang Vinh đã là một đối tượng mà lãnh đạo trường tìm đủ mọi cách để nịnh bợ, là một thư ký trưởng văn phòng tỉnh ủy đầy quyền lực, còn Vương Tử Quân cũng chính là một đối tượng mà các giáo viên trong trường cảm thấy hối hận vì trước đó không kịp kết giao. Vương Tử Quân quay đầu lại nhìn, thì ra là một đồng sự ở Đảng ủy khối năm xưa, thế là tiến lên nghênh đón nói vài câu người kia nghe nói vương tử quân có hẹn thì cũng không miễn cưỡng nhưng hắn lại hẹn với vương tử quân khi nào rảnh thì uống một bữa rượu vui vẻ hình như em có nghe thấy anh nói với thầy tống về chuyện của nam sinh họ trần liêu an như thấy vương tử quân đi về thì khẽ hỏi à tôi nói nam sinh kia cần phải khảo sát lại cho tốt vương tử quân dùng giọng không quan tâm nói hắn nói rất thoải mái làm cho liêu an như cảm thấy đó không phải là chuyện gì lớn nhưng chỉ là một lời nói hời hợt của Vương Tử Quân vào lúc này mà làm cho tên nam sinh kia không được tiến vào hàng ngũ đảng viên. Vào thời bấy giờ thì sinh viên vào đảng thì trên cơ bản sẽ đứng lên một bục cao, vì chuyện nhập đảng mà nam sinh kia đã mất hết tâm tư, không ngờ cuối cùng lại thất bại trong tay của Vương Tử Quân. Trong mắt đám người huyện Lô Bắc thì Chủ tịch Vương là một người rộng lòng vị tha, thế nhưng vị Chủ tịch huyện thường hay cười tủm tỉm này cũng là một người có thù tất báo. Audio điện tử võ tấn bền. Hết tập 25.